Lục Lâm Thiên cũng không có tâm tình tìm những thứ này. Một lát sau trong tay Lục Lâm Thiên xuất hiện ba bình ngọc. Lục Thiếu Du lập tức mở ba chiếc bình ngọc này ra. Trong bình ngọc thứ nhất có hai khỏa đan dược, chính là Thiên Linh Nhuyễn Cốt Đan, trong bình ngọc thứ hai chính là Thanh Linh Đan thất phẩm cao giai, bình ngọc thứ ba Lục Thiếu Du nhìn một chút rồi lập tức nhìn Lăng Thanh Tuyền hỏi. Đây chính là giải dược đúng không? Tốt hơn ngươi nên suy nghĩ cho kỹ trước khi trả lời, nếu như ngươi dám lừa gạt ta, vậy thì ta sẽ đem y phục trên người ngươi xé hết sau đó chậm rãi dằn vặt. Đó là giải dược. Lăng Thanh Tuyền lạnh nhạt nói. Thế nhưng trong lòng cũng cực kỳ kiêng kỵ. Lục Lâm Thiên này không có chuyện gì là không làm được. Đây chính là một ác ma, nàng sao lại rơi vào trong tay hắn cơ chứ? Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn Lăng Thanh Tuyền, từ khí tức trên đan dược hắn cũng có thể nhận ra đây chính là giải dược của Thiên Linh Nhuyễn Cốt Đan. Đại hồn anh lập tức đem đan dược nhét vào trong miệng bản thể. Đan dược vào miệng lập tức hóa thành một cỗ dược dịch tiến vào trong bụng rồi trong nháy mắt khuếch tán ra khắp cơ thể. Dưới cỗ dược dịch này tứ chi, đan điền của Lục Lâm Thiên bắt đầu khôi phục chi giác. Đúng là giải dược. Lục Lâm Thiên lập tức khống chế chân khí vận chuyển, khôi phục toàn thân rồi luyện hóa năng lượng bên trên cấm chế do nộ vô thường đánh vào người hắn. Lúc này bên trong cơ thể Lục Lâm Thiên có một cỗ chân khí không kém, cỗ chân khí này lập tức tiến vào trong đan điền của hắn. Một lát sau Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, tay đem vô số đan dược nhét vào trong miệng, bắt đầu điều tức. Về phần đại hồn anh thì luôn ở bên chờ đợi, ánh mắt Lăng Thanh Tuyền vãn nhìn vào trên người hai Lục Lâm Thiên, trong mắt vô cùng kinh ngạc. Siêu! Trong lúc Lục Lâm Thiên điều tức, vết kiếm chẳng chịt trên người dưới cỗ kim quang màu tím kia đang bắt đầu khôi phục với tốc độ nhanh chóng. Ngay cả vết kiếm trên mặt cũng vậy, một chút sẹo cũng không để lại. Có bất diệt huyền thể. Một chút thương thế ấy căn bản không có vấn đề với hắn, mà hết thảy những chuyện này đều bị Lăng Thanh Tuyền nhìn thấy khiến cho nàng vô cùng kinh ngạc không nói nên lời. Lục Lâm Thiên điều tức chừng hai canh giờ mới triệt để khôi phục tự do hành động như trước. Cảm giác mệt mỏi do Thiên Linh Nhuyễn Cốt Đan mang tới trong cơ thể cũng bị tiêu trừ. Siêu siêu! Một ngụm chọc khí từ trong miệng Lục Lâm Thiên được thở ra. Sau khi ăn vào vô số đan dược lại luyện hóa cấm chế của nộ vô thường, Lục Lâm Thiên cũng đã khôi phục được một ít, sắc mặt đã bắt đầu hồng nhuận hơn. Siêu! Trong nháy mắt này đại hồn anh cũng tiến vào trong đầu Lục Lâm Thiên. Hít! Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, nhíu mày rồi mới đứng dậy. Một cỗ hàn ý đột nhiên bắn ra, tập trung vào người Lăng Thanh Tuyền. Ngươi muốn thế nào? Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Lâm Thiên, trong lòng có chút kiêng kỵ. Nàng hiểu rõ, tên vô sỉ này chính là một ác ma, chuyện gì cũng có thể làm được. Sao nào, ngươi sợ ta sao? Lục Lâm Thiên lạnh lùng cười. Ngươi mau thả ta ra, ngươi trốn không thoát đâu. Lăng Thanh Tuyền oán độc nhìn Lục Lâm Thiên, trong lòng tuy rằng kiêng kỵ thế nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua kém chút nào. Cấm chế trên người ngươi có lẽ cũng được cởi bỏ gần hết rồi đúng không? Lục Lâm Thiên lạnh lùng cười. Nữ nhân này cũng có thủ đoạn cởi bỏ cấm chế. Từng có lần nữ nhân này đã dựa vào thủ đoạn kia mà đào tẩu. Nói xong. Lục Lâm Thiên lần nữa đánh xuống vài đạo cấm chế. Ngươi, vô sỉ! Lăng Thanh Tuyền tức giận mắng to, thậm chí là có chút ủy khuất. Đích thực vừa rồi nàng đang không ngừng cởi bỏ cấm chế, trong lòng còn có chút mừng thầm rằng sắp bắt được Lục Lâm Thiên lần nữa. Thế nhưng không ngờ Lục Lâm Thiên lại hiểu rõ nàng tới như vậy. Vô sỉ, ta không thiếu răng a, ngươi nói xem ta nên dằn vặt ngươi thế nào đây? Lục Lâm Thiên tức giận nói, khuôn mặt âm trầm. Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua bộ ngực sung mãn của Lăng Thanh Tuyền. Thế nhưng khi nhìn vào Lục Lâm Thiên cũng không có một chút tà niệm nào. Bởi vì trong lòng Lục Thiếu Du lúc này chỉ có hận ý cùng tức giận, muốn dằn vặt nữ nhân này cho tốt. Không được, không được. Nhìn thấy ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vào ngực mình, Lăng Thanh Tuyền còn tưởng Lục Lâm Thiên muốn cho nên lập tức biến sắc. Hóa ra ngươi cũng biết sợ a. Lục Lâm Thiên nhíu mày rồi lập tức nở nụ cười nhạt. Bàn tay không chút khách khí vuốt ve bộ ngực Lăng Thanh Tuyền qua một lớp vải. Ngươi, hỗn đản, vô sỉ, mau thả ta ra. Giờ phút này Lăng Thanh Tuyền hầu như là muốn khóc lớn một tiếng. Thế nhưng bên trong mật thất này thanh âm không thể truyền ra bên ngoài. Ngươi nói không được là không được sao? Hai tay Lục Lâm Thiên đột nhiên dùng sức, năm ngón tay không ngừng xoa nắn trên đỉnh núi. Bộ ngực mềm mại của Lăng Thanh Tuyền dưới đôi tay của Lục Lâm Thiên không ngừng biến dạng. Vô sỉ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Lăng Thanh Tuyền lạnh nhạt nói. Thế nhưng sự kiêng kỵ trong mắt đối với Lục Lâm Thiên càng lúc càng lớn. Vậy thì ta sẽ tiếp tục vô sỉ cho ngươi xem. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, hai tay hung hăng xoa bóp hai đỉnh núi. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng dùng không ít sức lực, tuy rằng không dùng tới chân khí, thế nhưng cũng gần như dùng hết sức. Trên hai ngọn núi kia đã bắt đầu xuất hiện dấu tay đỏ ửng. Lục Lâm Thiên, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tên vô sỉ, hạ lưu, bại hoại này. Lăng Thanh Tuyền cắn răng nén đau đớn hét lên một tiếng. Trong mắt mơ hồ đã có nước mắt, thanh âm dường như có chút khẩn cầu. Đối với sự khẩn cầu của Lăng Thanh Tuyền, Lục Lâm Thiên không chút để ý. Nếu như hắn không báo thù một chút thì phải xin lỗi chính bản thân mình rồi. Bàn tay lần nữa gia tăng lực đạo hung hăng xoa bóp bộ ngực mềm mại kia rồi mới buông tay. Lục Lâm Thiên, ta nên sớm ghét ngươi mới phải. Tên ác ma, vô sỉ nhà ngươi. Lăng Thanh Tuyền vừa hận vừa giận mở miệng nói, trong thanh âm có chút ủy khuất. Hừ, vậy thì ta sẽ tiếp tục vô sỉ cho ngươi xem. Nhìn Lăng Thanh Tuyền tức giận như vậy, trong lòng Lục Lâm Thiên đột nhiên có chút sảng khoái. Bàn tay bỗng nhiên đem chiếc quần trên người nàng xé rách, kể cả cái á Sigma viết thường lót trên người. Lập tức một thân thể trắng nõn xuất hiện trong mắt Lục Lâm Thiên. Lúc này toàn bộ cái bụng bằng phẳng, trắng nõn như ngọc hiện lên trước mắt Lục Lâm Thiên. Trên đôi ngọc thỏ ngạo nghễ của nàng hiện lên năm ngón tay đỏ hồng, có vẻ vô cùng mê người. Mà lúc này tầm nhìn không bị ngăn cản, toàn bộ thân hình hoàn mỹ, động lòng người của Lăng Thanh Tuyền hiện lên trong mắt Lục Lâm Thiên, đây quả thực là một vưu vật hoàn mỹ không chút tì vết. Vốn trong mắt Lục Lâm Thiên tràn ngập sự tức giận lúc này đột nhiên có chút khác lạ. Lăng Thanh Tuyền nhìn mắt Lục Lâm Thiên, trong lòng cũng có cảm giác bất hảo. Lục Lâm Thiên nhìn thân hình hoàn mỹ trước mắt, trong lòng lại cảm thấy có chút tà ý, trong đầu hiện lên thân ảnh của Lăng Thanh Tuyền. Lăng Thanh Tuyền nhìn ánh mắt tà dị của Lục Lâm Thiên mà cảm thấy sợ hãi, thế nhưng thân thể lại không có một chút sức lực nào. Khẽ cắn răng một cái, Lăng Thanh Tuyền biến sắc, vẻ mặt kinh khủng nói. Đồ vô sỉ, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đừng tới đây, dừng lại cho ta. Hắc hắc, Lục Lâm Thiên không nói gì, trong đầu nhớ tới nữ nhân như rắn rết này không ngừng đối phó với mình. Trong mắt mang theo tà khí, vẻ tức giận trong mắt hoàn toàn biến mất. Thân thể nhào tới phía trước đem Lăng Thanh Tuyền xô xuống mặt đất. Thân thể trắng nõn như ngọc kia ngã xuống mặt đất, thân thể Lục Lâm Thiên lập tức đè lên trên. Lăng Thanh Tuyền lúc này giống như si ngốc, ngay cả thanh âm cũng không thể phát ra. Ác ma này nằm đè lên thân thể thuần khiết của nàng khiến cho toàn thân nàng có cảm giác tê dại. Nàng chỉ cảm thấy khí lực toàn thân của mình đang nhanh chóng biến mất. Nàng không biết vì sao mình lại có cảm giác này, bởi vì nàng chưa từng trải qua chuyện như thế này. Lục Lâm Thiên không có một chút thương hương tiếc ngọc nào, chỉ có tức giận cùng trả thù. Dưới loại trạng thái này Lục Lâm Thiên không chút thương tiếc đem đôi ngọc thỏ trước ngực Lăng Thanh Tuyền nắm vào tay, không ngừng xoa bóp thành muôn hình vạn trạng. Đột nhiên bị công kích khiến cho Lăng Thanh Tuyền ngẩn ngơ. Tên ác ma này không ngờ lại không kiêng nể gì cả, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo cùng với khoái cảm trả thù trên mặt hắn khiến cho trong lòng nàng giống như có một lưỡi dao sắc bén đâm ngang qua tim vậy. Cảm thấy Lăng Thanh Tuyền có phản ứng, trong lòng Lục Lâm Thiên lập tức cảm thấy sảng khoái, cực kỳ hưởng thụ, giống như là hắn chiếm được thượng phong, tay lại gia tăng thêm lực đạo, không chút lưu tình nào. Đồng thời bàn tay còn lại cũng không ngừng di chuyển, từ phía trên đi xuống va chạm vào cấm địa của Lăng Thanh Tuyền. Không một chút do dự, eo hắn tiến lên, giống như một thanh lợi kiếm đâm thẳng vào một cánh cửa, rồi đẩy mạnh. Như muốn mở toang cánh cửa chưa bao giờ được mở kia ra. Mặc dù hai cánh cửa cố gắng chống cự để bảo vệ. Thế nhưng dưới sự cưỡng đoạt bạo lực của Lục Lâm Thiên, đạo phòng tuyến bảo vệ cuối cùng cũng bị đột phá. A! À, một tia máu chảy ra, trong giây lát một tiếng kêu đau đớn từ trong miệng Lăng Thanh Tuyền vang lên. Lục Lâm Thiên không có một chút thương hoa tiếc ngọc nào. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này trong lòng hắn lại càng thêm vui vẻ cho nên tiết tấu càng lúc càng nhanh. Nhanh hơn nữa, không ngừng trùng kích, mãnh liệt như mưa rền. Lăng Thanh Tuyền nằm trên phiến đá, thân thể không ngừng lay động theo sự trùng kích của Lục Lâm Thiên. Đau đớn thấu tâm can cùng với sự trùng kích không ngừng của Lục Lâm Thiên giống như hắn đang trả từng vết kiếm của nàng khiến cho trong hốc mắt của nàng xuất hiện nước mắt. Tất cả mọi chuyện phát sinh trong mật thất không có một ai biết được, cũng không có ai dám tiến tới. Sau nửa canh giờ, Lục Lâm Thiên phát tiết hoàn tất, dường như mới từ trong trạng thái nổi giận khôi phục lại một chút ý chí.
Nhìn khuôn mặt Lăng Thanh Tuyền tái nhợt phía dưới, trong lòng hắn không khỏi sừng sốt, làm sao hắn có thể làm như vậy với nữ nhân này cơ chứ? Lăng Thanh Tuyền lúc này không có một chút thanh âm nào, đợt trùng kích vừa rồi khiến cho toàn thân nàng tê dại, đôi mắt xinh đẹp đờ dẫn, giống như là mất hồn vậy. Lục Lâm Thiên vội vàng đứng dậy, vẻ mặt có chút bối rối. Tất cả những chuyện này đều là ngoài ý muốn của Lục Lâm Thiên. Nhìn vết máu đỏ thấm dưới thân Lăng Thanh Tuyền, Lục Thiếu Du có cảm giác dường như sự tức giận của mình đã được phát tiết hơn phân nửa. Mặc trường bào vào, Lục Lâm Thiên nhìn Lăng Thanh Tuyền, ánh mắt thất thần, khóe mắt ngấn lệ không nói nên lời. Trong lòng Lục Lâm Thiên đột nhiên có chút bất an, giống như là trẻ con làm sai chuyện gì đó. Thậm chí Lục Thiếu Du còn cảm thấy mình đã hơi quá đáng. Lục Lâm Thiên, ngươi ghét ta đi. Lăng Thanh Tuyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Lâm Thiên, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên cực kỳ phức tạp. Ta sẽ không ghét nàng, ta không chỉ không ghét nàng mà còn hy vọng nàng sống cho tốt sau đó tới tìm ta báo thù. Ta lăng nhục nàng, lẽ nào nàng không muốn báo thù sao? Lục Lâm Thiên nói xong lập tức cúi xuống móc ra một bộ y phục cùng với nội y sạch sẽ trong nhẫn chữ vật của Lăng Thanh Tuyền mặc vào cho nàng. Nhìn thân thể Lăng Thanh Tuyền cùng với dấu tay đỏ ửng, Lục Lâm Thiên càng cảm thấy bất an, không ngờ hắn lại ra tay mạnh như vậy. Lăng Thanh Tuyền không nói thêm gì, bị Lục Lâm Thiên ôm vào trong ngực, lần đầu tiên bị một nam tử mặc y phục, động tác vô cùng mới lạ, rất ôn nhu, so với sự điên cuồng vừa rồi giống như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Lục Lâm Thiên, nếu ngươi không ghét ta thì ngươi sẽ hối hận. Lăng Thanh Tuyền nằm ở trong lòng Lục Lâm Thiên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lục Lâm Thiên rồi nói. Ghét nàng, quá tiện nghi cho nàng rồi. Ta hy vọng nàng tiếp tục hận ta, để cho nàng nhớ tới việc bị ta lăng nhục. Càng hận ta thấu xương càng tốt, ta muốn tự bản thân nàng dằn vặt nàng. Lục Lâm Thiên nói, hai tay luống cuống kia rốt cuộc cũng đem á Sigma viết thường lót mặc vào cho Lăng Thanh Tuyền. Về phần lời nói của mình, Lục Lâm Thiên cũng có chút mờ mịt. Không ngờ hắn lại muốn thả nàng, để cho mỗi ngày nàng dằn vặt bản thân thân mình. Hay là bởi vì trong lòng hắn đột nhiên có chút bất an không hạ thủ được. Lăng Thanh Tuyền không nói gì, giờ phút này chính bản thân nàng cũng không biết cảm giác của mình là gì. Trong đầu của nàng hiện tại vô cùng rối loạn, có thể là đang bị người khác ôm ấp. Thế nhưng lúc này người giang ôm ấp nàng chính là hắn. Lăng Thanh Tuyền khóc, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Nàng muốn nhịn, thế nhưng ở trong lòng hắn, được hắn ôm ấp, càng muốn nhịn thì lại càng không thể nhịn được. Lục Lâm Thiên tốn không ít công phu rốt cuộc cũng mặc được quần cho Lăng Thanh Tuyền. Sau khi do dự một chút, Lục Lâm Thiên lập tức đem nhẫn chữ vật trả lại cho nàng, chỉ thu hai khỏa thiên linh nhuyễn cốt đan vào trong nhẫn chữ vật mà thôi. Đây là thứ của nàng, trả lại cho nàng. Lục Lâm Thiên móc ra một chiếc nhẫn chữ vật khác đặt vào trong tay Lăng Thanh Tuyền. Đây chính là chiếc nhẫn chữ vật mà Lục Lâm Thiên đoạt trong tay Lăng Thanh Tuyền khi trước ở trong Sơn Mạch Vũ Đô. Bên trong cũng không có gì cả. Thứ đặc biệt nhất chỉ là một khối ngọc bội mà thôi. Ngươi chưa ném nó đi. Lăng Thanh Tuyền nhìn thấy Lục Lâm Thiên lấy ra nhẫn chữ vật, ánh mắt thất thần kia lập tức có phản ứng. Những thứ bên trong đều còn. Lục Lâm Thiên cũng không biết vì sao bản thân hắn lại đem chiếc nhẫn chữ vật này trả cho Lăng Thanh Tuyền. Có thể là bởi vì hắn vừa mới làm sai một chuyện cho nên muốn chuộc lỗi. Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Lâm Thiên không nói gì. Trong chiếc nhẫn kia có một vật đối với nàng vô cùng quan trọng. Nàng thật không ngờ Lục Lâm Thiên lại có thể giữ nó bên người. Lục Lâm Thiên không để ý tới Lăng Thanh Tuyền nữa, giống như sau khi trả hai chiếc nhẫn cho nàng thì sự bất an trong lòng hắn cũng biến mất. Thế nhưng trong lòng còn bất an hay không, chỉ có Lục Lâm Thiên tự biết. Phải mau rời đi mới được. Lục Lâm Thiên nhíu mày, sau đó lại đánh ra vài đạo cấm chế lên người Lăng Thanh Tuyền, đem thanh âm của nàng cấm chế. Sau đó mang theo Lăng Thanh Tuyền mở mật thất. Ra mắt thiếu chủ. Cửa mở ra, hai vũ tướng bên ngoài nhìn thấy Lăng Thanh Tuyền đi ra lập tức cúi đầu hành lễ, thậm chí còn không dám nhìn thẳng. Siêu siêu. Hai tiếng xé gió đồng thời vang lên, hai vũ tướng này thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị hỏa ảnh chỉ của Lục Lâm Thiên đánh chết. Trước tiên mượn nàng đi ra ngoài một chút. Lục Lâm Thiên nhìn Lăng Thanh Tuyền rồi nói. Lúc đến hắn đã ghi nhớ lộ tuyến vào đầu cho nên sau khi nhìn chung quanh lập tức bước về phía trước. Siêu. Một tiếng xé gió vang lên, một vũ xuất tứ trọng lần nữa bị bất ngờ đánh chết. Một đường đánh chết mấy người, rốt cuộc Lục Lâm Thiên cũng đi tới góc của hải đảo.
dọc đường đi có Lăng Thanh Tuyền ở phía trước cho nên cũng không gặp phải phiền phức gì. Siêu! Nhưng vào lúc này đột nhiên có một tiếng cảnh báo sắc bén vang lên. Cũng không rõ đây là thanh âm gì, thế nhưng nghe thấy thanh âm này, ánh mắt Lăng Thanh Tuyền chợt lóe, mà trong lòng Lục Lâm Thiên cũng trầm xuống. Xem ra việc hắn trốn thoát đã bị người khác biết được. Lục Lâm Thiên nhìn phía trước, nơi này có trận pháp, ngay cả bản thân hắn cũng không chắc chắn mình có thể phá trận được hay không. Coi như có thể phá trận thì tuyệt đối cũng không phải trong một thời gian ngắn có thể làm được. Lục Lâm Thiên cũng không dám nắm Lăng Thanh Tuyền trong tay. Ni tử này vẫn còn tác dụng với hắn. Nơi này có Nộ Vô Thường tọa trấn, cho nên hắn không có cách nào mang theo Lăng Thanh Tuyền ra ngoài. Dưới không gian lực của cường giả Vũ Tôn, hắn không thể làm được gì cả. Chạy! Lục Lâm Thiên không có chút do dự nào, ánh mắt trầm xuống, nhìn Lăng Thanh Tuyền rồi nói. Ta đi trước một bước, kế hoạch của nàng lần này lại thất bại rồi, không biết lần tới nàng có thể bắt được ta hay không. Nói cho Linh Vũ giới hộ ta một tiếng, ta sẽ không để yên cho Linh Vũ giới. Nói xong, một đạo chảo ấn đánh vào mi tâm Lăng Thanh Tuyền. Lăng Thanh Tuyền đang nhìn Lục Lâm Thiên thì đột nhiên thấy trước mắt tối sầm, trong nháy mắt mất đi chi giác. Siêu! Quang mang quanh thân Lục Lâm Thiên chợt lóe, trong nháy mắt nhảy vào hải vực rồi biến mất không thấy. Hiện tại hắn chỉ có thể chạy từ hải vực. Trong hải đảo này bố trí trận pháp thuộc tính thủy, ẩn tàng không gian này, hắn cũng không thể từ bên trên ra ngoài cho nên chỉ có thể nhảy xuống nước mà chạy. Siêu siêu! Ngay khi Lục Lâm Thiên chui vào trong mặt nước, mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt phá không lao tới. Hai người phía trước chính là Nộ Vô Thường và Không Linh Vương, phía sau còn có ba Vũ Vương và một Linh Vương. Thiếu chủ! Trong nháy mắt Nộ Vô Thường đi tới bên người Lăng Thanh Tuyền, sắc mặt đại biến. Nếu như vị thiếu chủ này xảy ra chuyện gì thì tất cả mọi người ở đây sợ rằng sẽ phải táng thân theo. Nộ trưởng lão, Lục Lâm Thiên đã nhảy vào trong hải vực, làm sao bây giờ? Không Linh Vương nhìn hải vực phía trước rồi nói. Các ngươi mau chóng đuổi theo, không thể tiểu tử Lục Lâm Thiên kia chạy thoát. Nộ Vô Thường lớn tiếng nói, đồng thời kiểm tra người Lăng Thanh Tuyền, mấy đạo chảo ấn trong tay lập tức đánh xuống. Vâng. Không Linh Vương do dự một chút rồi nói. Hắn cũng biết thực lực của Lục Lâm Thiên, một mình hắn đuổi theo sợ rằng căn bản không có bao nhiêu phần thắng. Nhưng nghĩ tới việc lúc này Lục Lâm Thiên còn chưa khôi phục thực lực. Không Linh Vương lập tức mang theo ba Vũ Vương và một Linh Vương phía sau tiến vào trong hải vực. Siêu! Mấy đạo chảo ấn trong tay Nộ Vô Thường đánh xuống, lúc này Lăng Thanh Tuyền mới tỉnh lại, đôi mắt xinh đẹp mở ra. Cấm chế trên người cũng bị Nộ Vô Thường giải, thế nhưng sau khi tỉnh lại thì Lăng Thanh Tuyền lại thất thần. Thiếu chủ, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao người lại bị Lục Lâm Thiên bắt? Nhìn thấy Lăng Thanh Tuyền tỉnh lại rồi đờ ra ở đó, Nộ Vô Thường có chút nghi hoặc hỏi. Mau đuổi theo, không thể để cho hắn chạy thoát. Lăng Thanh Tuyền sửng sốt rồi lập tức nói. Trong đáy biến, ngay khi đám người Không Linh Vương điên cuồng đuổi theo, Lục Lâm Thiên cũng không ngừng nghỉ chạy trốn. Hắn còn chưa khôi phục làm sao có thể thoát khỏi sự truy bắt của cường giả Vũ Tôn đây. Nếu như hắn có thể khôi phục tới trạng thái toàn thịnh mà nói, một Nộ Vô Thường kia hắn cũng không cần e ngại. Trong đáy biển, ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua chung quanh rồi lập tức tiến sâu xuống vài trăm thước. Một mảnh san hô, đá ngầm cùng với hải tảo giống như mái tóc ma nữ hiện lên trước mắt Lục Lâm Thiên. Siêu! Lục Lâm Thiên tiến vào một cái động bên trong giải đá ngầm, thủ ấn trong tay được kết. Từ trong lòng bàn tay có một đại đỉnh xuất hiện, chính là Tử Lôi Huyền Đỉnh. Cứ chậm rãi mà đuổi theo ta. Khóe miệng Lục Lâm Thiên xuất hiện nụ cười quỷ dị, thân thể trong nháy mắt tiến vào bên trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Đồng thời lưu quang trên Tử Lôi Huyền Đỉnh chợt lóe. Trực tiếp thu nhỏ lại rồi rơi xuống một cái khe bên dưới. Toàn bộ khí tức biến mất, sợ rằng không có ai có thể dò xét được cỗ khí tức này. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lúc này đang ở trong một không gian mông lung. Thân thể đang lăng không mà đứng. Tuy rằng hiện tại hắn không thể thôi động Tử Lôi Huyền Đỉnh công kích, thế nhưng muốn trốn vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh mà nói thì không thành vấn đề. Khi trước ở trong Huyền Thiên Bí Cảnh, Tử Lôi Huyền Đỉnh ở ngay trước mặt mọi người thế nhưng cũng không có ai có thể nhận ra. Cho nên đám người Nộ Vô Thường, Không Linh Vương tuyệt đối sẽ không cảm nhận được khí tức của Tử Lôi Huyền Đỉnh, hắn ở bên trong Tử Lôi Huyền Đỉnh là an toàn nhất. Linh Vũ Giới, chờ sau khi ta khôi phục nhất định sẽ đem phân đà của các ngươi diệt sát. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lạnh lẽo,
Đoạn thời gian gần đây hắn liên tục bị truy sát giống như chó nhà có tang. Thực lực, tất cả đều là do thực lực hắn quá yếu cho nên mới cửu tử nhất sinh đào thoát như vậy. Nếu như hắn có đủ thực lực thì có lẽ cũng không như vậy. Siêu! Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên được kết. Trong không gian mông lung lập tức có một đạo lưu quang màu trắng phóng tới. Đạo lưu quang màu trắng này tới gần, một hồn anh nhỏ bằng nắm tay hiện lên trước mặt Lục Lâm Thiên. Đây chính là hồn anh của Hỷ Vô Thường bị Lục Lâm Thiên thu vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lục Lâm Thiên, ngươi thả ta ra, ta nguyện ý theo ngươi. Hồn anh của Hỷ Vô Thường vừa mới xuất hiện lập tức đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên cầu xin tha thứ. Hồn anh không bị diệt, thế nhưng tiền đồ tu luyện sau này hoàn toàn bị hủy, chỉ là, chí ít hắn cũng còn sống, chỉ cần đoạt xá bình an thì hắn có thể sống thêm 1.000 năm cũng không thành vấn đề. Cho nên hắn không muốn chết. Nếu như ngươi sớm đầu hàng thì ta sẽ coi ngươi là thượng khách. Thế nhưng hiện tại ngươi chỉ là một hồn anh, coi như sau khi đoạt xá thành công thì cũng không thể tiến thêm được nữa. Trên con đường tu luyện coi như là kẻ thất bại, bên người ta không cần kẻ thất bại. Hồn anh của ngươi vừa vặn có thể làm một hòn đá kê chân giúp ta tiến nhanh hơn trên con đường trở thành cường giả. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn Hỷ Vô Thường rồi nói. Tiểu tử, ngươi chớ khinh người quá đáng. Hỷ Vô Thường trong nháy mắt bắn về phía Lục Lâm Thiên. Hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội này, nếu như có thể đoạt xá được Lục Lâm Thiên thì hắn có thể tránh thoát được một kiếp. Tuy rằng sau này tu luyện không thể tiến thêm, thế nhưng số bảo vật trên người Lục Thiếu Du, còn có Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng khiến cho hắn vô cùng thỏa mãn. Không biết tự lượng sức. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng. Trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, hắn muốn đối phó với hồn anh của Hỷ Vô Thường này quá mức dễ dàng. Cho dù là hồn anh của Hỷ Vô Thường tiến vào trong đầu hắn đoạt xá thì cũng chỉ có kết cục hôi yên phi diệt, bị kim đao màu vàng thôn phệ mà thôi. Chỉ là hiện tại Lục Lâm Thiên lại có chủ ý khác. Nếu như để hồn anh của Hỷ Vô Thường tiến vào trong đầu thì đại bộ phận chỗ tốt sẽ bị kim đao màu vàng thôn phệ. Lúc này từ trong mi tâm Lục Lâm Thiên có một đạo lưu quang màu tím lao ra. Đại hồn anh trong nháy mắt hiện thân, một cỗ sát khí ngập trời tràn ra, cánh tay vừa nhấc, một cỗ hấp lực từ trong tay tràn ra, trực tiếp thôn vệ hồn anh của Hỷ Vô Thường. Bản thể của đại hồn anh chính là do sát khí và trăm vạn tàn hồn ngưng tụ lại. Trải qua thôn vệ lẫn nhau hơn mấy nghìn năm mà thành, để đạt tới được cấp độ kinh khủng như hiện tại, bản thân nó cũng có bản năng thôn vệ linh hồn lực. Trong ánh mắt kinh hãi của hồn anh Hỷ Vô Thường, một cỗ sát khí ngập trời cùng với linh hồn lực bàng bạc trong nháy mắt khiến hắn bị thôn phệ vào trong tay đại hồn anh của Lục Lâm Thiên. Thân thể đại hồn anh trong nháy mắt thôn phệ Hỷ Vô Thường lập tức run lên. Hồn anh của Vũ Tôn Nhất Trọng tuyệt đối cường hãn. Nếu như là chân khí của Vũ Tôn Nhất Trọng thì bản thể Lục Lâm Thiên tuyệt đối không dám thôn phệ. Bởi vì có khác nào đi tìm cái chết đâu. Thế nhưng hồn anh của Vũ Tôn Nhất Trọng lại không giống như vậy. Bản thể của đại hồn anh chính là do trăm vạn tàn hồn và sát khí ngưng tụ, bên trong sợ rằng còn có tàn hồn của Vũ Tôn, Linh Tôn Huyền Thiên Môn ở bên trong. Tuy rằng trải qua mấy nghìn năm phai nhạt không ít, thế nhưng cỗ sát khí trên người đại hồn anh vẫn vô cùng rõ ràng. Muốn thôn phệ hồn anh của Hỷ Vô Thường này tuyệt đối không thành vấn đề. Thực lực mà hồn anh của Hỷ Vô Thường phát ra còn kém xa bản thể của hắn. Luyện hóa. Đại hồn anh về tới trong đầu Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lập tức bắt đầu luyện hóa. Lục Lâm Thiên phỏng đoán, sau khi đại hồn anh luyện hóa hồn anh của Hỷ Vô Thường sợ rằng thực lực sẽ tăng không ít. Đến lúc đó hắn cũng coi như có thứ dựa vào. Nói không chừng thực lực của đại hồn anh còn có thể mạnh hơn bản thể của Lục Lâm Thiên. Hay là trước tiên khôi phục thực lực. Lục Lâm Thiên nhíu mày, thân ảnh chợt lóe rồi xuất hiện trong một thạch thất. Thạch thất này chính là thạch thất ở bên trong chiếc tháp lớn ở Huyền Thiên Bí Cảnh. Đây chính là thạch thất mà Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang và Phi Linh Môn phân bảo. Thạch thất đổ nát khi trước lúc này đã sớm khôi phục. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Lâm Thiên kết thủ ấn, hắn cũng nên mau chóng khôi phục. Đoạn thời gian gần đây hắn liên tiếp bị thương, vẫn còn chưa kịp khôi phục. Luyện hóa linh lực. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, khi trước ngạnh kháng với Mộ Dung Lan Lan, mạnh mẽ thôn phệ linh lực của nàng. Tuy rằng số linh lực này không nhiều lắm. Thế nhưng cũng không ít. Chí ít số linh lực không chừng có thể giúp tu vi của hắn từ linh vương tứ trọng sơ kỳ tăng lên trung kỳ. Nhớ tới Mộ Dung Lan Lan, cho tới bây giờ Lục Lâm Thiên vẫn vô cùng nghi hoặc. Mộ Dung Lan Lan sao lại đột nhiên rời đi, sau khi hắn rơi vào trong ảo cảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một lát sau,
quanh thân Lục Lâm Thiên được một vòng quang cháo bao phủ, bắt đầu luyện hóa cỗ linh lực mà Lục Lâm Thiên thôn phệ từ trên người Mộ Dung Lan Lan. Trong hải vực vô biên, trên lưng Phi Thiên Ngô Công, bốn người Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Như Hoa không ngừng tìm kiếm chung quanh, thế nhưng cũng không tìm thấy khí tức của Lục Lâm Thiên. Tiểu Long cũng không thể cảm nhận được khí tức trên người Lục Lâm Thiên. Ta có chút lo lắng cho nhị đệ. Đã lâu như vậy chúng ta còn chưa tìm thấy tung tích của đệ ấy, liệu có phải đệ ấy đã rơi vào trong tay Linh Vũ giới rồi hay không? Dương Quá có chút lo lắng nói. Nộ Vô Thường kia là Vũ Tôn, ca ca sợ rằng khó có thể đối phó được. Lục Tâm Đồng cũng cực kỳ lo lắng. Ta tin lão đại sẽ có lực bảo vệ mình. Ánh mắt Tiểu Long khẽ đảo, lập tức nói. Nói không chừng lão đại cũng đang tìm chúng ta. Ca ca nói muốn đi Vạn Đảo Nhai, nếu như không tìm được chúng ta sợ rằng huynh ấy cũng sẽ đi Vạn Đảo Nhai. Lục Tâm Đồng nói. Vậy thì chúng ta đi Vạn Đảo Nhai tìm lão đại. Tiểu Long nói. Cổ vực, trong đại điện Phi Linh Môn, chúng trưởng lão, cung phụng, đường chủ đều có mặt. Nghe nói ba người Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan dọc đường đi bị tập kích, sắc mặt cả đám lập tức đại biến. Còn bà nó, không ngờ có người dám mời Thiên Địa Các xuất thủ với Phi Linh Môn chúng ta. Sâu Thiên Độc Yêu Long run lên, thở phì phò nói. Hắn không biết người phía sau là ai cho nên chỉ có thể tức giận không thôi. Nếu ta biết là ai làm thì nhất định phải khiến cho hắn trả giá đắt. Thanh Hỏa Lão Quỷ lớn tiếng nói, thanh âm âm trầm, một cỗ hàn ý tràn ra. Ta xem ai dám đối phó với Phi Linh Môn. Hiện nay kẻ muốn đối phó với Phi Linh Môn ta nhất cũng chỉ có Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo mà thôi. Lộc Sơn Lão Nhân nói. Lộc Sơn Cung Phụng nói có lý, ngoại trừ ba Sơn Môn này ra, sợ rằng người bình thường cũng không có đủ tài lực mời Thiên Địa Các ra tay. Lưu Tinh Hà nói. Phó trưởng môn, người nghĩ việc này chúng ta nên xử trí ra sao? Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh hỏi Khấu Phi Yến. Thiên Địa Các xuất thủ đối phó với Phi Linh Môn ta. Nhiệm vụ bình thường bọn họ cũng không nhận. Thiên Địa Các có thể tồn tại lâu tới như vậy là bởi vì bọn họ sẽ không nhận nhiệm vụ nhằm vào thế lực nhất lưu. Mà người có thể khiến cho Thiên Địa Các tiếp nhận nhiệm vụ này sợ rằng không phải là người bình thường. Cho nên lúc này người muốn đối phó với chúng ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Gần đây trên biên cảnh của Phi Linh Môn ta, đám người Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang không ngừng giao phong với chúng ta, có thắng có bại. Thế nhưng dưới sự giúp sức của yêu thú trong yêu đường và độc đan của Đông Cung Phục, thiệt hại của đám người Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo không nhỏ. Cho nên người đáng nghi nhất chính là ba Sơn Môn này. Thế nhưng đây chỉ là suy đoán của chúng ta, cũng không thể khẳng định được chắn chắn, dù sao chỉ là suy đoán. Khấu Phi Yến suy tư một lát rồi nói với mọi người. Mặc kệ là ai, lần này nếu như chúng ta không có động tác thì chỉ sợ sẽ bị người khác chê cười. Thiểm Điện Báo Ngô Dũng nói. Bạch Cung Phụng, Đông Cung Phụng, hai người có ý kiến gì không? Khấu Phi Yến hỏi hai người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Người muốn đối phó với Phi Linh Môn đương nhiên không phải là người bình thường. Tới hiện tại chúng ta cũng không biết là kẻ nào làm ra. Thế nhưng chúng ta không động thủ, sợ rằng đối phương sẽ lại được một tấc tiến thêm một bước. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nhìn Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh rồi nói. Ngươi lại có chủ ý gì sao? Lần này có người đối phó với Phi Linh Môn ta, mục đích sợ rằng chỉ có một. Đó chính là muốn Phi Linh Môn nổi giận, sau đó âm thầm loại bỏ nhân tài trong Phi Linh Môn. Dù sao đi nữa lần này bọn họ cũng không thành công. Ta thấy chúng ta không nên xuất thủ, bởi vì cho dù có xuất thủ thì chúng ta cũng không có mục tiêu. Trước khi trưởng môn rời đi đã dặn chúng ta phải nhịn một chút. Ta thấy chúng ta nhịn một chút là được. Tin tức ba người Lục Đường chủ bị tập kích chúng ta cũng không truyền ra bên ngoài. Nhìn thấy Phi Linh Môn chúng ta không có động tĩnh, sợ rằng người đứng phía sau sẽ lộ diện, tới lúc đó chúng ta mới ra tay cũng không muộn. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nhíu mày, ánh mắt mang theo hàn ý nói tiếp. Từ hôm nay trở đi, chung quanh địa bàn của Phi Linh Môn, một khi ra tay thì không cần khách khí với đám người Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo. Coi như là cho bọn hắn một chút cảnh cáo, Phi Linh Môn ta tuyệt đối không dễ trêu vào. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Lâm Thiên bên trong Tử Lôi Huyền Đỉnh được quang mang bao phủ, trong lúc luyện hóa linh lực, tứ chi, lục phủ ngũ tạng, kinh mạch lần nữa nhận được chỗ tốt.
thương thế vốn không quá nặng đã hoàn toàn khôi phục. Phù! Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt mở ra, trong mắt có tinh quang hiện lên. Cảm nhận linh lực trong cơ thể lúc này, dường như so với trong tưởng tượng khi trước của hắn còn kém hơn không ít. Tu vi hiện tại còn kém một bước mới có thể đạt tới linh vương tứ trọng trung kỳ. Tâm thần tỏa ra, lúc này đại hồn anh cũng chỉ mới luyện hóa được một tia linh lực trong hồn anh của Hỷ Vô Thường mà thôi. Thời gian có lẽ cũng không ngắn, không phải trong một khoảng thời gian nhất định là có thể luyện hóa hết được. Dù sao đi nữa đại hồn anh cũng không cản trở hành động của hắn cho nên Lục Lâm Thiên không để ý quá nhiều. Tu vi chân khí còn chưa khôi phục à? Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói, sau khi luyện hóa linh lực của Mộ Dung Lan Lan trên người, linh lực của Lục Lâm Thiên đã khôi phục. Thế nhưng tu vi chân khí còn chưa khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Thủ ấn được kết, trong Tử Lôi Huyền Đỉnh này Lục Thiếu Du có thể yên tâm dưỡng thương. Chờ sau khi khôi phục cũng không cần lo lắng tới Nộ Vô Thường kia, kế tiếp hắn cũng nên chút giận. Cứ chậm rãi tìm bản công tử đi, chờ sau khi bản công tử khôi phục thực lực, bút sổ sách lần này bản công tử sẽ tính toán thật tốt. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói trong lòng. Trong một dãy núi liên nguyên, sâu trong đó có một ngọn núi khổng lồ cao vê upsilon tê tới tận tầng mây. Cây cối chung quanh núi non sum suê, vách núi dựng đứng, thế nhưng ở đây chỉ có một ngọn núi đơn độc này đứng đó, có vẻ vô cùng kỳ quái. Cả ngọn núi mây mù lượn lờ, điều kỳ lạ nhất chính là bên trên ngọn núi này cắm rất nhiều thanh kiếm sắc bén, từ chân núi tới đỉnh núi, trong khe đá có vô số thanh kiếm chẳng chịt. Kiếm quang bắn ra bốn phía, khí tức sắc bén tràn ngập không trung cho nên chung quanh không có một cành cây ngọn cỏ nào, vạn vật không sinh trưởng, cũng chỉ có ngọn núi này cô độc đứng đó. Trong một không gian u ám, không gian này vô cùng lớn, trong không gian có thanh âm giống như quỷ khóc quanh quẩn. Nơi này tràn ngập một loại ma khí, người tâm cảnh yếu sợ rằng không dám tiến vào trong này. Bên trong không gian này có một nữ tử đang đứng. Nữ tử này mặc một bộ y phục rộng thùng thình, trên y phục có một đóa hoa do tơ kết thành, nhìn qua vô cùng thanh nhã. Dáng người cao gầy, mang theo khí tức hạnh lùng, đây chính là vũ giả tứ hệ Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan đứng bất động, tiếng kêu quỷ dị kia không ngừng vang lên chung quanh nàng. Mỗi một đạo thanh âm giống như một mũi nhọn đánh vào trong lòng nàng. Tất cả tránh cho ta, không ai có thể ngăn cản được ta. Tinh quang trong mắt Nguyên Nhược Lan bỗng nhiên bắn ra, giờ phút này ánh mắt nàng đỏ rực. Hai mắt mở ra, thanh âm giống như quỷ kêu chung quanh lập tức ít đi không ít. Ánh mắt Nguyên Nhược Lan nhìn về phía trước, các 10 bước trước mặt nàng lúc này có một huyết trì đỏ tươi. Huyết trì này có hình kiếm, lớn vài trăm thước. Giống như là một thanh cự kiếm nằm ở trong không gian này. Một cỗ khí tức ngập trời tràn ra, chu vi chung quanh có hắc vụ lượn lờ, một cỗ khí tức khiến tim đập nhanh tràn ra. Nhược Lan, con có thể đi tới đây đã là không dễ dàng rồi. Bỏ đi, bằng vào thiên phú của con, muốn trở thành cường giả đỉnh cấp cũng không khó. Tội gì phải lấy thân nhập ma, quá mạo hiểm. Trong không gian đột nhiên có một thanh âm già nua vang lên. Ai cũng không thể thay đổi ý chí của ta. Nguyên Nhược Lan kiên định nói, bàn chân chậm rãi đi về phía trước. Từng bước của nàng giống như là nghìn cân, vô cùng khó khăn đi về phía trước. Thầy Tư, Trần Sa, Vô Minh, phá cho ta. Ánh mắt Nguyên Nhược Lan trầm xuống, nói xong đột nhiên bước ra một bước về phía trước. Diệt sạch ba loại phiền não. Sắc, thụ, nghĩ, đi, thức, điên điên đảo đảo, thị thị phi phi, phá cho ta. Nguyên Nhược Lan yêu kiều quát lên một tiếng sau đó lại bước thêm một bước. Từng bước tiếp cận huyết trì trước mặt, mỗi một bước của Nguyên Nhược Lan đều khiến cho không gian hơi run rẩy. Khi Nguyên Nhược Lan đi hết mấy bước này thì mồ hôi trên người nhễ nhại, sắc mặt tái nhợt. Nhược Lan, không nghĩ tới còn có nghị lực lớn như vậy. Thế nhưng mấy nghìn năm qua, trong thiên kiếm môn chúng ta có một số đệ tử cũng đi tới được ma kiếm trì, muốn tu luyện thành ma kiếm đều là người có thiên tư chắc tuyệt. Thế nhưng chưa từng có ai luyện thành ma kiếm, con nhất định phải hiểu rõ. Thanh âm già nua lần nữa vang lên. Bài trừ nghiệp chướng, lấy thân thành ma, vì gọi ra ma kiếm, đệ tử sẽ không thay đổi. Nguyên Nhược Lan nhíu mày, hàm răng khẽ mở rồi nói. Thanh âm vừa dứt, trong nháy mắt thả người nhảy xuống huyết trì. Ầm ầm, toàn bộ không gian run lên, trong không gian tức thì có thanh âm giống như vạn kiếm tề minh hội tụ tạo thành thanh âm đinh tai nhức óc quanh quẩn trong không gian. Lấy thân nhập ma, khi trước chỉ có kiếm tổ mới có thể làm được.
nếu như con thực sự có thể làm được thì đủ để trở thành đỉnh cấp cường giả. Thanh âm già nua quanh quẩn trong không gian rồi lập tức biến mất không thấy. Trong hải vực rộng lớn lúc này có mây đạo thân ảnh lăng không mà đứng. Phía xa còn có hơn chục thân ảnh mặc hắc bào. Người phía trước ánh mắt lạnh lùng mang theo sự thất thần cùng với trống rỗng nhìn về phía trước. Thiếu chủ, chúng ta đã tìm vài ngày cũng không có tìm được. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Lục Lâm Thiên kia có phải đã rời đi rồi không? Một vũ vương nhất trọng mặc hắc bào mang theo một chút bất an, thấp thỏm nói với Lăng Thanh Tuyền. Lăng Thanh Tuyền nhíu mày, lẽ nào tên vô sỉ kia đã chạy thoát rồi sao? Hắn cướp đi thân thể thuần khiết của nàng, rõ ràng nàng phải hận hắn thấu xương, phải băm vằm hắn thành vạn mảnh, rồi sau đó nàng sẽ rời khỏi nhân thế. Thế nhưng cho tới bây giờ, sao trong lòng nàng lại có chút sợ hãi khi gặp lại hắn? Thiếu chủ, trận pháp không có một chút ba động nào. Lục Lâm Thiên không có khả năng chạy thoát, nhất định hắn đã trốn ở một nơi nào đó. Không Linh Vương nhíu mày nói, coi như Lục Lâm Thiên xuyên qua màn nước mà chạy trốn thì cũng sẽ khiến cho trận pháp ba động. Không có khả năng vô thanh vô tức chạy trốn. Nội trưởng lão, người nghĩ sao? Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền trầm xuống, quay đầu hỏi Nộ Vô Thường. Lục Lâm Thiên kia nhất định có thủ đoạn ẩn nấp gì đó. Hắn còn chưa khôi phục sợ rằng cũng không dám chạy xa. Thế nhưng chúng ta cũng không thể tìm thấy người này. Sắc mặt Nộ Vô Thường cực kỳ khó coi, tìm mấy ngày còn không thể tìm thấy được Lục Lâm Thiên cho nên nàng lập tức suy đoán Lục Lâm Thiên ẩn nấp ở gần đây. Thế nhưng tìm qua tìm lại mấy lần nàng cũng không có một chút thu hoạch nào. Tiếp tục tìm cho ta, tỉ mỉ lục soát xem sao. Lăng Thanh Tuyền trầm giọng nói. Vâng, thiếu chủ. Mọi người đáp. Kể cả 10 người phía xa, trong nháy mắt đều đem chân khí, linh lực bao phủ thân thể, lập tức tiến vào trong hải vực tiếp tục tìm kiếm. Lục Lâm Thiên, ta nhất định sẽ ghét ngươi. Lăng Thanh Tuyền lạnh nhạt nói, trong tay nắm lấy một chiếc nhẫn chữ vật. Đây chính là chiếc nhẫn chữ vật mà khi trước Lục Lâm Thiên đoạt từ trong tay nàng ở trong sơn mạch Vũ Đô. Phù! Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm chọc khí, quang mang nhàn nhạt quanh người theo lỗ chân lông lập tức tiến vào trong cơ thể. Khi Lục Lâm Thiên mở hai mắt ra, tinh quang trong mắt bắn ra, khóe miệng khẽ nhếch lên rồi mỉm cười mang theo một chút hàn ý. Trong tâm thần của hắn lúc này có không ít người đang tới gần Tử Lôi Huyền Đỉnh. Nên tính sổ đám người này rồi. Lục Lâm Thiên thì thào lạnh nhạt nói, thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Lục Lâm Thiên này không biết đang ở chỗ nào, chúng ta tìm vài ngày rồi thế nhưng còn chưa tìm được. Không tìm được mới tốt. Nếu như hắn chạy thoát là hay nhất, ta nghe Không Linh Vương hộ pháp trong lúc sơ ý nói, thì trưởng lão bị chính Lục Lâm Thiên này ghét chết, bằng vào thực lực của chúng ta nếu như tìm được Lục Lâm Thiên kia, không phải là tự đi tìm chết sao? Lục Lâm Thiên kia lợi hại như vậy sao? Thì trưởng lão chính là Vũ Tôn A, Lục Lâm Thiên nhiều nhất chỉ là Vũ Vương mà thôi. Cạnh giải đá ngầm có hai vũ tướng, một linh suất tam trọng nói chuyện. Quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang cháo. Không ngừng thấp giọng nghị luận, thân thể chậm rãi đi về phía trước không ngừng tìm kiếm. Bỗng nhiên có một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện phía sau ba người. Là ai? Ba người dường như cảm nhận được thứ gì đó lập tức quay đầu lại, sắc mặt đại biến. Các ngươi không nên nói sau lưng người khác như vậy, nếu như còn có một lần nữa thì các ngươi tự biết hậu quả rồi đó. Tỉ mỉ tìm kiếm cho ta, không được bỏ qua một hang cùng ngõ hẻm nào. Người vừa xuất hiện phía sau ba người chính là Không Linh Vương, nhìn ba người, Không Linh Vương lạnh lùng nói một tiếng rồi lập tức bẩn về phía trước. Ba người nhìn nhau rồi lập tức hít sâu một hơi. Trong giới, một khi phát hiện ra đàm luận chuyện của trưởng lão hộ pháp thì lập tức sẽ bị trưởng lão, hộ pháp đánh chết. Đi chết đi. Ngay khi ba người vừa mới thở dài một hơi thì một thanh âm lạnh lẽo vang lên. Thế nhưng ba người còn chưa kịp quay đầu lại thì có một vòng xoáy lớn đã vây quanh ba người. Dưới áp lực của vòng xoáy này, không gian chung quanh lập tức vặn vẹo. Cạch cạch, ba thanh âm nghiền nát rất nhỏ vang lên, vòng xoáy trực tiếp nghiền nát, một linh suất, hai vũ tướng trong nháy mắt bị đánh chết. Lục Lâm Thiên, để xem ngươi còn trốn ở chỗ nào. Một tiếng quát lạnh lẽo truyền tới, một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện từ trong nước biển bắn về phía Lục Lâm Thiên. Nhìn đạo thân ảnh đang nhanh chóng phóng tới, Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Không Linh Vương, ngươi nghĩ ta cần phải chạy sao? Thanh Linh Khải Giáp, Huyễn Ảnh Thanh Vũ. Lục Lâm Thiên nói xong, lập tức bố trí Thanh Linh Khải Giáp,
Quang mang trên người chợt lóe, huyễn ảnh thanh vũ phía sau lập tức khẽ vỗ, sóng nước bị đánh về hai bên. Thi triển huyễn ảnh thanh vũ này ở dưới nước, không ngờ lại không có một chút ảnh hưởng nào. Khóe miệng Lục Lâm Thiên hiện lên nụ cười quỷ dị, huyễn ảnh thanh vũ run lên, thân thể không lùi mà tiến, trực tiếp nhảy lên trên không trung. Thủ ấn trong tay được kết, ở dưới nước thi triển trọng thủy kết giới quả thực chính là như hổ thêm cánh. Trọng thủy kết giới. Ngay khi không linh vương đánh tới, tinh quang trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra. Một tiếng quát khẽ vang lên, một cỗ chân khí như biển từ trong tay Lục Lâm Thiên bạo phát. Từ bên trong nước biển lập tức có năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc ầm ầm kéo tới. Trong chốc lát, cả hải vực run rẩy. Một dòng xoáy lớn đột nhiên xuất hiện trong hải vực, đang dùng một tốc độ kinh khủng nhanh chóng bành trướng. Không linh vương vừa mới đánh tới thì bị dòng xoáy kinh khủng này bao phủ vào bên trong. Sắc mặt lập tức đại biến, dường như lúc này hắn mới nhớ tới Lục Lâm Thiên vô cùng khó đối phó, ngay cả Hỉ Vô Thường cũng bị Lục Lâm Thiên này ghét chết. Chạy! Nghĩ tới việc Lục Lâm Thiên ghét chết Hỉ Vô Thường, trên người còn có thần khí Tử Lôi Huyền Đỉnh, lực phòng ngự cực kỳ kinh khủng, khí thế trên người Không Linh Vương lập tức giảm sút. Khí thế bị đè nén, Không Linh Vương lập tức lựa chọn chạy trốn, dù sao hắn chỉ là Linh Vương mà thôi, giao Lục Lâm Thiên này cho Nộ Vô Thường đối phó thì tốt hơn. Thế nhưng thân bị hãm sâu trong trọng thủy kết giới này, Không Linh Vương muốn lùi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Linh lực bạo phát, Không Linh Vương đang muốn nhanh chóng thoát thân. Trong hải vực yên tĩnh đột nhiên gió nổi mây phun, sóng nước giống như biển gầm, thậm chí còn có chút hỗn loạn. Giống như là có một đầu mãnh thú ngập trời ở dưới đáy biển đang muốn phóng lên. Phanh! Đột nhiên từ bên trong hải vực có một tiếng nổ vang lên. Trong phương viên 2.000 thước chung quanh sóng nước dâng trào tới vài trăm thước. Cả không gian trong khoảnh khắc run rẩy giống như long trời lở đất. Sóng nước ngập trời, không gian run rẩy, thanh âm vang vọng chín tầng trời. Lực lượng kinh khủng giống như một cơn lốc quét ngang qua hải vực này mang theo sóng nước. Cả phương viên mấy nghìn thước chung quanh đột nhiên giống như có mưa rào, vô số nước từ trên trời trút xuống. Trong hải vực có một dòng xoáy khổng lồ không ngừng xoay tròn rồi phóng lên cao giống như một đầu cự long ngẩng đầu phóng lên trời, gợn sóng trong không gian trực tiếp bị xé rách. Trong nháy mắt không gian rốt cuộc đã tới cực hạn, một tiếng nổ vang tức thì vang vọng. Phanh phanh phanh, tiếng nổ vang từ trong dòng xoáy truyền ra, lực lượng kinh khủng giống như một cơn lốc quét ngang hải vực mang theo một đám sóng nước dâng trào. Siêu, một đạo thân ảnh nhanh chóng từ trong không gian hỗn loạn phóng ra. Đây chính là Không Linh Vương đang vội vàng thoát thân khỏi dòng xoáy. Thoạt nhìn Không Linh Vương lúc này có chút chật vật, sau khi thoát ra khỏi trọng thủy kết giới lập tức chạy trốn. Mà lúc này phía sau Không Linh Vương có một tiếng sấm ị ùng vang vọng. Một đạo thân ảnh tràn ngập lân phiến màu vàng mang theo một đạo chảo ấn đánh tới. Tề Thiên Liệt Địa Chảo. Trong chớp mắt hai cánh sau lưng Lục Lâm Thiên khẽ động, tay phải đột nhiên vươn ra. Liệt Thiên xuất hiện trong tay sau đó tạo thành một vòng cung quỷ dị ầm ầm đánh về phía Không Linh Vương. Siêu! Chảo ấn thành hình, không gian giống như phong vân biến sắc, toàn bộ không gian đột nhiên bị nhuộm một màu đỏ tươi, nóng bỏng không gì sánh được. Năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc bên trong chảo ấn tràn ra. Chảo ấn dùng xu thế sấm sét trong nháy mắt trực tiếp đánh về phía Không Linh Vương. Chết tiệt! Không Linh Vương thầm mắng một tiếng. Tốc độ của Lục Lâm Thiên so với hắn còn nhanh hơn. Dưới vũ kỹ địa cấp kia tu vi của hắn tuy rằng cao hơn Lục Lâm Thiên, thế nhưng hắn lại không dám sơ ý một chút nào. Thủ ấn trong tay được kết, linh lực bạo phát ra, một đạo trưởng ấn ngập trời xuất hiện. Tiếp theo, chảo ấn và trưởng ấn ầm ầm va chạm, toàn bộ không gian run rẩy. Một thanh âm bạo liệt vang vọng. Phanh phanh. Trong bầu trời, chảo ấn sắc bén và nóng bỏng hung hăng va chạm cùng một chỗ. Tiếng nổ trầm thấp vang vọng trong không gian, sóng nước phía dưới bắn tung tóe. Kinh khí kinh khủng mà nóng bỏng nhanh chóng khuếch tán. Hải vực rộng lớn phía dưới đột nhiên như bị chẻ đôi, từng đạo sóng nước cao hơn 10 trượng xuất hiện. Phanh! Dưới cỗ lực lượng trùng kích mạnh mẽ này, thân thể Lục Lâm Thiên trực tiếp bị đánh bay về phía sau hơn 10 thước. Chân khí trong cơ thể cuồn cuộn, lục phủ ngũ tạng hơi chấn động. Khục khục! Lúc này thân thể Không Linh Vương cũng bị đánh bay. Ánh mắt cực kỳ phẫn nộ, Lục Lâm Thiên này không ngờ có thể trực tiếp chống lại hắn. Tiểu tử này toàn thân là bảo vật, nếu như số bảo vật này là của hắn thì thực lực hắn sẽ tăng lên một mảng lớn. Phía xa, Lăng Thanh Tuyền lăng không mà đứng,
ánh mắt nhìn về phía hải vực đột nhiên có động tĩnh. Nhìn đạo thân ảnh quen thuộc ở phía xa, trong lòng nàng lúc này đột nhiên có một cảm giác không nói nên lời. Siêu siêu. Trong chớp mắt từ bốn phía chung quanh hải vực có hơn 10 đạo thân ảnh phóng lên cao. Hơn 10 người mặc hắc bào của linh vũ giới xuất hiện, ánh mắt lạng lùng nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, ngươi chạy không thoát đâu. Một tiếng quát lạnh lẽo vang lên. Phía xa có một đạo thân ảnh nhanh chóng bắn tới. Gợn sóng trong không gian không ngừng chấn động khuếch tán tới chung quanh Lục Lâm Thiên. Nộ vô thường. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Đây chính là vũ tôn nhất trọng A. Không linh vương phía dưới hắn chỉ kiêng kỵ một chút mà thôi, thế nhưng người này mới chính là kẻ hắn phải đề phòng nhất. Nếu như dưới tình huống bình thường mà nói, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của nộ vô thường này. Hừ, qua đây cho ta. Không có một chút chậm trễ nào, một đạo chảo ấn nhanh chóng hội tụ trong tay nộ vô thường, không gian quanh thân Lục Lâm Thiên trực tiếp vặn vẹo. Còn muốn vây khốn ta sao? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói một tiếng. Quanh thân đột nhiên có một đám quang mang màu tím bao phủ. Thủ ấn trong tay đã sớm kết xuất, từ trong lòng bàn tay có một đạo quang mang màu tím đột nhiên xoay tròn. Phù! Lưu quang màu tím xuất hiện, toàn bộ không trung đột nhiên có một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn. Hầu như cùng một lúc không gian đột nhiên run rẩy, một cỗ cảm giác cực độ nguy hiểm bắt đầu lan tràn ra trong không trung. Tiếp theo, một đạo lưu quang màu tím kia ầm ầm xẹt qua không gian. Trực tiếp xuyên qua không gian vặn vẹo do nộ vô thường tạo ra rồi xoay quanh trên không trung. Trong giây lát, không gian bên trên hải vực đột nhiên có một đám lôi vân màu tím. Bên trong lôi vân màu tím có điện mang lưu chuyển, một cỗ khí tức khiến cho tim đập nhanh hơn vài phần tràn ra. Lúc này, mọi người chung quanh đều cảm giác được tim mình đập nhanh hơn vài phần. Tử lôi huyền đỉnh, không xong rồi. Không linh vương cảm nhận được cỗ khí tức này lập tức chạy trối chết. Khuôn mặt Lăng Thanh Tuyền phía xa, lúc này cũng đại biến. Tử lôi huyền đỉnh. Sắc mặt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, thủ ấn liên tục kết xuất. Chân khí trên người giống như hồng thủy trút xuống. Lưu quang màu tím trên trời trong nháy mắt mở rộng rồi bành trướng tới vài trăm thước. Bên trên có bí văn lan tràn, quang mang đại thịnh khiến cho thiên địa run rẩy. Đối phó với cường giả vũ tôn, Lục Lâm Thiên tự biết mình không có lực chống lại, cho nên chỉ có thể dùng tử lôi huyền đỉnh mà thôi. Là tử lôi huyền đỉnh. Khuôn mặt vốn đã xấu xí của nộ vô thường lúc này lại càng thêm khó coi, hỉ vô thường bị chính tử lôi huyền đỉnh này đánh chết, lúc này tuy rằng hận thấu xương với Lục Lâm Thiên thế nhưng cũng chỉ có thể quay đầu chạy trốn mà thôi, đâu còn dám chống lại. Còn muốn chạy sao, chậm rồi. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, tử lôi huyền đỉnh trong nháy mắt chụp xuống phía dưới. Đại đỉnh xoay tròn, không gian chung quanh vặn vẹo, miệng đỉnh giống như một hắc động. Lôi vân màu tím chung quanh cuồn cuộn không ngớt. Siêu siêu. Một mảnh lôi vân mênh mông từ phía chân trời kéo tới. Cả không gian chung quanh đột nhiên phong vân biên sắc, lôi vân dày đặc, từng đạo sấm sét khiến cho tim mọi người đập nhanh hơn hiện lên trong không trung. Toàn bộ bầu trời giống như đột nhiên từ bình minh chuyển thành đêm tối vậy. Lôi vân bao phủ toàn bộ hải vực, sắc trời giống như đột nhiên ảm đạm. Khí tức ngập trời từ bên trong lôi vân tràn ra khiến cho cả không gian trên hải vực hỗn loạn. Siêu siêu. Mà lúc này từng tia lôi điện màu tím không ngừng lóe lên trên bầu trời. Năng lượng ba động đáng sợ từ bên trên tràn ra. Không gian chung quanh đột nhiên vang lên tiếng ken két. Không tốt. Giờ phút này hơn chục vũ tướng, vũ xuất còn có mấy vũ vương và linh vương của linh vũ giới đều cảm nhận được một cỗ hàn ý từ trong tận trong đáy lòng. Cỗ uy áp từ trên trong lôi vân trước mặt khiến cho linh hồn bọn họ run rẩy. Ầm ầm, tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, lôi vân màu tím cuồn cuộn, trong nháy mắt từng đạo sấm sét từ trong lôi vân bắn ra. Quang mang bắn ra bốn phía, vô số đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống đem phương viên hải vực chung quanh bao phủ chằng chịt. Chạy mau, nhanh. Mọi người nhanh chóng chạy trốn, thế nhưng tất cả đều đã chậm. Ầm ầm. Dưới sự bao phủ của sấm sét màu tím, thanh âm sắc bén vang vọng trong không gian. Nơi sấm sét đi qua, không gian ầm ầm rung động, mang theo lực lượng đáng sợ trực tiếp chụp xuống. Phanh phanh. Trong nháy mắt, mấy vũ xuất, vũ tướng đứng đầu bị đánh nát thành cho bụi. Căn bản không có một chút lực kháng cự nào. Phanh. Ngay sau đó mấy linh xuất, vũ xuất còn lại cũng bị chém thành từng mảnh nhỏ. Ba vũ vương và một linh vương dưới vô số sấm sét đánh xuống, máu tươi trong nháy mắt phun ra. Hỏa diễm thuẫn.
tuy rằng Nộ Vô Thường đã sớm thối lui, thế nhưng trong không gian có một cỗ năng lượng vô hình khiến cho nàng cực kỳ khó thoát thân. Trong lúc kinh hãi rốt cuộc nàng đã biết được Hỉ Vô Thường chết như thế nào. Dưới Tử Lôi Huyền Đỉnh này, không gian hoàn toàn ngưng động, căn bản khó có thể thoát thân. Một cỗ khí tức nóng bỏng từ trong người Nộ Vô Thường tràn ngập ra, không gian quanh người trong nháy mắt có một cỗ hỏa diễm nóng bỏng bao phủ. Một đạo cương cháo bằng hỏa diễm nóng bỏng lập tức bao phủ chung quanh người nàng. Ầm ầm. Mà lúc này hơn 10 đạo sấm sét đã đánh vào trên cương cháo bằng hỏa diễm của Nộ Vô Thường. Khục khục. Sấm sét đánh xuống, cỗ uy thế này khiến cho cương cháo của Nộ Vô Thường nứt nẻ, khuôn mặt Nộ Vô Thường lập tức trắng bệch, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không gian run chuyển, bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Trên không gian lúc này xuất hiện một bức tường. Đây chính là trận pháp bố trí bên ngoài đảo. Từng đạo sấm sét đánh xuống, gợn sóng trong không gian trực tiếp bị bổ ra. Trận pháp này cũng nhanh chóng bị Tử Lôi Huyền Đỉnh nhanh chóng bài trừ. Cả hải vực cuồn cuộn, sóng gió ngập trời. Trận pháp trên đảo nhỏ bị đánh nát, cả hải đảo lập tức xuất hiện bên ngoài hải vực. Siêu siêu. Sấm sét chằng chịt đánh xuống hải vực. Sóng biển ngập trời hung hăng đập về phía trước. Ầm ầm. Lôi vân trên bầu trời cuồn cuộn rồi đột nhiên co rút lại. Lần nữa lại có từng đạo sấm sét được đánh ra. Từng đạo sấm sét giống như một đầu cự mãng màu tím từ trong tầng mây bắn xuống, không gian như bị xé rách mang theo thanh âm đáng sợ hung hăng bổ vào trên cương cháo của Nộ Vô Thường. Khục khục. Nộ Vô Thường lần nữa không thể chống đỡ. Uy lực của Tử Lôi Huyền Đỉnh này khiến cho nàng vô cùng kinh hãi. Thảo nào Hỉ Vô Thường lại không thể chạy trốn, lúc này tự thân trải nghiệm, nàng cũng không có cách nào có thể chạy thoát. Tiểu tử, cho dù ta chết thì cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tới lúc này, ánh mắt Nộ Vô Thường mang theo sự lạnh lẽo nói. Không có một chút do dự nào, từng đạo thủ ấn quỷ dị được kết. Khí thế quanh người không ngờ lại lần nữa tăng lên. Cỗ khí tức này so với thời kỳ toàn thịnh của nàng không ngờ còn mạnh hơn không ít. Gần như đã tiếp cận vũ tôn nhị trọng. Hồn anh tự bảo. Lục Lâm Thiên ngẩn ra, Nộ Vô Thường này quả nhiên độc ác, không ngờ lại lựa chọn hồn anh tự bảo, dùng sinh mệnh trả một cái giá đắt khiến cho uy lực tăng lên nhiều. Có lẽ uy lực hồn anh tự bảo của Nộ Vô Thường có thể miễn cưỡng chống lại vũ tôn nhị trọng a. Sắc mặt Lục Lâm Thiên cũng có chút ngưng trọng, hắn thôi động Tử Lôi Huyền Đỉnh có thể đối phó với Nộ Vô Thường thế nhưng không biết có thể đối phó với hồn anh tự bảo của nàng ta hay không. Thủ ấn trong tay biến hóa, chân khí bàng bạc quanh thân bạo phát, trong Tử Lôi Huyền Đỉnh có một đạo sấm sét nhỏ bằng nắm tay giống như cự long đánh xuống. Sấm sét mang theo quang mang ầm ầm bắn về phía Nộ Vô Thường. Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Sắc mặt Nộ Vô Thường trắng bệch tới cực điểm, cuối cùng sau khi hít sâu một hơi, thủ ấn trong tay bỗng nhiên được kết. Khí thế tăng lên tới cực hạn, toàn bộ thân thể bắt đầu bành trướng, thậm chí là không trung xung quanh thân thể nàng cũng bắt xuất hiện những cái khe không gian, khí tức khiến tim mọi người đập nhanh hơn. Hồn anh tự bảo. Nộ Vô Thường hét lên một tiếng thê lương, thân thể bành trướng lập tức bắn về phía đạo sấm sét màu tím lớn trên bầu trời kia. Đồng thời đạo sấm sét màu tím lớn kia cũng trực tiếp đánh vào trên người Nộ Vô Thường. Thân thể bành trướng của Nộ Vô Thường trong nháy mắt nổ tung. Hai cỗ lực lượng va chạm với nhau, lưu quang màu tím tràn ra bốn phía. Trong không gian xuất hiện một hắc động vô cùng lớn. Phanh phanh. Không gian như nứt ra, quang mang chói mắt tràn ngập. Lực lượng ngập trời khuếch tán, toàn bộ không gian trực tiếp nổ tung. Từng cái khe trong không gian xuất hiện rồi lan tràn trên bầu trời. Đây không phải là cái khe của gợn sóng trong không gian mà là cái khe trong không gian. Một cỗ quang mang đen kịt từ bên trong cái khe tràn ra khiến cho tim mọi người đập nhanh hơn. Phanh! Dư ba kình khí chút xuống xuyên qua thanh linh khải giáp trực tiếp đánh xuống người Lục Lâm Thiên. Thân thể Lục Lâm Thiên giống bị một đòn nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể lệch vị trí, khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng xuất hiện vết máu. Thu! Đồng thời thủ ấn Lục Lâm Thiên lần nữa biến hóa. Tử Lôi Huyền Đỉnh trực tiếp đem ba vũ vương và một linh vương bị thương nặng thu vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Ba vũ vương và một linh vương này là do Lục Lâm Thiên cố ý lưu lại, bằng không bốn người này đã sớm bị đánh thành cho tàn. Uy lực một kích của Tử Kim Huyền Lôi đủ để khiến cho bất luận một vũ vương, linh vương nào cũng hóa thành cho tàn. Tử Lôi Huyền Đỉnh thu bốn người vào sau đó lập tức bị Lục Lâm Thiên thu vào trong đan điền. Trận pháp bị pháp, huyễn ảnh thanh vũ sau lưng Lục Lâm Thiên thu lại. Thôi động Tử Lôi Huyền Đỉnh một lần thì tiêu hao hầu rất nhiều.
Nộ vô thường thi triển hồn anh tự bạo khiến cho hắn lần nữa bị thương nặng. Thực lực của nộ vô thường khi thi triển hồn anh tự bạo tăng lên phân nửa, có lẽ có thể so sánh với vũ tôn nhị trọng. Cho nên cũng khiến cho Lục Thiếu Du trả một cái giá đắt. Chân khí tiêu hao hết, linh lực trên người Lục Lâm Thiên bạo phát, thân thể nhanh như thiểm điện phá không mà chạy. Còn có một Không Linh Vương và Lăng Thanh Tuyền ở đây, hắn không thể rơi vào trong tay bọn họ lần nữa. Vừa rồi khi Tử Lôi Huyền Đỉnh đánh chết nộ vô thường, Lục Lâm Thiên dường như cũng nhận ra Không Linh Vương đã sớm chạy thoát. Lăng Thanh Tuyền vốn ở phía xa, hai người này tuy rằng ở xa thế nhưng cũng đã bị thương một chút. Còn hai người này còn ở đây, Lục Lâm Thiên không dám có chút sơ ý nào. Hiện tại hắn không thể địch lại hai người này, căn bản không thể thôi động Tử Lôi Huyền Đỉnh một lần nữa. Siêu! Thân ảnh Lục Lâm Thiên trong nháy mắt rời đi, trong mấy chớp mắt đã xuất hiện ở phía xa. Tiểu tử, vận khí của ngươi không tồi nha, không ngờ lại chiếm được Tử Lôi Huyền Đỉnh của Huyền Thiên Yêu Tôn. Chỉ tiếc thực lực ngươi quá yếu, chỉ bằng vào ngươi cũng dám làm loạn ở trong phân đà linh vũ giới của ta, nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì chúng ta nào còn mặt mũi nào nữa. Lúc này trong không trung đột nhiên có một đạo thanh âm trầm thấp không có một chút cảm tình nào chậm rãi vang lên trong bầu trời. Đồng thời, tại không gian trước người Lục Lâm Thiên đột nhiên gợn sóng vặn vẹo, một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện. Người này xuất hiện, khí tức trong thiên địa đột nhiên khác thường. Trong lúc mơ hồ khiến cho linh hồn của mọi người run rẩy. Biến hóa kỳ dị như vậy đương nhiên cũng khiến cho Lục Lâm Thiên chú ý, trong lòng thầm hô một tiếng không ổn. Người này có thể trực tiếp khiến cho năng lượng trong thiên địa biến hóa. Mà cỗ khí tức đặc biệt kia khiến cho ngay cả linh hồn Lục Lâm Thiên cũng không nhịn được mà run lên. Linh tôn thực lực cực cao. Cảm nhận cỗ khí tức kinh khủng này Lục Lâm Thiên lập tức suy đoán ra thực lực người này. Đây tuyệt đối là một linh tôn cao trọng, thế nhưng cụ thể tu vi của người này ra sao Lục Lâm Thiên cũng không thể đoán ra được. Lục Lâm Thiên vô cùng khó khăn ngẩng đầu nhìn thân ảnh trước mặt. Giống như trong không gian có một cỗ áp lực khiến cho ngay cả đầu hắn cũng không thể nhấc lên, linh lực trong người đột nhiên đình trệ không thể vận chuyển. Khi Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn thân ảnh cách hắn trăm thước thì lập tức nhíu mày. Người này khoảng chừng 40 tuổi, toàn thân tỏa ra khí tức kinh khủng khiến cho người khác nhìn hắn cũng có thể cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm. Người này một thân hắc bào, dưới mái tóc là một chiếc áo choàng màu đen. Trong hai mắt giống như có một biển năng lượng vô tận khiến cho người khác nhìn vào không khỏi thất thần. Bái kiến phó giới chủ. Hai đạo thân ảnh phá không mà tới. Không Linh Vương nhìn thấy nam tử trung niên tóc dài này toàn thân lập tức run rẩy, phục phục trên không trung rồi hành lễ. Không Linh Vương, lần này ngươi lập được đại công, trở về sẽ có trọng thưởng. Đứng lên đi. Nam tử trung niên kia thậm chí còn không liếc mắt nhìn Không Linh Vương, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên bị nam tử trung niên này nhìn khiến cho hắn có cảm giác toàn thân bị nhìn thấu. Mà lúc này hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích. Thực lực của nam tử trung niên tóc dài này quá mạnh mẽ. Trực tiếp phong tỏa toàn bộ không gian, bản thân hắn ngay cả muốn di chuyển cũng không thể làm được. Phó giới chủ sao? Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, thân phận của người này không ngờ lại lớn như vậy. Sư huynh, sao người lại tự mình tới đây? Lăng Thanh Tuyền đi tới bên người nam tử trung niên này rồi khẽ hành lễ. Thanh Tuyền, sau khi nhận được tin tức của muội ta lập tức tới đây. Cường giả trong giới gần đây đều bận rộn, không thể xuất thủ. May mà ta tới kịp, bằng không tên tiểu tử này đã chạy thoát rồi. Nam tử trung niên mỉm cười nhìn Lăng Thanh Tuyền rồi nói. May là sư huynh chạy tới, bằng không sợ rằng Thanh Tuyền sẽ lại thất bại lần nữa. Lăng Thanh Tuyền khẽ nói, ánh mắt dường như vô ý nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên. Chỉ có bản thân nàng ta mới biết được trong lòng mình đang suy nghĩ gì. Trong lòng nàng lúc này không ngờ lại có chút đáng tiếc. Tiếc vì sao Lục Lâm Thiên lại không sớm chạy trốn một chút. Vị sư huynh này tới chỉ sợ lúc này đã không có ai có thể cứu được Lục Thiếu Du. Người có thể cứu được người trước mặt vị sư huynh này của nàng quả thực không có mấy người. Thanh Tuyền, thực lực của muội quá thấp, lần này trở nên cố gắng tu luyện. Nam tử trung niên nhìn Lăng Thanh Tuyền rồi nói. Vâng, sư huynh. Lăng Thanh Tuyền cúi đầu nói. Ngươi chính là Lục Lâm Thiên sao? Nam tử trung niên nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Ta đã nghe nói qua ngươi. Không nghĩ tới lão gia hỏa kia lại tìm được thân thể âm dương, linh vũ song tu, vũ giả toàn hệ là người mà ai cũng ao ước thu vào làm môn hạ.
Nghe người này nói, trong lòng Lục Lâm Thiên lập tức kinh hãi. Từ trong lời nói của người này dường như đang nói tới ai đó. Suy nghĩ một lát, Lục Lâm Thiên lập tức suy đoán, lẽ nào người này đang nói tới Nam Thúc. Nhìn thấy phản ứng của Lục Lâm Thiên, nam tử trung niên áo lam này dường như có thể biết được Lục Lâm Thiên đang suy nghĩ cái gì, cho nên hắn lập tức nói. Ngươi không nhận ra ta cũng là bình thường, có lẽ lão gia hỏa kia không nói tới ta cho ngươi biết. Nếu như có cơ hội, sau này tự nhiên ngươi sẽ biết về ta. Thảo nào lão gia hỏa kia biến mất lâu như vậy, hỏa ra là biết Lục gia các ngươi có Vô Tự Thiên Thư, lại còn thu ngươi làm đệ tử, tính toán thật tốt ha. Chỉ tiếc, cuối cùng mọi thứ đều là của Linh Vũ giới chúng ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Lục Lâm Thiên hỏi, dưới cỗ lực lượng áp chế vô hình kia, ngay cả nói Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy khó khăn. Ta là ai ngươi tạm thời không cần biết, nói, thương thế của lão gia hỏa kia khôi phục như thế nào rồi? Hẳn là không thể khôi phục đúng không? Nhìn Lục Lâm Thiên, nam tử trung niên áo lam mở miệng hỏi. Ta không biết người ngươi đang nói tới là ai? Lục Lâm Thiên trả lời, mỗi một lần mở miệng nói Lục Lâm Thiên đều phải dùng vô số khí lực. Mà lúc này trong lòng Lục Thiếu Du không ngừng nghĩ tới các biện pháp khác nhau. Thế nhưng không có một biện pháp nào có thể giúp hắn chạy trốn. Bởi vì lúc này hắn không thể nhúc nhích, ngay cả linh lực cũng ở trong trạng thái đình trệ. Ngươi không nói, xem ra lão gia hỏa kia khôi phục cũng không được tốt lắm. Để hắn sống thêm vài ngày nữa, hôm khác đối phó sau cũng được. Hiện giờ ngươi đi theo ta. Nam tử trung niên nói, cánh tay vung lên, một cỗ năng lượng vô hình lập tức lan tràn kéo Lục Lâm Thiên về phía trước. Lúc này Lục Lâm Thiên giống như là một con kiến hôi, hoàn toàn không có lực chống lại. Ồ! Đột nhiên ánh mắt nam tử trung niên mang theo sự kinh ngạc nhìn lên bầu trời, trong mắt có chút nghi hoặc. Người này ta muốn dẫn đi. Lúc này trong bầu trời có một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Gợn sóng bên người Lục Lâm Thiên đột nhiên vặn vẹo, một thân ảnh xinh đẹp bước ra khỏi khe không gian. Khi thân ảnh xinh đẹp này xuất hiện thì một cỗ uy áp mạnh mẽ bỗng nhiên phủ xuống. Cỗ uy áp này khiến cho hải vực rung động, sóng gió bắt đầu nổi lên. Dưới cỗ uy áp này Lục Lâm Thiên lần nữa cảm thấy linh hồn mình run rẩy. Mà lúc này thân ảnh xinh đẹp kia cũng đã xuất hiện bên người Lục Lâm Thiên. Thân ảnh xinh đẹp này xuất hiện, bàn tay khẽ phất một cái, một cỗ năng lượng vô hình tức thì khuếch tán. Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác được áp lực ngập trời chung quanh thân thể mình trong nháy mắt biến mất không còn tung tích. Lại thêm một siêu cấp cường giả. Lục Lâm Thiên nhìn thân ảnh xinh đẹp vừa mới từ trong gợn sóng bước ra. Trong lòng vô cùng kinh hãi, người có thể làm được bước này tuyệt đối có tu vi kinh khủng. Mà nhìn thân ảnh xinh đẹp này, Lục Lâm Thiên lập tức có chút ngạc nhiên. Lục Lâm Thiên không phải là chưa từng gặp nữ nhân đẹp. Thế nhưng nữ nhân này dường như so với tất cả nữ nhân Lục Lâm Thiên đã từng gặp còn đẹp hơn một chút. Đây là một thân ảnh yểu điệu tới cực hạn, y phục trắng như tuyết, mái tóc đen sau đầu khẽ phiêu động giống như là tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Khuôn mặt kia tinh xảo tới cực điểm, lại tuyệt mỹ giống như khiến cho ngay cả thiên địa cũng động lòng. Trên khuôn mặt tao nhã kia hiện lên sự quyến rũ nhàn nhạt, thế nhưng lại cao quý vô song. Đôi mắt như nước dường như có thể nhìn thấu tất cả. Khóe miệng mang theo nụ cười giống như hoa nở khiến cho người khác cảm thấy thoải mái. Trong chớp mắt này hầu như Lục Lâm Thiên đã nhận định người này là Bạch Linh, thế nhưng đây không phải là Bạch Linh. Y phục trên người cũng trắng như tuyết giống nàng, đều là nữ tử tuyệt mỹ, thế nhưng khí chất của Bạch Linh là lạnh lùng, yêu mị, phong tình vạn trùng, quyến rũ động lòng người, lạnh lùng uy nghiêm hội tụ trên người của nàng. Mà nữ tử cao quý này cũng mang theo vẻ quyến rũ giống như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Đẹp đến nỗi khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác mờ ảo. Có thể nói hai người đều đẹp tới mức không phân cao thấp. Thế nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Ngươi là ai? Nhìn nữ tử đột nhiên xuất hiện này, nam tử trung niên kia dường như cảm nhận được cái gì đó, ánh mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hai người Lăng Thanh Tuyền, Không Linh Vương nhìn nữ tử tuyệt mỹ này, dường như chỉ cần liếc mắt cũng khiến cho hai người có một loại sao động muốn phủ phục xuống. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là người này ta sẽ mang đi. Nữ tử tuyệt mỹ nhìn nam tử trung niên nói. Ta mặc kệ ngươi là ai, người này ngươi không dẫn đi được. Nam tử trung niên nói. Nói xong, trường bào màu lan rung lên, không gian trực tiếp xuất hiện một cái khe, một bàn tay to đột nhiên xuyên qua không gian trong nháy mắt chụp về phía Lục Lâm Thiên.
mà trong chớp mắt này toàn bộ không gian run lên, năng lượng thiên địa trong khắp bầu trời hội tụ tới. Cả bầu trời phong vân biến sắc, hải vực phía dưới cuồn cuộn, uy áp mạnh mẽ lan tràn ra xung quanh. Thật mạnh mẽ! Lục Lâm Thiên sợ hãi than, đây chính là cường giả linh tôn xuất thủ sao? Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều kéo theo năng lượng trong thiên địa. Mỗi một đạo công kích đều có thể xé rách không gian. Quả thực là đáng sợ, bản thân hắn so với bọn họ, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Cho tới nay, Lục Lâm Thiên đều cho rằng thực lực của mình không tồi, đặc biệt là gần đây đánh chết hai vũ tôn nhất trọng. Thế nhưng lúc này Lục Lâm Thiên mới ý thức được, ghét vũ tôn nhất trọng là bởi vì hắn có tử lôi huyền đỉnh mà thôi, còn thực lực của bản thân hắn vẫn còn kém xa. Người đang ở trong tay ta, ta muốn dẫn đi ngươi còn chưa ngăn được. Trong bầu trời, thân ảnh xinh đẹp kia không ngừng vung tay, trực tiếp đánh ra thủ ấn về phía nam tử trung niên. Không gian tức thì vặn vẹo, hai đạo thủ ấn nhanh chóng va chạm với nhau. Hai đạo năng lượng va chạm thế nhưng lại không xuất hiện thanh âm bạo liệt như trong tưởng tượng của mọi người. Trong nháy mắt khi hai đạo năng lượng kinh khủng va chạm, một đoàn quang mang chói mắt từ nơi hai cỗ năng lượng bắn ra. Trong không gian đột nhiên có một hố đen xuất hiện, cỗ năng lượng ngập trời kia trong nháy mắt bị hút vào bên trong hố đen, toàn bộ không gian run lên giống như thông báo cho mọi người hai vị cường giả kinh khủng kia vừa mới giao thủ một kích. Khục khục. Đồng thời, nam tử trung niên và nữ tử tuyệt mỹ kia đồng thời lảo đảo lùi về phía sau. Trong nháy mắt khi nữ tử tuyệt mỹ kia lảo đảo lui về phía sau thì tay cũng nắm lấy vai Lục Lâm Thiên, không gian bị xé mở. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng có thể nhìn ra, dường như vừa rồi giao thủ một kích với nam tử trung niên kia, nữ tử tuyệt mỹ này đã rơi vào thế hạ phong một chút. Lưu lại người cho ta. Mắt thấy nữ tử tuyệt mỹ mang theo Lục Lâm Thiên, nam tử trung niên lập tức hét lớn một tiếng. Trong mắt có một cỗ tinh quang lạnh lẽo bắn ra, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Bàn tay nắm chặt, ba động ngập trời từ bên trong lòng bàn tay hắn khuếch tán ra. Cùng với cỗ ba động này khuếch tán, thiên địa nhanh chóng run rẩy. Một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa đột nhiên ngưng tụ. Từ phía xa nhìn lại, toàn bộ gợn sóng trong không gian đột nhiên cuồn cuộn giống như sóng biển khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy lạnh lẽo. Linh lực ba động thật mạnh mẽ. Lục Lâm Thiên nhìn thấy cảnh này, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Đây mới là cường giả. Mạnh tới mức không thể tưởng tượng nổi, linh lực bàng bạc ba động như vậy khiến cho toàn bộ thiên địa run rẩy, năng lượng vô tận, vô cùng hội tụ lại một cỗ uy lực khủng bố này đáng sợ tới nhường nào. Khi linh lực ba động khắp bầu trời bạo phát rồi từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Lục Lâm Thiên có cảm giác mình hít thở không thông, thân thể đột nhiên bị một cỗ áp lực đè nặng giống như muốn nghiền nát hắn vậy. Nữ tử tuyệt mỹ nhíu mày, cánh tay vung lên. Một đạo quang mang vô hình từ trong người tràn ra sau đó đem Lục Lâm Thiên bao phủ vào bên trong. Áp lực chung quanh người Lục Lâm Thiên lần nữa biến mất. Y phục trên người nữ tử tuyệt mỹ tung bay, thân thể lơ lửng trên bầu trời, ánh mắt bình thản nhìn linh lực tràn ngập không trung trước mặt. Cỗ linh lực ba động kinh khủng kia một khi lan tới phạm vi mấy chục thước quanh người nàng lập tức tự động bị nghiền nát rồi biến mất trong không trung. Nhìn cảnh tượng này, mặc kệ là Lục Lâm Thiên hay Lăng Thanh Tuyền, Không Linh Vương đều vô cùng kinh hãi trong lòng. Hai vị siêu cấp cường giả xuất thủ quả thực quá kinh khủng. Nếu như bảo ba người nhúng tay vào trận chiến giữa bọn họ, sợ rằng bọn họ cũng không có dũng khí làm vậy. Ngưng tụ. Giờ phút này sắc mặt nam tử trung niên kia cũng cực kỳ ngưng trọng. Thủ ấn biến ảo, trong miệng vang lên một tiếng quát chói tai, thanh âm vừa dứt, linh lực ba động tràn ngập thiên địa kia lập tức run rẩy, không ngừng ba động, rít gào giống như biển gầm. Tiếng cạch cạch không ngừng vang lên, trong chớp mắt một đầu cự mãng màu trắng lớn nghìn thước xuất hiện trong không gian. Thân thể đầu cự mãng màu trắng cuồn cuộn giống như vật còn sống, cỗ năng lượng ngập trời từ trên thân thể tràn ra trực tiếp khiến cho không gian chung quanh xuất hiện từng cái khe, uy áp kinh người khiến cho Lục Lâm Thiên chỉ nhìn thôi mà cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn vài phần. Cự mãng thành hình, sắc mặt nam tử trung niên trầm xuống, một cỗ linh lực bàng bạc rót vào bên trong cự mãng. Uy áp trên người đầu cự mãng kia nhanh chóng lan tràn ra. Trong giây lát, cỗ năng lượng ẩn chứa bên trong càng lúc càng kinh khủng. Quá mạnh mẽ, giống như là mang theo lực lượng rời núi lấp biển vậy. Trong lòng Lục Lâm Thiên có chút run rẩy, âm thầm lo lắng. Nữ tử tuyệt mỹ bên người hắn không biết có thể chống lại nam tử này hay không. Công kích kinh khủng như vậy một khi bạo phát, Lục Lâm Thiên thậm chí còn hoài nghi, phiến hải đảo và hải vực này không biết có còn hay không.
hay là bị san bằng. Để ta nhìn xem ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ánh mắt nam tử trung niên trầm xuống, dường như vì ngưng tụ công kích kinh khủng này hắn cũng tiêu hao không ít. Hai tay nhanh như thiểm điện lần nữa đánh ra một đạo thủ ấn, sau đó mạnh mẽ đẩy về phía trước. Đầu cự mãng màu trắng giữa không trung bỗng nhiên ngẩng đầu giống lên một tiếng, không gian run rẩy, cự mãng mang theo uy áp ngập trời nhanh như thiểm điện bắn về phía nữ tử tuyệt mỹ và Lục Lâm Thiên. Cự mãng màu trắng cuồn cuộn, năng lượng đáng sợ từ bên trong tràn ra, nơi nó đi qua, không gian hỗn loạn, gợn sóng văng tung tóe. Từng cái khe không gian đen kịt, khổng lồ xuất hiện. Đầu cự mãng màu trắng này giống như là vẫn thạch mang theo quang mang màu trắng kinh khủng từ trên trời đập xuống. Thôi động cự mãng màu trắng công kích, trong mắt nam tử trung niên cũng có chút tiêu ý. Công kích đáng sợ như vậy không biết nữ tử này có thể ngăn lại không? Giờ khắc này trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng lo lắng không gì sánh được. Dưới cỗ năng lượng kinh khủng này, hắn có cảm giác vô cùng nhỏ bé. Lúc này thanh âm bình thản của nữ tử tuyệt mỹ kia cũng vang vọng trong không gian. Phía xa, nữ tử tuyệt mỹ dùng ánh mắt bình thản nhìn về phía đầu cự mãng màu trắng đang cuồn cuộn phóng tới, tay phải vươn ra, đột nhiên không gian run rẩy, một cỗ năng lượng phô thiên cái địa bạo phát ra. Linh nguyên, là linh thú. Trong chớp mắt sắc mặt Lục Lâm Thiên đại biến, đây chính là linh nguyên, nữ tử này có thân thể là linh thú, mà khí tức trên người nữ tử kia lúc này Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được có chút quen thuộc. Ngao! Một tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng trên trời. Bằng mắt thường có thể thấy được, linh nguyên từ trong cơ thể nữ tử này bạo phát ra sau đó hóa thành một đầu thanh long ngũ trảo. Trên người thanh long, long uy lan tràn, phía dưới ngũ trảo có lôi vân, lân phiến trên người tỏa ra quang mang rực rỡ, giống như vật còn sống. Cái này, Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc, cự long màu xanh này dường như có chút tương tự với bản thể của tiểu long, chỉ là lại có chút khác biệt. Lúc này khí tức trên người nữ tử tuyệt mỹ phóng ra cực kỳ tương đồng với tiểu long. Thanh long rít gào, không gian vặn vẹo, mà đầu cự mãng màu trắng kia đột nhiên giống như vật còn sống, trong mắt hiện lên sự e ngại. Phá! Dưới thanh âm nhàn nhạt của nữ tử tuyệt mỹ, cự long màu xanh và cự mãng màu trắng va chạm cùng một chỗ. Một rồng một rắn trong nháy mắt nổ tung. Một rồng một rắn trực tiếp va chạm cùng một chỗ, năng lượng kinh khủng giống như một cơn lốc khuếch tán. Đảo nhỏ liên miên phía dưới trong năng lượng kinh khủng kia đột nhiên nứt nẻ rồi bắt đầu chìm xuống giống như là sập vậy. Trong hải vực, sóng biển ngập trời. Sóng biển cuồn cuộn trực tiếp dâng tới một độ cao vô cùng kinh khủng. Đồng thời khi cơn lốc năng lượng kia khuếch tán tới một trình độ nhất định thì đột nhiên ngừng lại, đột nhiên biến mất trong thiên địa. Hừ! Đồng thời cùng lúc đó, nam tử trung niên kia bị lan tới, thân hình khẽ run lên, trong yết hầu vang lên một tiếng rên. Khóe miệng tràn ra máu. Thậm chí ngay cả khí tức cũng có chút hỗn loạn. Hiển nhiên dưới cơn lốc năng lượng kinh khủng này, hắn đã bị thương tổn không nhỏ. Khục khục. Nữ tử tuyệt mỹ này cũng lảo đảo thối lui. Chỉ có Lục Lâm Thiên phát hiện ra, trong lúc nữ tử tuyệt mỹ này thối lui, mỗi một bước lùi lại đều khiến cho hư không rạn nứt. Liên tiếp năm bước thân thể mềm mại kia mới đứng vững lại được. Rõ ràng vừa rồi nữ tử tuyệt mỹ này đã chiếm thế thượng phong. Hừ. Thì ra là vậy. Ánh mắt nam tử trung niên trầm xuống, dường như đã biết thân phận của nữ tử tuyệt mỹ, hắn nói. Các ngươi và ngũ đại hoàng tộc đã có ước định, việc của nhân loại các ngươi không thể nhúng tay vào. Lẽ nào tộc nhân các ngươi định phá ước định sao? Việc nhân loại ta lười nhúng tay, chỉ là người này có chút quan hệ với ta, đương nhiên ta muốn dẫn đi. Nữ tử tuyệt mỹ nói xong, phất tay về phía trước một cái. Gợn sóng trong không gian đột nhiên xuất hiện một cái khe, đồng thời, bàn tay nắm lấy vai Lục Lâm Thiên, trong nháy mắt biến mất trong không gian gợn sóng. Chờ đó cho ta. Nhìn nữ tử tuyệt mỹ và Lục Lâm Thiên rời đi, trong ánh mắt nam tử trung niên hiện lên sự âm hàn. Hai tay nắm chặt, không gian chung quanh lập tức lạnh lẽo. Thế nhưng hắn cũng không định đuổi theo. Hắn biết rõ, hắn đuổi theo cũng không thể làm được gì. Dù sao hắn không có cách nào đoạt lại Lục Lâm Thiên từ tay nữ tử kia. Sư huynh, người này chẳng lẽ là... Lăng Thanh Tuyền đi tới bên người nam tử trung niên rồi hỏi. Ánh mắt nhìn phương hướng nữ tử tuyệt mỹ và Lục Lâm Thiên rời đi, trong mắt có chút mờ mịt, không ngờ trong lòng nàng lúc này lại có cảm giác dễ chịu, dường như vui vẻ vì Lục Lâm Thiên đã chạy trốn. Chính bản thân nàng ta cũng không hiểu, vì sao trong lòng mình lại có cảm giác này. Thế nhưng sau khi suy nghĩ,
nàng cảm thấy mình chỉ nghĩ lung tung mà thôi, kế tiếp nên bắt tên vô sỉ kia thế nào, trong lòng nàng hiện tại chỉ có hận ý mà thôi. Không sai, chính là bộ tộc kia, huyết mạch chính thống. Nam tử trung niên nói. Phó giới chủ, Lục Lâm Thiên đã bị cứu đi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Không Linh Vương do dự một chút rồi nói. Vốn đã bắt được Lục Lâm Thiên, sau khi trở về hắn được trọng thưởng. Nói không chừng thực lực lại trực tiếp đột phá mấy trọng. Thế nhưng vì nữ tử tuyệt mỹ kia xuất hiện cho nên tất cả đã tan thành mây khói. Người nọ bảo vệ được Lục Lâm Thiên một lúc chứ không bảo vệ được cả đời. Trên người Lục Lâm Thiên có Tử Lôi Huyền Đỉnh và Vô Tự Thiên Thư. Phân phó xuống dưới, toàn lực vây bắt Lục Thiếu Du, ta sẽ phái một ít cường giả trong giới ra, không thể để cho hắn rời khỏi Đông Hải. Nam tử trung niên lạnh nhạt nói. Vâng. Không Linh Vương cung kính đáp. Siêu. Khi Lục Lâm Thiên lần thứ hai xuất hiện trong không gian thì đã tới bầu trời ở một chỗ hải vực khác. Trên hải vực yên tĩnh không ngừng có gió biển thổi qua. Trên hải vực phía xa dường như có không ít đảo nhỏ. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Lục Lâm Thiên vội vã hành lễ, được người này cứu, Lục Lâm Thiên vô cùng cảm kích, đồng thời cũng có chút đề phòng. Hắn và nữ tử thần bí này không quen biết nhau, người này cứu hắn lẽ nào cũng là vì Vô Tự Thiên Thư và Tử Lôi Huyền Đỉnh trên người hắn. Hiện tại người đã an toàn rồi, thế nhưng lần sau chú ý không nên để người Linh Vũ Giới bắt được. Linh Vũ Giới không phải là thế lực mà ngươi có thể động vào. Cho dù là ta cũng không thể chống lại toàn bộ Linh Vũ Giới. Nữ tử tuyệt mỹ nhìn Lục Lâm Thiên, dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong đầu Lục Lâm Thiên, nàng nói. Ngươi không cần đề phòng ta, nếu như người khác trong tộc tới đây, một khi nghe thấy Vô Tự Thiên Thư trên người người có lẽ sẽ xuất thủ với ngươi. Mà Tử Lôi Huyền Đỉnh tuy rằng là thần khí của Huyền Thiên Yêu Tôn, thế nhưng đối với ta lại vô dụng. Thế nhưng đối với người khác cũng là chí bảo khó cầu, chuyện đoạt của ngươi cũng không nhất định. Lục Lâm Thiên sửng sốt, nữ tử tuyệt mỹ này dường như không có ác ý với hắn. Lục Lâm Thiên nhíu mày nói. Không biết vì sao tiền bối lại cứu ta. Lẽ nào ta và tiền bối có quen biết sao? Chúng ta không biết nhau, nguyên do cứu ngươi sau này ngươi sẽ biết. Đồng bạn của ngươi có lẽ hiện tại đã đi Vạn Đảo Nhai, ngươi đi tìm bọn họ đi. Vạn Đảo Nhai dường như không đơn giản, các ngươi tốt nhất nên chú ý một chút. Nữ tử tuyệt mỹ lạnh nhạt nói tiếp. Ở đây tuyệt đối an toàn, về sau chính ngươi phải cẩn thận. Nói xong, nữ tử tuyệt mỹ lập tức biến mất để lại Lục Lâm Thiên với vẻ mặt kinh ngạc. Nữ tử tuyệt mỹ này quả thực có chút quái dị, không biết, cũng không có quan hệ họ hàng, sao lại ra tay cứu hắn. Lẽ nào đây là do nhân phẩm của hắn tốt sao? Siêu. Suy nghĩ một lát, Lục Lâm Thiên tìm kiếm phương hướng rồi lập tức rời đi. Nữ tử tuyệt mỹ kia nói đây là nơi an toàn, Tiểu Long và Tâm Đồng đi Vạn Đảo Nhai, tương đương với việc bọn họ không xảy ra chuyện gì. Nữ tử tuyệt mỹ kia biết hành tung của đám người Tiểu Long khiến cho Lục Lâm Thiên lần nữa kinh ngạc. Sau một lát, trên một hải đảo, Lục Lâm Thiên tìm tòi một chút rồi lần nữa tiến vào trong hải vực. Trong hải vực, bên trong một cái động ở dải đá ngầm, toàn thân Lục Lâm Thiên được bao phủ bởi một vòng quang mang tiến vào bên trong. Lúc này chân khí của hắn tiêu hao gần như cạn kiệt, không thích hợp di chuyển. Cũng còn phải đề phòng đám người Linh Vũ Giới cho nên sau khi suy nghĩ một lát, Lục Lâm Thiên cảm thấy mình nên khôi phục thực lực trước thì tốt hơn. Thủ ấn được kết. Tử Lôi Huyền Đỉnh xoay tròn trong lòng bàn tay, Lục Lâm Thiên lập tức tiến vào bên trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, quang mang chợt lóe, đột nhiên có bốn đạo thân ảnh xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Ba Vũ Vương, một Linh Vương của Linh Vũ Giới. Cả đám lúc này dùng ánh mắt kinh ngạc, kinh hãi nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Hít! Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, ba Vũ Vương này có Vũ Vương nhất trọng, hai Vũ Vương tứ trọng. Còn có một Linh Vương tam trọng. Lục Lâm Thiên cố ý không đánh chết bốn người này là bởi vì muốn thôn phệ bọn họ. Muốn tìm Vũ Vương, Linh Vương thôn phệ mà nói không phải là chuyện dễ dàng. Bốn người này vừa vặn làm đá kê chân cho hắn thôn phệ, ghét thì quá đáng tiếc. Bốn người dường như cảm nhận hàn ý trong mắt Lục Lâm Thiên, trong lòng bất chi bất giác không ngờ lại sợ hãi, muốn chạy trốn. Qua đây đi! Lục Lâm Thiên lạnh nhạt quát một tiếng. Trong Tử Lôi Huyền Đỉnh bốn người này sao có thể thoát khỏi tay Lục Lâm Thiên? Thân thể bốn người lập tức không thể nhúc nhích, thân ảnh Lục Thiếu Du cũng nhanh chóng hiện lên trước mặt Vũ Vương nhất trọng kia. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía người này. Một Vũ Vương nhất trọng, hai Vũ Vương tứ trọng,
trong đó có một người dường như là Vũ Vương tứ trọng đỉnh phong. Còn có một Linh Vương tam trọng, Lục Lâm Thiên phỏng đoán, bốn người này có lẽ cũng là tán tu tiếng tăm lừng lẫy. Bốn người này không ngờ lại gia nhập Linh Vũ giới, hình như đây cũng là lần đầu tiên Lục Lâm Thiên thôn phệ người của Linh Vũ giới. Bị ánh mắt Lục Lâm Thiên tập trung vào người, vẻ mặt bốn người kinh hãi, trong lòng có cảm giác sợ hãi khó hiểu. Không biết có thể đột phá tới Vũ Vương tứ trọng hay không? Lục Lâm Thiên thầm nói, hiện tại hắn đã là Vũ Vương tam trọng, nếu muốn đột phá tới Vũ Vương tứ trọng, cỗ năng lượng cần cực kỳ kinh người. Có ba Vũ Vương này ở đây, thế nhưng chân khí của Vũ Vương nhất trọng đối với hắn mà nói không đề thăng được bao nhiêu thực lực. Hai Vũ Vương tứ trọng trong đó có một Vũ Vương tứ trọng đỉnh phòng, không biết có thể chống đỡ cho hắn đột phá lên Vũ Vương tứ trọng hay không. Đan điền của hắn cực kỳ khổng lồ, mà khi luyện hóa chân khí người khác còn phải loại bỏ tạp chất, chỗ tốt hắn nhận được chỉ có 1/10, muốn thôn phệ ba người này đột phá tới Vũ Vương tứ trọng mà nói, dường như có chút khó khăn. Nói xong, Lục Lâm Thiên lập tức có động tác. Trong ánh mắt kinh hãi của Vũ Vương nhất trọng kia, trong tay Lục Lâm Thiên có một đạo thủ ấn được ngưng tụ. Từ trong lòng bàn tay có một cỗ chân khí hóa thành một dòng xoáy, một cỗ hấp lực lớn từ lòng bàn tay Lục Thiếu Du xuất hiện, trong nháy mắt bàn tay chụp lên thiên linh cái của Vũ Vương nhất trọng kia. Âm Dương Linh Vũ Quyết. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, thôi động Âm Dương Linh Vũ Quyết. Một cỗ hấp lực lớn từ trong lòng bàn tay hắn bạo phát. Khuôn mặt Vũ Vương nhất trọng kia lập tức dữ tợn. Chân khí nhanh chóng bị thôn phệ. Chân khí bàng bạc từ trong người kéo tới tay Lục Lâm Thiên, ngay cả hồn anh trong đầu hắn cũng bị kéo ra. Lập tức tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du. Chỉ là lúc này đại hồn anh đang luyện hóa hồn anh của Hỷ Vô Thường, mà hồn anh Lục Lâm Thiên thôn phệ tới cũng không làm cho đại hồn anh chú ý, tiểu hồn anh chớp mắt xoay tròn, tự động luyện hóa. Chỉ là đại bộ phận chỗ tốt đối với linh hồn đều bị kim đao màu vàng trực tiếp cướp đoạt. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Vũ Vương nhất trọng này đã trở thành một cỗ thây khô. Dưới linh hỏa trong tay Lục Lâm Thiên lập tức hóa thành cho tàn. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của ba người còn lại, Lục Lâm Thiên lại đánh ra một đạo chảo ấn chụp lên người Vũ Vương tứ trọng kia. Tiếp tục thôn phệ, trải qua nửa canh giờ nữa, hai Vũ Vương tứ trọng liên tiếp bị Lục Lâm Thiên thôn phệ thành thây khô. Linh Vương tam trọng còn lại lúc này kinh hãi tới cực hạn nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra, trong lòng hắn khiếp sợ và kinh hãi tới vô cùng. Bởi vì hắn phát hiện ra, Lục Thiếu Du đang thôn phệ chân khí người khác biến thành của mình. Mà công pháp này dường như có không ít chỗ tương tự với công pháp mà người trong giới ai cũng tha thiết mơ ước. Công pháp này tựa hồ còn mạnh hơn không ít. Mà lúc này sắc mặt Lục Lâm Thiên đã đỏ lên. Thôn phệ chân khí ba người khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác no đủ, nếu không có bất diệt huyền thể thì hắn có lẽ đã bị bạo thể mà chết rồi. Lục Lâm Thiên cũng hoàn toàn không để ý tới cảm giác no đủ khi thôn phệ chân khí. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện tại tràn ngập sự khiếp sợ, bởi vì khi thôn phệ chân khí của ba Vũ Vương này đồng thời Lục Thiếu Du cũng thi triển siêu linh thuật. Từ trong đầu ba người Lục Thiếu Du biết được một ít chuyện của Linh Vũ giới, ba người này tuy rằng đều là Vũ Vương, thế nhưng địa vị trong giới cũng không cao, cũng tuyệt đối không thấp. Chuyện của Linh Vũ giới bọn họ cũng không biết quá nhiều. Chỉ là trong đó có một chuyện khiến cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Ba người này vốn quả thực chính là tán tu nổi danh, gia nhập Linh Vũ giới hơn chục năm. Ba người này gia nhập Linh Vũ giới cũng là bởi vì trong Linh Vũ giới có một bộ công pháp. Công pháp này có thể trực tiếp thôn phệ linh lực và chân khí của người khác để đột phá. Thế nhưng ba người này cho tới hiện tại còn chưa thu được bộ công pháp kia. Thế nhưng dưới sự trợ giúp của Linh Vũ giới, thực lực của ba người này mấy năm nay tăng lên nhanh chóng. Hơn chục năm trước ba người chỉ là Vũ Xuất Bát Trọng mà thôi. Hiện tại đã là Vũ Vương Tứ Trọng, cũng có thể nói là hài lòng. Linh Vũ giới có công pháp thôn phệ chân khí và linh lực sao? Lục Lâm Thiên suy nghĩ, công pháp này giống như Âm Dương Linh Vũ Quyết của hắn. Lẽ nào công pháp này có liên quan tới Âm Dương Linh Vũ Quyết? Đáng tiếc ba người này chưa từng tu luyện qua, bằng không hắn có thể điều tra một chút. Trước tiên luyện hóa một chút. Suy tư một lát. Lục Lâm Thiên cũng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Linh Vương tam trọng kia mà lắc mình đi tới một gian thạch thất. Sau khi ngưng thần tĩnh khí, Lục Lâm Thiên lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa số chân khí thôn phệ vào trong cơ thể. Sau khi bỏ đi tạp chất, số chân khí kia lập tức hóa thành chân khí của Lục Thiếu Du tiến vào trong đan điền. Cỗ chân khí bàng bạc được thôn phệ tới này cũng không ít khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười.
Một lát sau, quanh thân Lục Lâm Thiên được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt, lập tức tiến vào trong trạng thái luyện hóa. Thời gian bắt đầu chậm rãi trôi qua. Đông Hải lớn bao nhiêu đối với mọi người mà nói cũng không có một khái niệm rõ ràng. Mọi người chỉ biết là Đông Hải vô cùng rộng lớn, giống như vô cùng vô tận. Lớn tới mức không gì sánh được, rộng tới mức chưa từng có ai đi tới tận cùng, bởi vì dọc đường nguy hiểm trọng trọng, không phải có dũng khí là có thể đi tới tận cùng được. Trong hải vực cũng có không ít lục địa và đảo nhỏ. Cũng có một ít đất liền rộng lớn, coi như là cưỡi yêu thú phi hành, sợ rằng mấy ngày cũng không đi hết được. Trên một ngọn núi, một thân ảnh xinh đẹp nhìn về hải vực phía trước, y phục màu đỏ trên người tung bay, trong lòng dường như đang có tâm sự. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia hiện lên sự ngưng trọng. Ai? Thân ảnh xinh đẹp kia khẽ thở dài, trong ánh mắt hiện lên sự ngưng trọng và bất đắc dĩ. Sư phụ, con tới rồi. Một thân ảnh màu cam xuất hiện, dung nhan tuyệt mỹ, xinh đẹp trẻ trung, quyến rũ, chính là Đạm Đài Tuyết Phi. Thân ảnh xinh đẹp kia quay đầu lại, bộ y phục màu đỏ trên người bao phủ thân thể linh lung, quyến rũ. Người này chính là Mị Linh Vương Mộ Dung Lan Lan. Nhìn Đạm Đài Tuyết Phi, Mộ Đun Lan Lan nói. Tuyết Phi, hôm nay gọi con tới đây là muốn cho con chuẩn bị một chút, bắt đầu tiếp nhận chức vị đảo chủ của Thiên Vân Đảo. Sư phụ, chuyện này không thể, thực lực của con còn thấp. Không thể đảm nhiệm chức vị đảo chủ Thiên Vân Đảo. Đạm Đài Tuyết Phi sửng sốt, chuyện này khiến cho nàng vô cùng nghi hoặc. Vi sư đã quyết định rồi, có lẽ các thái thượng trưởng lão cũng không phản đối. Khi trước sư phụ tiếp nhận chức vị đảo chủ Thiên Vân Đảo thì còn chưa có thực lực như con hiện tại. Con chuẩn bị tiếp nhận chức vị đảo chủ đi, cũng không cần để ý quá mức tới chuyện này. Nhớ kỹ, chức vị đảo chủ Thiên Vân Đảo đối với con mà nói chỉ là tôi luyện, tu luyện mới là thứ quan trọng nhất. Mộ Dung Lan Lan nói. Đệ tử hiểu. Đạm Đài Tuyết Phi thấy sư phụ đã quyết định cho nên lập tức gật đầu, ánh mắt khẽ đổi, mở miệng hỏi. Sư phụ, người muốn bế quan sao? Đúng, vi sư định bế quan một đoạn thời gian. Mộ Dung Lan Lan nói. Trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, quang mang quanh thân Lục Lâm Thiên thu lại, đồng thời, miệng thở ra một ngụm chọc khí. Phù! Chọc khí được thở ra, hai mắt Lục Lâm Thiên mở, khí tức trên người đúng như lo lắng của Lục Lâm Thiên chỉ đạt Vũ Vương tam trọng đỉnh phong, còn kém một chút mới có thể đột phá. Ba Vũ Vương, hai Vũ Vương tứ trọng, sau khi bỏ đi tạp chất, số năng lượng chân khí không đủ để cho Lục Thiếu Du đột phá tới Vũ Vương tứ trọng. Mà chuyện này chủ yếu cũng là do đan điền của Lục Thiếu Du so với người có tu vi đồng cấp mạnh hơn nhiều. Còn kém một bước a. Lục Lâm Thiên nhíu mày, còn kém một bước là hắn có thể đột phá tới Vũ Vương tứ trọng. Vũ Vương tứ trọng và Vũ Vương tam trọng, hơn kém nhau chỉ một trọng thế nhưng thực lực lại hoàn toàn không giống như vậy. Trước tiên đột phá thì hơn. Lục Lâm Thiên quyết định. Thực lực của mình vẫn thiếu. Đột phá một trọng mà nói thì tỷ lệ bảo trụ tính mạng của hắn và đào thoát lại lớn hơn một chút. Chân Nguyên Đan. Trong tay Lục Lâm Thiên lập tức xuất hiện một viên đan dược màu tím. Chân Nguyên Đan, đây chính là đan dược lục phẩm trung giai hậu kỳ đỉnh phong. Giá trị không thua đan dược thất phẩm hậu giai bình thường. Nếu như ném viên đan dược này ra bên ngoài trao đổi mà nói, Vũ Vương bình thường sợ rằng sẽ không có ai không muốn dùng đan dược thất phẩm hậu giai để đổi lấy nó. Thân là linh giả, Lục Lâm Thiên từng nghiên cứu ngọc giản về đan dược mà Nam Thúc giao cho hắn. Lai lịch của chân nguyên đan này Lục Lâm Thiên vô cùng rõ ràng. Chí ít loại đan dược này hiện tại hắn còn chưa thể luyện chế được. Huống chi đan dược như chân nguyên đan này tuy rằng là lục phẩm trung giai, thế nhưng tài liệu luyện chế cực kỳ kinh khủng. Trong đó có ba loại tài liệu chủ yếu chính là thiên niên bạch thuật, thủ ô ngàn năm, còn có ngũ diệp linh chi ngàn năm. Ba loại tài liệu này vô cùng kinh khủng, chính là tài liệu chủ yếu để luyện chế ra một viên yêu linh đan thất giai trung kỳ thổ hệ. Chân nguyên đan này không có tác dụng gì nhiều, công hiệu chủ yếu chính là đề thăng chân khí. Thứ Lục Lâm Thiên thích nhất cũng chính là loại đan dược đề thăng chân khí này. Loại đan dược như vậy cực kỳ hiếm thấy, cho dù là lục phẩm cũng vô cùng hiếm gặp. Đan dược thất phẩm thì vô cùng ít ỏi. Nhưng mà chân nguyên đan này cũng có một yêu cầu, đó là chỉ có vũ giả thổ hệ mới có thể sử dụng. Đương nhiên yêu cầu này đối với Lục Lâm Thiên hoàn toàn không có chút khó khăn nào. Bởi vì bản thân Lục Lâm Thiên cũng chính là vũ giả thổ hệ. Người dùng chân nguyên đan này có người nói có thể trực tiếp đề thăng một trọng chân khí, vũ vương cấp thấp thì hiệu quả càng lớn.
Đan dược thất phẩm trung giai đỉnh phong bình thường sợ rằng vũ vương nhất, nhị trọng bình thường cũng không dám ăn vào. Bởi vì một khi ăn vào sẽ có khả năng bạo thể mà chết. Mà chân nguyên đan này chính là đan dược mà Lục Lâm Thiên thu được ở trong Tử Lôi Huyền Đỉnh khi còn ở Huyền Thiên Bí Canh. Khi trước thu được một khỏa chân nguyên đan này, Lục Lâm Thiên trực tiếp thu vào trong chiếc nhẫn chữ vật ẩn giấu. Cũng tìm thời gian thích hợp để sử dụng. Biết rõ năng lượng bên trong chân nguyên đan cho nên thời điểm còn là vũ vương nhị trọng Lục Lâm Thiên vẫn cố gắng nhẫn nại, tuy rằng có bất diệt huyền thể thế nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm. Giờ phút này hắn đã là vũ vương tam trọng đỉnh, khoảng cách tới vũ vương tứ trọng cũng chỉ kém một bước. Hơn nữa gần đây lại cần đề thăng thực lực cho nên Lục Lâm Thiên không do dự nữa. Chân nguyên đan này hắn muốn sử dụng, cứ để nó bên người coi như cũng không có công dụng gì khác. Một khi dùng đan dược này đủ để cho hắn đột phá, thậm chí. Khóe miệng Lục Lâm Thiên mỉm cười, trong lòng có chút chờ mong. Sau đó lập tức đem khỏa đan dược màu tím tràn ngập năng lượng bàng bạc này vào trong miệng. Đan dược tiến vào miệng, một cỗ năng lượng bàng bạc khuếch tán. Sắc mặt Lục Lâm Thiên lập tức đỏ ửng, thủ ấn trong tay được kết, bắt đầu luyện hóa cỗ năng lượng bàng bạc trong chân nguyên đan, quanh thân lập tức được một đám quang mang bao phủ. Cứ như vậy khí tức trên người Lục Lâm Thiên lần nữa được kéo lên, chậm rãi luyện hóa. Quang mang trên người ngày càng đậm. Sử dụng chân nguyên đan này Lục Lâm Thiên bắt đầu có chút kinh ngạc. Năng lượng bàng bạc trên chân nguyên đan này so với trong tưởng tượng của hắn còn bàng bạc hơn không ít. Chân nguyên đan này quả thực là đồ tốt. Thời gian lặng lẽ trôi qua, khí tức quanh thân Lục Lâm Thiên không ngừng kéo lên. Gợn sóng trong không gian chung quanh không biết từ khi nào đột nhiên ba động. Quang mang chung quanh Lục Lâm Thiên đại thịnh. Chỉ một lát sau, quang mang màu vàng quanh người Lục Lâm Thiên ngày càng đậm. Mà lúc này trên da hắn cũng có quang mang nhàn nhạt tràn ra, có vẻ vô cùng huyền ảo. Đột nhiên một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa đột nhiên hội tụ tới. Lúc này cũng không có ai thấy được, trên bầu trời hải vực vô biên đột nhiên có năng lượng trong thiên địa bị dẫn dắt chui vào trong hải vực tạo thành một dòng xoáy lớn phía dưới. Ba động như vậy khiến cho vô số yêu thú trong nước cảm nhận được. Những yêu thú thực lực thấp đều bị áp chế tới mức không thể nhúc nhích. Những yêu thú có thực lực C cao đều bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Loại ba động mạnh mẽ này có lẽ là bảo vật xuất thế cũng không nhất định. Trong bầu trời hải vực có một cỗ năng lượng trong thiên địa cuộn trào mãnh liệt. Từng đạo năng lượng vô hình trong thiên địa cấp tốc ngưng tụ. Trên hải vực trực tiếp hình thành một dòng xoáy, đương nhiên, tất cả chuyện này cũng không có người nào phát hiện ra. Trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, khí tức quanh thân Lục Lâm Thiên càng ngày càng mạnh. Dưới năng lượng thiên địa cuồn cuộn rót vào trong cơ thể, toàn bộ cơ thể bắt đầu tiến hành lột xác và cường hóa nho nhỏ. Loại cường hóa này dựa trên cơ sở bất diệt huyền thể, cơ thể lần nữa được tăng cường. Vô số lỗ chân lông đều đang tham lam thôn phệ năng lượng trong thiên địa vào cơ thể. Quá trình này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi rồi tiêu tán. Mà lúc này Lục Lâm Thiên đã là vũ vương tứ trọng. Dưới sự trùng kích của chân nguyên đan, rốt cuộc Lục Lâm Thiên đã đột phá tới vũ vương tứ trọng. Tuy rằng đã đột phá vũ vương tứ trọng thế nhưng còn chưa kết thúc. Năng lượng của chân nguyên đan trong cơ thể Lục Lâm Thiên còn chưa luyện hóa hết. Cỗ năng lượng bên trong chân nguyên đan cực kỳ bàng bạc, bạch thuật ngàn năm, thủ ô ngàn năm còn có ngũ diệp linh chi ngàn năm lại thêm một viên yêu đan thổ hệ thất giai trung kỳ đỉnh mới luyện chế ra khỏa đan dược này. Cỗ năng lượng bàng bạc kia khiến cho Lục Lâm Thiên không ngừng luyện hóa. Lục Thiếu Du phỏng đoán. Cỗ năng lượng bàng bạc này sợ rằng có thể so với số chân khí bên trong cơ thể của cường giả Vũ Vương lục trọng. Luyện hóa. Lục Lâm Thiên đột phá tới Vũ Vương tứ trọng, nếu như là cường giả Vũ Vương khác sợ rằng sẽ kích động không ngớt. Thế nhưng Lục Lâm Thiên lại không có một chút kích động nào. Hắn đã gặp rất nhiều siêu cấp cường giả, cho nên Lục Thiếu Du biết thực lực của mình còn xa mới đủ. Bầu trời hải vực lại yên ả trở lại, Lục Lâm Thiên tiếp tục luyện hóa. Thế nhưng xung quanh hải vực có không ít yêu thú bị kinh động, bắt đầu phóng tới phiến hải vực này không ngừng tìm kiếm chung quanh. Trong Đông Hải rộng lớn vô biên, tại một nơi cách đó khá xa, bốn người Tiểu Long, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Như Hoa một đường phi hành rốt cuộc cũng thấy đất liền, một mảnh đất liền vô cùng lớn. Đây là nơi nào? Trên lưng Phi Thiên Ngô Công, Lục Tâm Đồng nhìn xuống phía dưới. Phía xa có những ngọn núi liên miên. Ở giữa có không ít kiến trúc mênh mông không thấy điểm cuối. Trên ngọn có vô số cây cối tỏa ra sinh cơ nồng đậm. Ở trong hải vực có thể thấy được một mảnh lớn đất liền này quả thực khiến cho mọi người kinh ngạc.
Cũng không biết còn bao lâu mới tới Vạn Đảo Nhai. Chúng ta cũng chưa tới đó bao giờ, không bằng xuống bên dưới hỏi một chút đi. Tiểu Long chớp mắt rồi nói. Phương hướng cụ thể của Vạn Đảo Nhai mọi người cũng không biết. Ngay cả Quỳ Long Như Hoa cũng không biết. Mọi người hiện tại chỉ đi theo phương hướng đại khái mà thôi. Từ phía xa nhìn thấy mảnh đất liền lớn, Phi Thiên Ngô Công cũng thu hồi thân hình to lớn, bốn người lập tức lăng không đáp xuống một địa phương không người rồi mới đi về phía trước. Sát biên giới đất liền còn có một hải cảng lớn, chu vi chung quanh có vô số con thuyền lớn không ngừng qua lại, dường như cực kỳ phồn hoa. Mọi người chậm rãi đi về phía trước, sau khi đi qua một con đường đá lớn, một cửa thành cao hơn 10 thước hiện lên trước mặt mọi người. Đồng thời trước cửa hàng còn có mấy trăm người mặc khôi giáp đứng gác. Những người này luôn nhìn chằm chằm về phía trước, khí tức cường hãn trên người tràn ra. Tu vi đám người này đều là vũ sư không ngờ lại đi trông cửa thành, có thể thấy được nơi này cũng không đơn giản chút nào. Bốn người cũng không để ý. Mặc kệ đây là thế lực gì, bốn người cũng không cần lo lắng. Còn chưa có thế lực nào mà bốn người sợ hãi, huống chi bốn người không phải tới đây đánh nhau mà chỉ muốn hỏi đường mà thôi. Bốn người đi vào cửa thành, trong tiếng thấp giọng nghị luận của mọi người bốn người mới biết được. Đây chính là địa bàn của Nhật Sát Các, Nhật Sát Các chính là một trong tứ các tứ đảo, thế lực cũng không nhỏ. Trên đường vô cùng náo nhiệt, dòng người đông đúc, tuy rằng đang tìm kiếm lão đại, thế nhưng hai tiểu tham ăn như Lục Tâm Đồng và Tiểu Long cũng không quên dừng lại thưởng thức món ngon. Mấy ngày này bọn họ chưa từng chạm đất một lần nào, lúc nào cũng ở trong trạng thái khẩn trương, lo lắng. Lúc này có thể ăn một bữa cơm ngon đối với hai người mà nói, cũng giảm bớt đi sự lo lắng một chút. Sau khi tìm thấy một tửu điểm phồn hoa náo nhiệt nhất, mọi người lập tức tiến vào. Ở trong nơi náo nhiệt như vậy mọi người cũng nghe được một chút tin tức. Tiểu Nhị tiến lên, ánh mắt liếc qua Lục Tâm Đồng vài lần, lập tức cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo, giống như ngay cả linh hồn cũng phải run rẩy vậy. Tiểu Long và Lục Tâm Đồng gọi không ít điểm tâm. Tâm thần tràn ra không ngừng nghe ngóng chuyện mà mọi người đang nghị luận. Mấy tin tức này đối với bốn người mà nói cũng không có bao nhiêu công dụng. Nghe nói linh trì của thiên đảo sắp mở ra, lúc này đã có không ít người đi tới thiên đảo. Mỗi khi chân linh thánh quả trên thiên đảo thành thục thì linh trì sẽ được mở ra. Có thể tiến vào trong đó thu được một khỏa chân linh thánh quả thì có thể khiến cho thực lực đề thăng không ít. Ngươi đừng mơ, bằng vào thực lực của chúng ta chỉ ở ngoài con đường. Muốn tiến vào trong thiên đảo là chuyện không có khả năng. Trong Nhật Sát Các này mỗi một lần chân linh thánh quả thành thục đều bị đệ tử Nhật Sát Các giành lấy. Ai nói vậy, 30 năm trước có đệ tử Thanh Sa Bang nhận được một khỏa. 10 năm trước cũng có một người nhận được một khỏa. Chỉ có một khỏa mà thôi, những khỏa còn lại đều bị đệ tử Nhật Sát Các thu lấy. Sợ cái gì, chúng ta cũng đi thử vận khí một phen. Dù sao đi nữa nơi này cũng không cách quá xa. Nói không chừng chúng ta còn nhận được một khỏa, đến lúc đó thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn. Tiểu Long và Lục Tâm Đồng nghe vậy lập tức nhìn nhau rồi mỉm cười. Tâm Đồng, Tiểu Long, lẽ nào hai người? Dương Quá nhìn biểu tình trên mặt hai người lập tức nói. Chúng ta còn phải tìm nhị đệ a. Dương Quá đại ca, chúng ta đi xem chân linh thánh quả này là vật gì một chút mà thôi. Đến lúc đó nếu như đáng giá để chúng ta xuất thủ thì cho dù chậm vài ngày đi Vạn Đảo Nhai cũng không sao. Tiểu Long chớp mắt rồi cười hắc hắc, đối với bảo vật mà nói, nó không bao giờ hết hứng thú. Được rồi, nếu như đáng giá để xuất thủ thì chúng ta mới ra tay. Dương Quá nói, bảo vật có thể tăng cường thực lực hắn cũng cảm thấy hứng thú. Yêu Hoàng, chân linh thánh quả này ta có biết một chút. Quỳ Long như hoa nhíu mày. Nghe nói tới chân linh thánh quả nàng lập tức nhớ tới dường như mình đã nghe yêu vương trong khu vực khác nhắc qua việc này. Ồ, ngươi nói cho ta nghe một chút. Tiểu Long lập tức hứng thú hỏi Như Hoa. Ta đã từng nghe yêu vương khu vực khác nhắc qua về cái tên này. Chân linh thánh quả quả thực vô cùng bất phàm. Có người nói nếu như yêu thú thất giai dùng nó có thể đề thăng không ít tu vi. Vì vậy mỗi một lần linh trì của thiên đảo mở ra sẽ có không ít yêu thú tham gia cướp giật chân linh thánh quả. Như Hoa suy nghĩ một lát rồi nói. Từ miệng Như Hoa, ba người Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá rốt cuộc cũng hiểu một chút về lai lịch của chân linh thánh quả. Chân linh thánh quả này 10 năm mới kết quả một lần, mỗi lần chỉ có 9 khỏa. Dùng một viên, Linh Vương, Vũ Vương và yêu thú thất giai đều nhận được không ít chỗ tốt. Bảo vật này hẳn là không tồi, chúng ta đi nhìn xem một chút.
nói không chừng sau khi lão đại nhận được tin tức cũng sẽ đi tới đó. Tiểu Long nghe xong lập tức nói với Lục Tâm Đồng và Dương Quá. Nghe Tiểu Long nói, Lục Tâm Đồng và Dương Quá cũng không phản đối. Chân linh thánh quả thành thục, Lục Tâm Đồng và Dương Quá cũng muốn đi xem một chút. Hơn nữa, nói không chừng Lục Lâm Thiên sẽ thực sự đi tới đây. Bằng vào sự hiểu biết của bọn họ về Lục Lâm Thiên mà nói. Chỉ cần nghe được tin tức, có chỗ tốt bực này Lục Thiếu Du nhất định sẽ phóng tới. Sau khi bốn người ăn xong, Lục tính tiền thưởng cho tiểu nhị không ít. Lại lập tức hỏi thăm đường đi tới thiên đảo. Hóa ra thiên đảo cách nơi này không xa, nó ở ngay chỗ sâu trong đại lục này. Ra khỏi thành, nếu như thuê yêu thú phi hành chỉ mất nửa tháng mà thôi. Đương nhiên nơi cho thuê yêu thú phi hành chỉ là yêu thú phi hành nhị giai mà thôi. Ở nơi này chỗ nào cũng có chỗ cho thuê yêu thú phi hành. Mà dùng tốc độ của Phi Thiên Ngô Công mà nói, sợ rằng chỉ mất một ngày một đêm đã tới. Bốn người ra khỏi thành rồi lại tiếp tục cưỡi Phi Thiên Ngô Công đi theo hướng về thiên đảo mà tiểu nhị đã chỉ. Có bảo vật xuất hiện khiến cho trong lòng đám người Tiểu Long có chút chờ mong. Trong Tử Lôi Huyền Đỉnh cực kỳ yên tĩnh, không có một ai tới quấy rồi. Trong thế giới yên tĩnh này, thời gian trôi qua giống như cát chảy, lặng lẽ không một tiếng động. Trong Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng không có biến hóa ngày đêm giống như bên ngoài. Đặc biệt là trong lúc Lục Lâm Thiên tu luyện, thời gian ở nơi này dường như không đáng nhắc tới. Chỉ trong chớp mắt đã trôi qua mấy ngày. Lục Lâm Thiên hoàn toàn chìm đắm trong việc luyện hóa. Cỗ năng lượng bàng bạc bên trong đan dược đủ để khiến cho Lục Lâm Thiên không ngừng luyện hóa. Dưới trạng thái này, khí tức quanh thân Lục Thiếu Du đang không ngừng lớn mạnh và kéo lên. Không gian chung quanh nơi Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi đã bắt đầu ba động. Một cỗ năng lượng thổ hệ từ quanh người Lục Lâm Thiên tuôn ra, sau đó giống như một sợi tơ lượn lờ quanh người Lục Thiếu Du, cuối cùng theo hô hấp của Lục Thiếu Du mà tiến vào trong cơ thể, không ngừng tuần hoàn. Quang mang quanh người Lục Thiếu Du càng ngày càng đậm. Ngày càng nhiều năng lượng thổ hệ tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên, quang mang quanh thân Lục Lâm Thiên ngày càng chói mắt. Lúc này Lục Lâm Thiên rốt cuộc cũng đột phá lần hai. Năng lượng còn lại của chân nguyên đan đủ để giúp hắn từ Vũ Vương tứ trọng đột phá tới Vũ Vương ngũ trọng. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng không biết bởi vì hắn lần nữa đột phá khiến cho cả hải vực rung động. Năng lượng thiên địa bàng bạc khiến cho cả hải vực cuồn cuộn. Dưới cỗ năng lượng trong thiên địa không ngừng rót vào, cơ thể Lục Lâm Thiên nhanh chóng phát sinh biến hóa. Mỗi một lần đột phá đan điền đều mở rộng. Đan điền mở rộng, số chân khí có thể chứa bên trong cũng tăng trưởng gấp bội. Mà cùng lúc đó, kinh mạch, cơ thể, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Lục Lâm Thiên đều được cường hóa. Lục Lâm Thiên đột phá, ba động chung quanh ngày càng kịch liệt. Toàn bộ không gian tràn ngập năng lượng bàng bạc trong thiên địa. Mà thân thể Lục Lâm Thiên giống như một vòng xoáy tham lam thô phệ năng lượng chung quanh thu vào trong thân thể của mình. Mà khi tất cả bình tĩnh trở lại, một tia năng lượng cuối cùng trong thiên địa tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên thì một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn tràn ra rồi lập tức bị thu vào trong cơ thể. Không gian lần nữa yên tĩnh trở lại. Phù. Mãi một lúc lâu sau, một ngụm chọc khí từ trong miệng Lục Lâm Thiên được thở ra. Gợn sóng trong không gian trước người hắn bị đánh văng ra. Hai mắt nhắm chặt của Lục Lâm Thiên bỗng nhiên mở ra, một cỗ khí thế cường hãn từ trong cơ thể phô thiên cái địa bạo phát. Khí thế so với trước đây còn mạnh mẽ hơn gấp mấy lần, gợn sóng trong không gian rung động không ngừng. Vũ Vương ngũ trọng rồi. Cảm nhận không gian được mở rộng trong đan điền và chân khí mạnh mẽ hơn gấp mấy lần, Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười. Từ Vũ Vương tam trọng đột phá tới Vũ Vương ngũ trọng khiến cho Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng thực lực của hắn so với lúc còn là Vũ Vương tam trọng đã mạnh hơn không chỉ mấy lần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Siêu. Hai tay nắm lại, không gian chung quanh nắm tay trực tiếp vặn vẹo. Lúc này Lục Lâm Thiên có lòng tin tuyệt đối, tuy rằng đối phó với Vũ Tôn, Linh Tôn nhất trọng không được. Thế nhưng nếu như gặp phải Linh Vương bát trọng như Không Linh Vương mà nói, hắn hoàn toàn không cần cố kỵ. Thả lỏng hai tay, khóe miệng Lục Lâm Thiên mang theo chút tiếu ý, sau đó tâm thần đảo qua đan điền của bản thân. Sau khi liên tiếp độ phá, đan điền của hắn lần thứ hai được mở rộng. Đan điền hắn vốn đã lớn lúc này càng thêm khổng lồ. Nhìn đan điền khổng lồ của bản thân, Lục Lâm Thiên phỏng đoán, chỉ bằng vào đan điền mà nói, sợ rằng Vũ Vương thất trọng cũng chỉ được như thế mà thôi. Đan điền có thể so sánh với Vũ Vương thất trọng, cảm nhận chân khí bàng bạc trong đan điền,
hiện giờ Lục Lâm Thiên chắc chắn chỉ bằng thực lực của bản thân, muốn ghét Vũ Vương ngũ trọng tuyệt đối dễ dàng. Dùng thực lực bản thể muốn ghét Vũ Vương lục trọng có được hay không Lục Lâm Thiên cũng không biết. Thế nhưng muốn làm Vũ Vương lục trọng bị thương nặng sợ rằng cũng không phải vấn đề quá lớn. Dù sao đánh chết và làm bị thương nặng là hai chuyện hoàn toàn khác xa nhau. Mà chống lại Vũ Vương thất trọng, chỉ bằng vào thực lực của bản thể, lúc này Lục Lâm Thiên tuyệt đối không có một chút cố kỵ nào. Về phần có thể chống lại tới đâu Lục Lâm Thiên cũng không dám chắc. Dù sao hắn còn chưa thử qua. Thế nhưng nếu như thi triển một ít thủ đoạn mà nói, hiện tại Lục Thiếu Du ở trước mặt Vũ Vương bát trọng tuyệt đối có thể chính diện chống lại. Cho dù là Vũ Vương cửu trọng thì tuyệt đối cũng không thể làm gì được hắn. Mỗi một lần đột phá, bất diệt huyền thể của hắn sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Bởi vì bất diệt huyền thể hoàn toàn dựa vào thực lực của hắn mà đề cao. Còn chưa đủ, phải tiếp tục tăng cường. Đường cường giả mình còn chưa đi được bao xa. Sau khi vui vẻ Lục Lâm Thiên lập tức tự dội cho mình một gáo nước lạnh, so với nữ tử tuyệt mỹ kia, còn có phó giới chủ của Linh Vũ Giới, thực lực của hắn hoàn toàn chỉ là trẻ con. Sau khi nhìn qua đan điền, Lục Lâm Thiên lại xem xét trong đầu mình. Hồn anh của ba vũ vương đều bị luyện hóa trở thành linh lực bàng bạc. Đại bộ phận linh lực bàng bạc đều bị kim đao màu vàng thôn phệ, số còn lại tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng cũng là năng lượng linh hồn khiến cho tiểu hồn anh cũng nhận được không ít chỗ tốt. Linh hồn lực mạnh hơn, chỉ cần liều mạng thì dùng tu vi linh vương tứ trọng hiện tại, Lục Lâm Thiên cũng không sợ linh vương lục trọng. Sau khi luyện hóa không ít thiên tài địa bảo, lại không ít hồn anh, lại thêm việc không sợ công kích linh hồn. Thế nhưng Lục Thiếu Du rất ít khi dùng linh hồn công kích, bởi vì hắn không dám tùy ý thi triển loại thủ đoạn này. Lúc này đại hồn anh còn đang tiếp tục luyện hóa hồn anh của Hỷ Vô Thường, khí tức đang chậm rãi tăng lên. Cỗ linh hồn lực bàng bạc kia kết hợp với sát khí khiến cho đại hồn anh cực kỳ đáng sợ. Tất cả đều khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng thỏa mãn, lúc này tu vi chân khí và linh lực của hắn đều được đề thăng không ít. Siêu! Thân hình Lục Lâm Thiên lần nữa xuất hiện tại một chỗ khác trong không gian. Xuất hiện ngay trước người linh vương tam trọng kia. Linh vương tam trọng này đột nhiên kinh ngạc sau đó miệng kêu lên một tiếng thảm thiết, sau nửa canh giờ đã hóa thành một cỗ thây khô. Ồ! Lúc này Lục Lâm Thiên đột nhiên ồ lên một tiếng, ở bên ngoài Tử Lôi Huyền Đỉnh không ngờ có không ít yêu thú trong nước. Những yêu thú này chỉ có một ít yêu thú lục giai và ngũ giai mà thôi, Lục Lâm Thiên cũng không để ý. Thôn phệ linh vương tam trọng này xong Lục Lâm Thiên cũng không định luyện hóa. Dù sao trên đường đi tới vạn đảo nhai hắn luyện hóa cũng không muộn, lúc này cũng nên đi tìm đám người Tiểu Long và Tâm Đồng. Trong hải vực có không ít yêu thú đang tìm kiếm thứ gì đó. Ba động mạnh mẽ khiến chúng nó cho rằng trong hải vực xuất hiện bảo vật. Trong giây lát có một đạo lưu quang màu tím từ bên trong một dải đá ngầm lao ra. Một cỗ uy áp kinh người bỗng nhiên phủ xuống dọa cho những yêu thú có thực lực thấp phủ phục. Những yêu thú thực lực cao còn lại lập tức chạy trốn. Trong hải vực yên bình đột nhiên có ba động rất nhỏ xuất hiện, một đạo thân ảnh nhảy lên khỏi mặt nước, đồng thời ở bên hông có một đạo lưu quang màu trắng phóng lên cao. Giống. Thân ảnh thiên sĩ tuyết sư lập tức hiện lên trên không trung. Một tiếng rít gào trầm thấp vang vọng, ở trong thú nang quá lâu khiến cho thiên sĩ tuyết sư có chút nghẹn khuất. Tuyết sư, đi vạn đảo nhai. Lục Lâm Thiên ngồi trên lưng thiên sĩ tuyết sư rồi nói. Vâng, chủ nhân. Hai cánh rung động đem theo cơn gió mạnh mẽ, thiên sĩ tuyết sư lập tức hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt bắn về phía xa. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Lâm Thiên. Luyện hóa cỗ linh lực được thôn phệ vào trong cơ thể. Linh lực của linh vương tam trọng không tính là khổng lồ, thế nhưng cũng không ít. Thủ ấn được kết, Lục Thiếu Du bắt đầu luyện hóa. Trải qua nhiều ngày như vậy, Lục Lâm Thiên phỏng đoán có lẽ người linh vũ giới không còn ở gần đây tìm kiếm hắn nữa. Coi như tạm thời không có nguy hiểm, chỉ là nếu như gặp phải phó giới chủ kia, vậy thì cũng coi như nhân phẩm của hắn có vấn đề. Linh trì thiên đảo trong khu vực Đông Hải tuyệt đối là một nơi có danh tiếng vang dội. Mà ở trong phạm vi của Nhật Sát Các, sợ rằng không có ai không biết tới thiên đảo linh trì này. Thiên đảo linh trì, 10 năm mở ra một lần. Mỗi 10 năm trong linh trì có một loại chân linh thánh quả thành thục. Mỗi một lần chỉ có 9 quả. Đồn rằng Vũ Vương cùng Linh Vương sau khi dùng đều có thể tăng cường tu vi. Coi như là yêu thú thất giai dùng cũng có hiệu quả không ít. Bởi vậy mỗi một lần linh trì mở ra trong Đông Hải có vô số yêu thú chen chúc tụ tập tới.
Đối với thiên đảo linh trì này, Nhật Sát Các vốn muốn phong tỏa, chỉ cho đệ tử trong môn tiến vào mà thôi. Thế nhưng sự mê hoặc của chân linh thánh quả cũng không nhỏ. Hơn nữa, ngàn năm trước người phát hiện ra cũng không phải là người của Nhật Sát Các, Nhật Sát Các chỉ lừa gạt tới tay mà thôi. Khi đó thực lực của Nhật Sát Các còn chưa khổng lồ như hiện tại khiến cho vô số người tức giận. Cho nên mỗi một lần thiên đảo linh trì mở ra, chân linh thánh quả thành thục thì Nhật Sát Các sẽ mở rộng thiên đảo linh trì để cho tất cả mọi người có thể đi vào. Thế nhưng chỉ có tổng cộng 9 người đến trước mới có thể nhận được chân linh thánh quả. Thực lực của Nhật Sát Các càng ngày càng lớn mạnh, cường giả trong môn như mây. Những năm gần đây mỗi một lần thiên đảo linh trì mở ra, chân linh thánh quả trên cơ bản đều trở thành vật trong túi của đệ tử Nhật Sát Các. Có cực ít người ngoài thu được chân linh thánh quả. Thứ hai là bởi vì chuyện này đã trở thành quy củ, mỗi một lần chân linh thánh quả thành thục, Nhật Sát Các sẽ mở thiên đảo linh trì ra, đồng thời Nhật Sát Các cũng rèn luyện đệ tử mới. Cho nên mỗi một lần thiên đảo linh trì mở ra, đều là việc trọng đại trong phạm vi thế lực của Nhật Sát Các. Đương nhiên người ngoài muốn đi vào thiên đảo linh trì cũng có quy củ nhất định. Thứ nhất, thực lực tuyệt đối không thể vượt quá Vũ Vương Ngũ Trọng và Linh Vương Ngũ Trọng. Thứ hai, sau khi tiến vào thiên đảo linh trì không được động thủ tranh đoạt, bằng không cường giả Nhật Sát Các sẽ ra tay giết chết. Bằng thế lực của Nhật Sát Các hiện tại đương nhiên không có ai dám làm trái. Dù sao đi nữa sau khi tiến vào linh trì mọi người cũng không tranh đoạt với nhau. Chỉ có 9 người đầu tiên mới thu được chân linh thánh quả, một người luyện hóa một khỏa là được rồi. Ai cũng biết, dùng một khỏa chân linh thánh quả thứ hai hoàn toàn không có một chỗ tốt nào, tu vi còn có thể bị tụt lùi. Truyền rằng mấy ngàn năm trước đã có người của Nhật Sát Các thử qua, kết quả là phải hối hận không ngớt. Khi đám người Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Như Hoa đi tới thiên đảo linh trì này thì cực kỳ kinh ngạc. Dọc đường đi 4 người cũng hỏi thăm qua một chút tin tức, thiên đảo linh trì này kỳ thực chỉ là một hòn đảo mà thôi. Thế nhưng độ lớn của nó lại khiến cho đám người Tiểu Long phải sợ hãi than. Đồng thời tạo hình của nó cực kỳ đặc biệt, tục truyền, ở giữa hòn đảo nhỏ này có một hòn đảo khổng lồ khác, giống như là một ngọn núi chọc trời cho nên mọi người mới gọi là thiên đảo. Mà linh trì kia nằm ở ngay trên thiên đảo. Đám người Tiểu Long sợ hãi than là bởi vì mảnh đảo nhỏ phía trước mặt bọn họ hoàn toàn bị sương mù dày đặc bao phủ. Một mảnh lục địa vô biên đột nhiên xuất hiện một đám hải vực lớn. Hải vực này giống như là một hải vực được cắt ra từ trong Đông Hải. Bốn phía có núi vây quanh, mà ở giữa hải vực này chính là thiên đảo. Trong hải vực này sóng nước cuồn cuộn, trên sóng nước mang theo không ít sương mù, khi nhìn về phía trước. Bằng vào thực lực của mấy người cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đại khái cảnh tượng phía trước một chút, còn đâu không nhìn rõ được cảnh vật bên trong. Nhiệt độ ở đây dường như không giống bình thường. Phi Thiên Ngô Công thu hồi thân thể cao lớn, bốn người đáp xuống chân núi, rơi vào bờ cát trên biển. Chung quanh bốn người hiện tại có không ít người, thậm chí gần đó còn có không ít khí tức ba động, có không ít người ở phụ cận. Đại ca, đây là nước nóng. Lúc này Lục Tâm Đồng mới kinh ngạc phát hiện ra, nước biển này không ngờ lại là nước sôi. Làn sương màu trắng bên trên ngay từ đầu Lục Tâm Đồng còn tưởng rằng là sương mù, thế nhưng khi chạm vào Lục Tâm Đồng mới phát hiện ra, nước biển này vô cùng nóng, cỗ sương mù màu trắng kia là hơi nước. Nước biển này tuy rằng còn chưa tới mức sôi trào, thế nhưng nhiệt độ sợ rằng người thường chạm vào sẽ bị phỏng tay, nơi này không ngừng có nhiệt độ từ trong nước tỏa ra. Ồ, địa phương thật đặc biệt. Dương Quá khom lưng sờ tay vào nước, trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc. Vị tiểu thư này có lẽ không biết, mỗi 10 năm khi chân linh thánh quả thành thục thì nước trong hải vực này sẽ nóng lên. Sợ rằng tới 2 ngày sau, nước biển chung quanh sẽ trực tiếp sôi trào. Có người nói chuyện này có liên quan tới chân linh thánh quả. Thế nhưng tình huống cụ thể không có một ai biết được. Trước người 5 người có một thanh niên mặc y phục màu trắng lên tiếng, phong độ bất phàm, tuổi chừng 20. Trong lúc mơ hồ tỏa ra khí tức âm nhu. Thực lực tuy rằng đã thu liễm thế nhưng không giấu được đám người Dương Quá và Lục Tâm Đồng. Tu vi linh xuất cửu trọng tuyệt đối được coi là bất phàm. Mà phía sau thanh niên này còn có 2 lão giả và 2 nam tử trung niên. Khí tức 4 người cường hãn, không giống như người bình thường. Tâm thần Lục Tâm Đồng tỏa ra, thực lực 4 người này cũng không thấp. Đều đạt tới cấp bậc Vũ Vương, 2 lão giả kia một người là Vũ Vương tứ trọng. Một người là Vũ Vương ngũ trọng. 2 trung niên kia một người là Vũ Vương nhất trọng, một là Vũ Vương nhị trọng. Bên người người này không ngờ lại có 4 Vũ Vương,
sợ rằng lai lịch cũng bất phàm. Lục Tâm Đồng cũng phải chú ý một chút. Chúng ta đi thôi. Lục Tâm Đồng không để ý tới người này mà nói với Tiểu Long và Dương Quá. Tiểu thư, không biết chúng ta có thể làm quen một chút được không? Ta gọi là Dương Tử Tùng, không biết tiểu thư tên gọi là gì? Thanh niên mặc y phục màu trắng mỉm cười, báo ra tên tuổi bản thân, dường như có vẻ vô cùng đắc ý. Điều này cũng phải, bởi vì thanh niên này chính là thiếu chủ của Thiên Hạp Đảo, Thiên Hạp Đảo coi như ở trong địa bàn Nhật Sát Các cũng có thanh danh hiển hách. Chỉ tiếc bốn người Lục Tâm Đồng cũng không để ý tới người này, ánh mắt Lục Tâm Đồng trầm xuống, nói. Ngươi tránh ra cho ta, bằng không ngươi sẽ phải hối hận. Không ngờ tiểu thư lại dữ dằn như vậy. Dương Tử Tùng luôn luôn kiêu ngạo, tự phụ, nhìn thấy Lục Tâm Đồng nói vậy tuy rằng có chút tức giận, thế nhưng thoạt nhìn càng cảm thấy có chút ý vị. Dung nhan tuyệt mỹ, khí chất cao quý như vậy hắn chưa từng gặp qua một ai như nữ tử này cho nên thân hình hắn không lùi mà còn đi tới trước người Lục Tâm Đồng. Nhìn thấy người này không lùi mà còn đứng chắn trước người mình, Lục Tâm Đồng lập tức nhíu mày, thủ ấn trong tay đột nhiên được kết. Thân ảnh xinh đẹp bỗng nhiên nhảy lên, cánh tay mang theo thanh âm trầm thấp hung hăng đánh về phía Dương Tử Tùng kia. Lục Tâm Đồng đột nhiên xuất thủ khiến cho sắc mặt mấy vũ vương sau lưng Dương Tử Tùng đại biến. Mà Dương Tử Tùng lúc này đã không có thời gian do dự, cảm nhận khí tức Lục Tâm Đồng phóng ra, cỗ lực lượng kinh khủng kia khiến cho hắn không dám ngạnh kháng. Thân hình vội vàng lui về phía sau một bước, cánh tay không ngừng biến ảo, linh lực bạo phát, một đạo trưởng ấn phá không lập tức bắn ra. Thế nhưng đạo trưởng ấn kia của Dương Tử Tùng không ngờ lại bất phàm, ngay khi trưởng ấn sắp va chạm với trưởng ấn của Lục Tâm Đồng thì cánh tay hắn run lên, thân thể hơi nghiêng một cái. Trưởng ấn xẹt qua nắm tay của Lục Tâm Đồng, trực tiếp đánh về phía Lục Tâm Đồng, không ngờ lại khiến cho kình khí trên tay Lục Tâm Đồng giảm đi không ít. Lục Tâm Đồng mỉm cười, cánh tay đột nhiên biến đổi, lần nữa nắm chặt. Nắm tay dương lên cao rồi đột nhiên gợn sóng trong không gian quanh đôi tay rung động. Lập tức bắn về phía Dương Tử Tùng. Nhìn Lục Tâm Đồng có phản ứng nhanh như vậy, Dương Tử Tùng cũng không phải là bị thịt, tu vi linh xuất cửu trọng cũng không phải là kẻ yếu. Cảm giác của linh hồn cũng cực kỳ cường hãn, sợ rằng so với người có tu vi đồng cấp còn mạnh hơn một chút. Quả thực cũng có chút tiền vốn để tự phụ, thân thể trong nháy mắt thối lui, trường ấn quay về, đánh về phía Lục Tâm Đồng. Rõ ràng phản ứng và tốc độ của Lục Tâm Đồng khiến cho hắn giật mình. Phanh phanh, một trường một quyền va chạm với nhau rồi trực tiếp nổ tung. Thanh âm chói tai vang lên, trên bờ cát, thân thể Dương Tử Hùng bị đẩy lùi về phía sau ba bước mới ngưng lại. Thế nhưng lúc này bộ y phục màu trắng sạch sẽ kia đã bị dính không ít đất cát, có vẻ chật vật vô cùng. Lục Tâm Đồng cũng bị đẩy lùi ba bốn bước, dường như có chút bình thủ với Dương Tử Hùng. Chỉ là ba người Tiểu Long, Dương Quá, Như Hoa biết rõ. Lục Tâm Đồng vừa rồi ngay cả một phần mười khí lực cũng không xuất ra. Không biết nhà đầu này cố ý làm vậy là có ý gì? Hừ, chỉ có thể thôi sao? Lục Tâm Đồng ổn định thân thể rồi mỉm cười nghênh ngang đi về phía ba người Tiểu Long, Dương Quá, Như Hoa. Thiếu đảo chủ, những người này có chút bất phàm. Chúng ta tốt hơn không nên trêu vào thì hơn. Nói không chừng thế lực phía sau bọn họ cũng không nhỏ. Lão giả Vũ Vương ngũ trọng sau lưng Dương Tử Hùng nhìn vào bóng lưng mấy người, ánh mắt có vẻ vô cùng nghi hoặc và kinh ngạc nói. Thực lực mấy người này không ngờ ngay cả hắn cũng không nhìn thấu được một ai. Thiếu nữ vừa mới xuất thủ kia, tuổi tác không lớn, thế nhưng không ngờ thực lực lại bất phàm như vậy. Thiếu nữ này hẳn còn ẩn tàng thực lực, người có thể bồi dưỡng ra đệ tử như vậy, sợ rằng cũng chỉ có thế lực như tứ các tứ đảo. Còn có nữ tử khuôn mặt không quá xinh đẹp kia hẳn là yêu thú. Nhìn qua không giống như vũ giả và linh giả. Ánh mắt Dương Tử Hùng một mực nhìn vào bóng lưng đám người Lục Tâm Đồng, ánh mắt biến ảo bất định, nữ tử tuyệt mỹ như vậy hắn không muốn buông tha. Thiếu chủ, thiên đảo sắp mở ra, chúng ta nên chuẩn bị đoạt chân linh thánh quả, chung quy không thể để cho Nhật Sát Các lấy đi toàn bộ. Lão giả Vũ Vương Tứ Trọng kia nói, Tâm Đồng, dường như chúng ta đã tới sớm, dường như còn chục ngày nữa thiên đảo mới có thể mở ra. Dương Quá đem tâm thần tỏa ra chung quanh, lúc này ở chung quanh bọn họ tụ tập không ít người. Đều là người đang chờ đợi tiến vào thiên đảo, thế nhưng lúc này dường như vẫn còn quá sớm. Vậy chờ một chút là được, đã tới rồi thì không thể tay không mà về. Lục Tâm Đồng nói xong lập tức nói với Tiểu Long. Tiểu Long, người có cảm thấy ca ca ở gần đây hay không?
không, lão đại hẳn không có ở chỗ này. Chúng ta chờ một chút đi, nói không chừng lão đại đang trên đường tới đây. Tiểu Long nói, nếu như lão đại ở gần đây thì nó sẽ lập tức cảm ứng được. Thế nhưng hiện tại dường như lão đại cũng không có ở bên ngoài thiên đảo. Được rồi, Tâm Đồng, dường như vừa rồi ngươi lại chơi ám chiêu đúng không? Tiểu Long chớp mắt rồi hỏi Lục Tâm Đồng. Để cho hắn nếm chút vị đắng là được rồi, không lấy mạng hắn là ta đã quá khách khí rồi. Lục Tâm Đồng đắc ý cười, nàng sao có thể đơn giản bỏ qua người nọ? Đây không phải là phong cách thường ngày của nàng. Tam muội, ra bên ngoài cố gắng không nên gây sự. Nên độ lượng một chút thì tốt hơn, việc tìm nhị đệ quan trọng hơn, không nên gây chuyện là tốt nhất. Dương Quá nói với Lục Tâm Đồng. Muội biết rồi đại ca. Lục Tâm Đồng bất đắc dĩ nói. Vị đại ca này so với ca ca, tính cách hoàn toàn khác nhau. Chúng ta tìm một chỗ đặt chân đi. Dương Quá nói xong, bốn người lập tức tìm kiếm chung quanh một hồi. Cuối cùng bốn người cũng tìm được một ngọn núi, chiếm cứ một vị trí không tồi. Thế nhưng cách đó hơn trăm thước cũng có không ít người đều đang chờ đợi thiên đảo mở ra. Trong bầu trời xanh thẳm, một đạo lưu quang màu trắng trong nháy mắt xẹt qua trên không trung. Tốc độ và độ cao không giống như yêu thú phi hành bình thường. Phù! Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm chọc khí. Dọc đường đi, linh lực thôn phệ từ người linh vương tam trọng kia đều bị Lục Thiếu Du luyện hóa. Trước đó tu vi linh lực của hắn còn chưa đến linh vương tứ trọng trung kỳ. Sau khi luyện hóa xong cỗ linh lực trong người, tu vi đã tới linh vương tứ trọng trung kỳ. Trong đầu, hồn anh của linh vương tam trọng kia cũng bị luyện hóa, linh hồn lực lại một lần nữa nhận được không ít chỗ tốt. Chỉ là đại bộ phận chỗ tốt đều bị kim đao màu vàng thôn phệ. Lục Lâm Thiên phấn khởi, cảm nhận linh lực tràn đầy và linh hồn lực không kém, tâm thần hắn ngưng tụ, bắt đầu bao phủ về phía kim đao màu vàng. Hắn muốn thử xem lần này có thể làm kim đao màu vàng di động hay không. Tử Lôi Huyền Đỉnh chính là thần khí, hắn chỉ có tu vi Vũ Vương tam trọng mà cũng có thể miễn cưỡng thôi động. Đương nhiên, đây còn xa mới là uy lực mạnh nhất của Tử Lôi Huyền Đỉnh, thế nhưng chỉ ít Lục Lâm Thiên đã thôi động được nó. Vì vậy Lục Lâm Thiên rất muốn biết, hiện tại tu vi đã là Linh Vương tứ trọng, hắn có thể di chuyển được kim đao màu vàng này hay không? Linh lực bao trùm lên kim đao, thế nhưng kết quả lập tức khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ bất đắc dĩ. Bởi vì kim đao màu vàng gần tiểu hồn anh hoàn toàn giống như một ngọn núi lớn, mặc kệ hắn làm thế nào đều không thể khiến cho lay động nửa phần. Đây rốt cuộc là vật gì? Lục Lâm Thiên không khỏi kinh ngạc, kim đao màu vàng này rốt cuộc là vật gì, vì sao hiện tại tu vi của hắn là linh vương tứ trọng lại không thể di chuyển nửa phần? Hiện tại ngay cả Tử Lôi Huyền Đỉnh hắn cũng có thể thôi động được. Chẳng lẽ là bởi vì chưa luyện hóa? Sau khi nghi hoặc một lát, Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể suy đoán như vậy. Hắn có thể thôi động Tử Lôi Huyền Đỉnh là bởi vì Tử Lôi Huyền Đỉnh đã nhận hắn làm chủ, mà kim đao màu vàng này rõ ràng còn chưa nhận hắn làm chủ. Ngay cả nó là vật ra sao Lục Lâm Thiên cũng không biết được. Quên đi. Cuối cùng Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể buông tha. Dù sao đi nữa kim đao màu vàng kia chỉ cần thủ hộ linh hồn của hắn là được, khi đó hắn cũng không cần lo lắng tới linh hồn của mình. Mọi chuyện cứ để đó tính sau. Vốn hành trình từ Lưu Tô Đảo tới Vạn Đảo Nhai cũng không cần thời gian quá dài, thế nhưng bị Lăng Thanh Tuyền mang về phân đà linh vũ giới cho nên phương hướng hoàn toàn bị mất. Hiện tại Lục Lâm Thiên cũng chỉ biết được phương hướng đại khái mà thôi. Về phần lúc nào mới có thể tới được Vạn Đảo Nhai Lục Lâm Thiên cũng không biết. Điều chỉnh tâm tình một phen, Lục Lâm Thiên tiếp tục tu luyện vũ kỹ. Năm bộ vũ kỹ địa cấp thủy hệ trọng thủy kết giới. Hỏa hệ tề thiên liệt địa chảo đều được Lục Lâm Thiên tu luyện tới tiểu thành. Thế nhưng vũ kỹ địa cấp sơ giai phong hệ tử vong phong bạo, thổ hệ địa đại vô ảnh cước, còn có mộc hệ chân linh cấm không trưởng Lục Thiếu Du còn chưa từng thi triển qua. Thủ ấn được kết, Lục Lâm Thiên lập tức tu luyện, từng đạo thủ ấn không ngừng biến hóa. Không gian phía trước lập tức ba động. Ồ! Trong lúc tu luyện ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức có chút kinh ngạc. Có lẽ là bởi vì hắn từ Vũ Vương tam trọng đột phá lên Vũ Vương ngũ trọng cho nên tu luyện vũ kỹ địa cấp sơ giai nhanh hơn không ít. Những bình chứng khi tu luyện vũ kỹ lúc trước đều bị giải quyết dễ dàng. Điều này khiến cho Lục Lâm Thiên vui mừng không ngớt. Bằng tốc độ tu luyện hiện tại, sợ rằng ba loại vũ kỹ địa cấp sơ giai này rất nhanh sẽ có một chút thành tựu. Trong lúc tu luyện, Lục Lâm Thiên cũng chậm rãi phát hiện ra. Theo tu vi đề cao,
sự khống chế của hắn đối với năng lượng thuộc tính càng cao, cũng vì như vậy cho nên trong lúc tu luyện vũ kỹ địa cấp càng thêm thuận lợi. Tu vi và lĩnh ngộ hỗ trợ lẫn nhau, một thứ cũng không thể thiếu. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, tu vi bản thân và lĩnh ngộ xem ra có hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như lĩnh ngộ chưa đủ thì không có cách nào đột phá. Tu vi không thể đột phá thì lĩnh ngộ sẽ gặp phải không ít hạn chế. Nói chung tu vi và lĩnh ngộ hỗ trợ lẫn nhau, đối với lĩnh ngộ, hiện tại Lục Lâm Thiên chỉ biết, lĩnh ngộ càng mạnh thì tu luyện vũ kỹ càng dễ. Trong lúc đột phá cũng không có bao nhiêu cản trở. Về phần những thứ khác Lục Lâm Thiên cũng không nghe ai giảng giải qua. Thế nhưng trong lúc mơ hồ Lục Thiếu Du có thể tự cảm giác được, sau khi lĩnh ngộ tới tận cùng, tuyệt đối có tác dụng lớn. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên tiếp tục tu luyện vũ kỹ. Đối với việc tu luyện vũ kỹ, Lục Thiếu Du cực kỳ chú ý, không dám qua loa, một khi chưa tới mức hắn thỏa mãn thì sẽ không tùy tiện thi triển. Bằng không sẽ tạo cho người khác cơ hội. Trong lúc giao thủ, bất luận một sai lầm nào cũng sẽ tạo thành một hậu quả nghiêm trọng. Nếu như thực lực hai người không kém nhau bao nhiêu thì người sai lầm kia sẽ trả giá bằng tính mạng của mình. Lục Lâm Thiên chìm đắm trong tu luyện vũ kỹ, thời gian lần nữa trôi qua. Trong một ngọn núi lúc này có hơn chục đạo thân ảnh cực kỳ bối rối, ánh mắt mọi người đều đang nhìn về phía một thanh niên mặc y phục màu trắng. Mà thanh niên mặc y phục màu trắng kia toàn thân màu đen, vô cùng tương phản với y phục trên người. Là nữ nhân kia hạ độc, nhanh tìm cho ta mấy người kia. Trong mắt thanh niên kia hiện lên sự kinh hãi. Hắn thân là linh xuất cửu trọng, vốn tưởng rằng mình có thể giải độc, thế nhưng không ngờ độc tính hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Căn bản không thể giải được, độc tính giống như là tay với chân, căn bản không thể bị bài trừ ra ngoài cơ thể, càng động vào càng nghiêm trọng. Vâng, mọi người lập tức phân tán tìm kiếm, thiếu đảo chủ mà xảy ra chuyện gì thì bọn họ gặp phiền phức lớn. Ngoài thiên đảo, hơi nước trong hải vực càng ngày càng đậm. Hơi nước bốc lên không trung hóa thành sương mù đậm đặc. Nước trong biển cuồn cuộn, mà ở trong nước nhiệt độ đang không ngừng tăng lên, mặt nước như sôi trào. Trong sóng nước sôi trào mang theo một mùi hương nhàn nhạt khiến cho trong lòng mọi người cực kỳ thoải mái. Trên ngọn núi, lúc này đám người Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá đều đang khoanh chân ngồi, cùng chờ thiên đảo mở ra. Chung quanh lúc này có không ít người nói chuyện, đám người Tiểu Long cũng thu được không ít tin tức hữu dụng. Tâm Đồng, Tiểu Long, lúc tiến vào thiên đảo phải cẩn thận một chút, đến lúc đó không nên phân tán. Dương Quá nói với hai người. Từ trong miệng mọi người chung quanh hắn biết được lúc thiên đảo mở ra không bình thường. Khắp nơi đều là sương mù quỷ dị, cho dù là Vũ Vương cũng khó mà nhìn thấy phía trước cách đó trăm thước. Bên trong còn có không ít nguy hiểm từ trong thiên nhiên, còn có không ít yêu thú, lại phải đề phòng nhân loại đánh lén cướp đoạt. Loại chuyện này mấy lần trước không lần nào là không xảy ra. Mỗi một lần thiên đảo mở ra, người bất phàm ngã xuống bên trong cũng không ít, đây cũng coi như một nơi tôi luyện tốt. Chúng ta cẩn thận một chút là được. Lục Tâm Đồng cũng không dám sơ ý. Con mắt híp lại nhìn về trung tâm thiên đảo nơi sương mù dày đặc bao phủ. Phương hướng đó chính là nơi tọa lạc của Linh Trì. Lúc này từ bên trong nàng có thể cảm giác được không gian hơi vặn vẹo. Hiển nhiên có một cỗ năng lượng bàng bạc đang nhanh chóng lan tràn. Tất cả phải cẩn thận một chút, không thể xảy ra chuyện gì, cho dù không thu được chân linh thánh quả cũng không sao. Chỉ cần người còn là tốt rồi. Dương Quá nói, nếu như lão đại ở đây thì chân linh thánh quả này sợ rằng sẽ là vật trong túi của chúng ta. Ánh mắt Tiểu Long chợt lóe, nó chưa từng rời khỏi lão đại lâu như vậy. Không biết ca ca hiện tại thế nào rồi, có lẽ đã thoát khỏi nguy hiểm, ta nhất định phải mau chóng đề cao thực lực, sau này không cần e ngại thiên vân đảo, linh vũ giới nữa. Lục Tâm Đồng khẽ mở miệng, trong mắt bắn ra hàn ý. Tâm Đồng. Thực lực của muội đã rất kinh khủng rồi. Dương Quá nói. Nhị đệ có linh khí phi hành địa cấp, hẳn sẽ chạy thoát được. Nhất định sẽ không có việc gì. Yêu Hoàng, chung quanh cũng có không ít cường giả. Ánh mắt như hoa đảo qua chung quanh, trong tâm thần của nàng lập tức cảm nhận được một đám khí tức mịt mờ. Trong lòng nàng lập tức kinh dị, bên trong đám khí tức mịt mờ kia dường như còn có không ít Vũ Vương, Linh Vương cấp thấp, dường như còn có khí tức yêu thú thất giai. Vũ Vương, Linh Vương không ít, còn có yêu thú thất giai, Vũ Xuất, Linh Xuất thì càng nhiều. Dương Quá nhíu mày, không nghĩ tới lực hấp dẫn của chân linh thánh quả này lại lớn như vậy. Không
không ngờ lại hấp dẫn được nhiều cường giả như vậy. Xem ra lần tranh đoạt chân linh thánh quả này sẽ xảy ra không ít huyết chiến. Trong lòng hắn lập tức có chút lo lắng. Hiện tại thân là lão đại, đương nhiên hắn phải có trách nhiệm chiếu cố Tâm Đồng và Tiểu Long, mặc dù hắn biết, thực lực của mình còn không bằng Tâm Đồng, về phần Tiểu Long thì càng không cần phải nói. Lực phòng ngự của Tiểu Long đã tới một trình độ vô cùng đáng sợ. Chỉ mấy vũ vương, linh vương cấp thấp mà thôi, thực lực có lẽ không thể tiến thêm được nữa mới tới đây hy vọng thu được chân linh thánh quả để đột phá. Lục Tâm Đồng nhíu mày, trong tâm thần của nàng cảm nhận được chu vi có không ít người tới. Thế nhưng nàng cũng không để trong lòng, lập tức nói. Thế nhưng phải chú ý người của Nhật Sát Các một chút, dù sao ở đây cũng là địa bàn của bọn họ. Thực lực của Nhật Sát Các cũng không yếu, hẳn là có thể so sánh với Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông. Mặc kệ là ai, một khi dám ngăn cản ta thu được chân linh thánh quả thì ta sẽ không để yên cho kẻ đó. Ánh mắt Tiểu Long không ngừng biến ảo, chu miệng nói. Tiểu Long, không thể gây sự, chí ít, người của Thiên Sát Các chúng ta không nên động vào thì tốt hơn. Lục Tâm Đồng nói, nhà đầu này tuy rằng không sợ trời không sợ đất, thế nhưng lúc này cũng phải cố kỵ. Gần đây bị Thiên Vân Đảo và Linh Vũ Giới đuổi bắt, nếu như lại chọc thêm một quái vật lớn như Nhật Sát Giáo thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Mà đây lại là địa bàn của Nhật Sát Giáo, cho nên càng không thể động thủ trên đầu Thái Tuế. Lục Tâm Đồng lo lắng tuyệt đối có cơ sở, Nhật Sát Giáo có thể trở thành một trong tứ các tứ đảo đủ để nói rõ thực lực của Nhật Sát Giáo này. Hơn nữa nơi này lại là địa bàn của bọn họ, có câu nói cường long không áp được địa đầu xà. Thực lực của bọn họ cũng không mạnh lắm, ở chỗ này sợ rằng ngay cả Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông tới cũng phải nể mặt Nhật Sát Giáo ba phần. Trừ phi là não ngập nước, bằng không cũng không có ai muốn đắc tội với bọn họ. Tới địa bàn của người khác thì phải cúi đầu, đây là đạo lý bình thường. Ta biết, ta sẽ không đi chọc vào người khác. Tiểu Long ngẩng đầu rồi nói, trong lòng lại không cho là vậy. Bằng vào tính cách của Tiểu Long, sợ rằng sẽ không sợ một ai cả. Mọi người lập tức yên tĩnh chờ đợi, bắt đầu điều tức. Có như hoa hộ pháp cho nên mọi người vô cùng yên tâm. Thời gian trôi qua, người vì thiên đảo mà tới càng ngày càng nhiều, thực lực cao thấp đều có. Việc trọng đại bực này, chỉ cần người biết đến tin tức thì lập tức sẽ tới giúp vui. Nhân số ngày càng nhiều, tiếng nghị luận của mọi người hội tụ tạo thành thanh âm ồn ào vang trời. Thời gian chậm rãi trôi qua, tất cả mọi người đều điều tức, không quấy rối người khác. Cũng không có ai muốn đi quấy rối người khác, những người muốn đi tới gần đều bị Như Hoa trừng mắt rồi lập tức thối lui. Vì vậy cho nên phía dưới ngọn núi này lập tức đông nghịt người. Chỉ có không gian trăm thước bên cạnh bốn người là không có ai tiến vào mà thôi. Mà có kết quả như vậy không biết là do khí tức của Như Hoa dọa hay là dung nhan của nàng khiến cho không ai dám tới gần. Thời gian mấy ngày rất nhanh đã trôi qua, thời gian càng lúc càng tới gần. Phía xa, không gian chung quanh thiên đảo bị sương mù dày đặc bao phủ bắt đầu vặn vẹo. Càng lúc càng mơ hồ, mà lúc này, nước biển phía dưới bắt đầu cuồn cuộn. Mặt nước trong mấy ngày gần đây không ngờ lại dâng cao lên 30 thước. Cảnh này khiến cho không ít người sao động, dưới sự mê hoặc của chân linh thánh quả khiến cho mắt vô số người đỏ rực. Ai mà không muốn thu được một khỏa chân linh thánh quả để tăng cường thực lực cơ chứ? Trực tiếp tăng cường thực lực, loại mê hoặc như vậy đối với mỗi một tu luyện giả mà nói, đều khó có thể chống lại. Một ngày nữa lại trôi qua, ba người Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá tu luyện mấy ngày, hoàn toàn quên mục đích mình tới đây là vì cái gì. Màn đêm bao phủ trời cao, ánh trăng nhàn nhạt, gió biển gào thét mang theo sự nóng bỏng. Ánh trăng lạnh lẽo từ trên trời chiếu xuống, soi sáng một mảnh núi non. Như Hoa vẫn ngồi đó, tâm thần tỏa ra chung quanh. Động tĩnh chung quanh không thể thoát khỏi tâm thần của nàng. Siêu! Một tiếng xé gió đột nhiên vang lên trong bầu trời đêm. Thanh âm này tuy rằng rất nhỏ thế nhưng không thoát khỏi sự cảm ứng của Như Hoa. Hai mắt nàng lập tức mở ra, trong mắt nàng xuất hiện một đạo thân ảnh đang đánh tới. Muốn chết! Tính tình Như Hoa vốn nóng nảy, người này lại đánh lén khiến cho nàng giận dữ. Bàn tay khẽ vỗ một cái, thân thể giống như lưu quang bắn về phía trước, đánh về phía thân ảnh đang đánh tới kia. Trong tay mang theo một đạo trưởng ấn nhanh chóng bành trướng rồi đánh xuống. Cẩn thận! Trong nháy mắt lưu quang quanh thân ba người Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Dương Quá chợt lóe, trực tiếp đánh lên, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Là yêu thú thất giai trung kỳ.
Cảm nhận khí thế trên người như hoa, ánh mắt thân ảnh đang đánh lén tới kia lập tức đại biến. Một đạo quyền ấn nhanh chóng được ngưng tụ, một quyền hung hăng đánh ra, va chạm với một quyền của như hoa. Phanh phanh, hai cỗ lực lượng va chạm, kình phong kinh khủng khuếch tán. Thân hình như hoa khẽ run lên, không có ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng người đánh lén kia, thân hình giống như diều đứt dây trực tiếp bắn vào một cây đại thụ. Đại thụ nứt gãy, người này lại hung hăng đập xuống núi, toàn bộ ngọn núi run rẩy. Hừ, vừa rơi xuống đất, trong yết hầu người đó vang lên tiếng rên nhẹ, sắc mặt tái nhợt. Trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, hắn thật không ngờ yêu thú này lại là yêu thú thất giai trung kỳ. Vốn ban đầu hắn nghĩ rằng bằng vào tu vi vũ vương ngũ trọng của mình một khi đánh lén đủ để chế phục mấy người này trong nháy mắt. Ai ngờ bên người những người này lại có yêu thú thất giai trung kỳ. Tứ trưởng lão, mấy đạo thân ảnh phía sau lập tức đi tới bên người vũ vương ngũ trọng bị thương kia. Đây chính là mấy vũ vương và thanh niên áo trắng mà đám người lục tâm đồng gặp ở bãi cát khi trước. Phía sau còn có hơn chục người đang chạy tới. Hừ, hóa ra là các ngươi. Ba người lục tâm đồng tiến lên, nhìn đám người đột nhiên xuất hiện, ánh mắt lập tức trầm xuống. Một cỗ hàn ý trên người nàng tràn ra, tuy rằng nàng không định gây sự, thế nhưng có người đánh lén, coi như là người Nhật sát các thì cũng không thể cứ như vậy mà buông tha cho đám người này. Huống chi đây cũng không phải là người của Nhật sát các. Là người Thiên Hạp đảo tới. Đó không phải là thiếu chủ Dương Tử Tùng của Thiên Hạp đảo sao? Còn có bốn vị trưởng lão tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão của Thiên Hạp đảo A. Bốn vị trưởng lão cùng thiếu chủ tới đây, xem ra bọn họ cũng vì chân linh thánh quả mà tới. Lần này náo nhiệt rồi, thực lực của Thiên Hạp đảo chỉ dưới Nhật sát các mà thôi, những người này không ngờ lại dám động vào Thiên Hạp đảo, lá gan quả thực quá lớn. Động tĩnh lớn vừa rồi đương nhiên đã làm kinh động đám người chung quanh. Lập tức có vô số người vây quanh. Tuy rằng dưới bóng đêm thế nhưng những người này cũng mau chóng nhận ra thân phận đám người vừa mới xuất hiện. Từ trong ngữ khí của mọi người chung quanh có thể đoán ra được, Thiên Hạp đảo này trong Đông Hải cũng có danh khí không nhỏ. Chư vị, chúng ta là người của Thiên Hạp đảo, vị này chính là thiếu chủ của Thiên Hạp đảo chúng ta. Trong tiếng nghị luận của mọi người, Dương Tử Tùng nhìn đám người Lục Tâm Đồng và Dương Quá sau đó ánh mắt chuyển sang người Lục Tâm Đồng nói. Tiểu thư, mau giao giải dược ra đây. Thiên Hạp đảo ta có thể bỏ qua chuyện này, bằng không các ngươi hẳn cũng đã biết hậu quả rồi đấy. Bốn đám người Thiên Hạp đảo đằng đằng sát khí mà tới, thế nhưng sau khi nhìn thấy thực lực của Như Hoa lập tức khách khí hơn rất nhiều. Những người này không phải dễ chọc như vậy. Con mẹ nó, Thiên Hạp đảo ngươi là thứ gì? Không ngờ lại dám uy hát tép chúng ta. Tiểu Long đã sớm không nhịn được nữa, miệng nhổ một ngụm nước bọt xuống đất. Có người dám xuất thủ đánh lén nó, khiến cho nó vô cùng tức giận. Lục Tâm Đồng nhìn vào đám người đằng đằng sát khí trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo nói. Đã biết là ta hạ độc rồi sao? Xem ra cũng không quá ngốc, vốn nếu như các ngươi cầu ta, thì có lẽ ta cũng sẽ cho các ngươi giải dược. Thế nhưng hiện tại không ngờ lại đánh lén chúng ta. Muốn giải dược sao? Chờ kiếp sau đi. Tiểu Hoa Nhi, tốt hơn ngươi đừng có chọc vào Thiên Hạp đảo chúng ta. Lập tức giao ra giải dược, bằng không các ngươi sẽ phải hối hận. Vũ Vương Tứ Trọng kia nhướng mày nói, trong lòng hắn lúc này cũng vô cùng lo lắng. Thực lực mấy người này đều bất phàm, đặc biệt là đầu yêu thú thất giai trung kỳ kia có thể dùng một chiêu đả thương tứ trưởng lão, những người này quả thực khó dây vào. Thế nhưng thiếu đảo chủ bị hạ độc, không thể trì hoãn được nữa. Lần này hắn cũng chỉ cố gắng kiên trì, hy vọng dựa vào mặt mũi của Thiên Hạp đảo để những người này giao ra giải dược. Dù sao mặt mũi của Thiên Hạp đảo ngay cả Nhật sát các cũng phải cấp 3 phần mặt mũi. Chỉ là tên Vũ Vương Tứ Trọng này cũng không biết những người trước mặt hắn, nếu như trêu vào, sợ rằng ngay cả mặt mũi của Nhật sát các đám người này cũng không cho, sao lại phải cấp mặt mũi cho Thiên Hạp các bọn hắn cơ chứ? Nực cười, hôm nay ta không giao giải dược ra thì các ngươi định làm gì ta? Lục Tâm Đồng cũng không phải là hạng người dễ lương thượng. Ý tứ uy hát tép trong lời nói của lão giả kia nàng cũng nghe ra được cho nên không thỏa hiệp. Nhanh giao ra giải dược, bằng không Thiên Hạp đảo ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thanh niên mặc y phục màu trắng kia lúc này vẻ mặt đen kịt, toàn thân đã bắt đầu phù lên, cho dù hắn là linh xuất cửu trọng cũng không thể chống lại độc của Lục Tâm Đồng. Thiên Hạp đảo là cái dám gì? Người khác sợ thế nhưng Long gia gia của ngươi còn chưa đặt vào trong mắt. Tiểu Long vô cùng lưu manh nói.
quả thực nó cũng không đặt Thiên Hạp Đảo vào trong mắt. Các ngươi đi đi, độc này không lấy mạng của ngươi, chỉ phù vài ngày, làm dung mạo biến dạng một chút mà thôi. Sau này tốt nhất đừng trêu vào chúng ta. Dương Quá cũng không muốn gây sự, so với Tiểu Long và Lục Tâm Đồng thì hắn trầm ổn hơn không ít. Quan trọng là Dương Quá luôn không thích động thủ đả thương người khác. Cái này, nghe Dương Quá nói, sắc mặt Vũ Vương Tứ Trọng và Vũ Vương Ngũ Trọng kia khẽ biến hóa. Không ngờ độc này lại không ảnh hưởng tới tính mạng của thiếu chủ. Chỉ hủy một chút dung mạo mà thôi, coi như là cấp một chút giáo huấn cho vị thiếu chủ thường ngày ngang ngược kiêu ngạo của bọn họ cũng tốt. Những người trước mắt này cũng không dễ chọc, tốt nhất không nên động thủ thì tốt hơn. Một khi động thủ sợ rằng bọn họ cũng không chiếm được tiện nghi. Cái gì, hủy dung? Nghe Dương Quá nói vậy, Dương Tử Tùng giận dữ. Hắn làm sao có thể chịu hủy dung được cơ chứ? Nhìn bộ dáng hiện tại, sợ rằng sau này bất luận một nữ nhân nào nhìn thấy hắn cũng phải hoảng sợ. Nữ nhân kia, mau giao ra giải dược. Nghe nói tới hủy dung, Dương Tử Tùng lập tức kích động, ánh mắt lạnh lẽo, một đạo chảo ấn trực tiếp khiến cho gợn sóng trong không gian vặn vẹo, ầm ầm chộp tới Lục Tâm Đồng. Thân thể phù lên kia không ngờ lại có tốc độ cực nhanh, giống như kịch độc của Lục Tâm Đồng đã ký thực lực của hắn vậy. Siêu! Đối mặt với chảo ấn của Dương Tử Tùng, Tiểu Long, Như Hoa, Dương Quá cũng không có ý tứ ngăn cản. Sắc mặt Lục Tâm Đồng không chút biến đổi. Thân ảnh chợt lóe đem theo một đạo tàn ảnh tránh khỏi công kích của Dương Tử Tùng. Mà dùng tốc độ hiện tại của Lục Tâm Đồng, Dương Tử Tùng này đương nhiên khó có thể đuổi theo được. Mắt nhìn Lục Tâm Đồng thoát khỏi phạm vi công kích, Dương Tử Tùng dường như ngày càng giận dữ. Thân hình lần nữa lao về phía Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng vừa ra tay khiến cho sắc mặt mấy vũ vương kia đại biến. Lúc này Lục Tâm Đồng ra tay đem theo lực lượng không gian khiến cho sắc mặt bọn họ đại biến. Bởi vì đây là biểu tượng của Linh Vương. Thiếu đảo chủ. Nhìn ra thực lực đại khái của Lục Tâm Đồng, Vũ Vương Ngũ Trọng kia lập tức lao thẳng về phía trước. Nếu dám đi về phía trước một bước thì ngươi nhất định sẽ chết. Thân ảnh Như Hoa lạnh lùng chắn trước người lão giả Vũ Vương Ngũ Trọng kia. Trong lời nói không có chút khách khí nào. Vũ Vương Ngũ Trọng nếu như trở lại một tháng trước mà nói đương nhiên nàng sẽ cố kỵ. Thế nhưng sau khi dùng yêu linh đan thực lực của nàng đã tiến bộ rất nhanh. Muốn đối phó với Vũ Vương Lục Trọng cũng không thành vấn đề. Lần trước đối phó với Kiếm Linh Vương của Thiên Vân Đảo là Vũ Vương Thất Trọng nàng cũng không rơi vào thế hạ phong bao nhiêu. Như Hoa chặn đường, tứ trưởng lão Vũ Vương Ngũ Trọng này lập tức không dám tiến lên. Hắn biết mình tiến lên cũng vô dụng, yêu thú thất giai trung kỳ này hắn không thể chống lại được. Giao ra giải dược, thân ảnh Dương Tử Tùng nhanh như thiểm điện phóng tới Lục Tâm Đồng. Thế nhưng mỗi khi gần đuổi kịp Lục Tâm Đồng thì thân thể của nàng lại dùng một góc độ không thể tưởng tượng được mà tác hát ra, giống như là mèo vờn chuột vậy. Ồ, thực lực của nữ tử xinh đẹp kia thật mạnh, dường như Dương Tử Tùng không phải là đối thủ của nàng ta. Không gian lực, Linh Vương. Một ít người có thực lực bất phàm đứng xem phía xa lúc này cũng nhìn ra một chút. Thực lực của Lục Tâm Đồng so với Dương Tử Tùng kia mạnh hơn không ít. Hừ, đây là tự ngươi muốn chết. Bị Dương Tử Tùng đuổi theo không bỏ, một cỗ hàn ý từ trong lòng Lục Tâm Đồng. Tràn ra, vốn nàng không muốn gây sự, thế nhưng lúc này trong lòng tràn ngập tức giận. Thủ ấn đột nhiên được kết, không gian quanh thân run rẩy, một cỗ khói độc màu đen từ trong cơ thể tuôn ra. Khi Dương Tử Tùng đánh về phía Lục Tâm Đồng, cảm nhận không gian vặn vẹo, sắc mặt hắn đại biến, khí thế của đối phương lúc này hoàn toàn khiến cho hắn run rẩy, thanh âm kinh ngạc từ trong miệng hắn vang lên. Linh Vương, thiếu đảo chủ, cẩn thận. Sát ý trong mắt Lục Tâm Đồng rất rõ ràng, tất cả mọi người trong Thiên Hạp Đảo đều có thể tưởng tượng được, lúc này cả đám không còn bình tĩnh được nữa, lập tức đánh về phía Lục Tâm Đồng. Hừ, muốn dùng nhiều người bắt nạt một người sao? Tiểu Long mơ miệng nói, nó đã sớm muộn động thủ, nếu không phải bởi vì Dương Quá đã nói qua không thể tùy tiện gây sự thì lúc này sợ rằng nó đã động thủ từ lâu rồi. Nắm tay nho nhỏ nắm chặt. Một đạo quyền ấn khiến cho không gian vặn vẹo mang theo thanh âm sắc bén đánh về phía Vũ Vương Tứ Trọng kia. Các ngươi động thủ trước, vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Dương Quá không muốn động thủ, thế nhưng nhìn thấy có người công kích tam muội khiến cho hắn lập tức nổi giận nhìn về phía Vũ Vương Nhất Trọng và Vũ Vương Nhị Trọng còn lại. Ánh mắt Dương Quá lạnh lẽo, quanh thân có một cỗ khí tức vô hình bạo phát, toàn bộ không gian tràn ngập một cỗ quang mang nhàn nhạt. Phanh phanh. Trong nháy mắt ngắn ngủi này,
Vũ Vương nhất trọng và Vũ Vương nhị trọng kia lập tức bị không gian lực phong tỏa. Thân thể đình trệ, di chuyển một bước cực kỳ khó khăn giống như phải dùng hết sức bình sinh. Ngay sau đó, Dương Quá đạp mặt đất một cái, quang mang dưới chân chợt lóe, thân ảnh phóng lên cao, hai tay mang theo hai đạo quyền ấn hung hăng đánh vào trên người hai Vũ Vương kia. Khục khục, đáng thương cho hai Vũ Vương này, thân hình trực tiếp bị đánh bay về phía xa, rồi đập vào vách núi, miệng phun ra máu tươi. Thân thể nho nhỏ của Tiểu Long cách đó không xa cũng đánh về phía Vũ Vương tứ trọng. Bàn chân đạp mạnh mặt đất một cái, thân hình giống như mũi tên rời cung, quang mang quanh thân chợt lóe, trên nắm tay mang theo lực lượng khiến cho không gian vặn vẹo, thân thể hóa thành một đạo quang mang không rõ trong nháy mắt đánh tới trước mặt Vũ Vương tứ trọng. Không xong, là yêu thú, hay linh thú. Khí tức của Tiểu Long tràn ra, Vũ Vương tứ trọng kia lập tức nhận ra Tiểu Long không phải là vũ giả, cũng không phải là linh giả. Sắc mặt đại biến, bàn tay nhanh chóng nắm lại, một cỗ chân khí nóng bỏng nhanh chóng ngưng tụ, không có một chút do dự nào trực tiếp hung hăng đánh về phía Tiểu Long. Kình phong ẩn chứa trong nắm tay khiến cho không khí bị xé rách. Một cỗ kình khí vô hình trực tiếp tạo thành một vết nứt trong không gian. Vô số tảng đá lớn dưới kình khí vô hình trực tiếp bị chấn thành từng mảnh nhỏ. Thuộc tính hỏa tràn ngập, toàn bộ không gian đột nhiên nóng bỏng. Cảm nhận thực lực của Vũ Vương tứ trọng bên trôn quyền ấn kia, sắc mặt Tiểu Long không chút biến đổi, thân thể nho nhỏ đột nhiên bay lên. Trên nắm tay mang theo quang mang màu vàng, cuối cùng ngạnh kháng với ngũ trưởng lão của thiên hạp đảo kia. Phanh phanh, tiếng trầm thấp từ chỗ hai cỗ lực lượng va chạm vang lên. Kình khí vô hình phô thiên cái địa bạo phát, thân thể Vũ Vương tứ trọng trực tiếp bị đánh bay, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trong chốt lát này trong đầu hắn vô cùng kinh hãi. Thực lực của yêu thú trong dáng vẻ thiếu niên này không ngờ lại kinh khủng như vậy. Những người này rốt cuộc có địa vị gì? Xem ra lần này thiếu đảo chủ của bọn hắn đã chọc phải khối xương cứng rồi. Đi xuống cho ta. Lục Tâm Đồng giữa không trung lúc này cũng đem một đạo quang trụ màu đen đánh vào trên người Dương Tử Tùng. Phanh! Thanh âm trầm thấp vang lên, thân thể Dương Tử Tùng vũ xuất cửu trọng nặng nề đập vào mặt đất. Trong miệng phun ra một ngụm máu đen. Ngay sau đó Như Hoa cũng đem Vũ Vương ngũ trọng kia đánh bay. Những người này có địa vị gì? Không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Nhìn thấy người của thiên hạp đảo trong chớp mắt bị chà đạp, ánh mắt mọi người hoảng hốt. Trong đó có mấy cường giả Vũ Vương A, coi như ở trong toàn bộ Đông Hải này, mấy người kia tuyệt đối là cường giả có danh tiếng. Thế nhưng lúc này bọn họ lại bị mấy người trẻ tuổi kia đánh bại vô cùng dễ dàng khiến cho bọn họ trợn mắt líu lưỡi. Ngươi muốn chết? Tiểu Long một chiêu đánh bay Vũ Vương tứ trọng xong lập tức lao về phía trước. Tiểu Long, quên đi. Thanh âm của Lục Tâm Đồng vang lên, gọi lại Tiểu Long. Tâm Đồng, không ghét bọn họ sao? Tiểu Long chu miệng nói, dường như còn chưa hết giận. Quên đi, tha cho cái mạng nhỏ của bọn họ. Lục Tâm Đồng nói, tuy rằng nàng cũng muốn ghét hết những người này. Thế nhưng nhớ tới những phiền toái gần đây gặp phải, ca ca còn chưa tìm được khiến cho nàng quyết định. Cố gắng không gây ra phiền phức gì quá lớn. Nói xong, Lục Tâm Đồng nhìn mấy Vũ Vương bị thương nặng nói. Đem thiếu đảo chủ của các ngươi mang về đi. Hôm nay ta tha cho các ngươi một mạng, đem linh lực trên người hắn tán đi thì độc tố tự giải. Nếu như muốn bảo trụ tu vi thì trong nửa tháng nhất định sẽ chết. Đây coi như là nghiêm trị đối với việc xuất thủ với chúng ta. Các ngươi tự mình giải quyết đi. Nói xong bốn người Lục Tâm Đồng nhìn nhau rồi thả người rời khỏi. Còn lại mười mấy đệ tử thiên hạp đảo bối rối nâng mấy trưởng lão bị trọng thương. Về phần Dương Tử Tùng đã bất tỉnh nhân sự. Người vây xem chung quanh ngày càng nhiều, nhìn thấy chính chủ rời đi cũng bắt đầu giải tán. Dù sao hiện tại trong khu vực quanh đây cũng có vô số người một lời không hợp là ra tay, không ít người cũng vì vậy mà chết. Tuy rằng vừa rồi người động thủ là Vũ Vương và yêu thú thất giai khiến cho mọi người kinh ngạc. Thế nhưng kinh ngạc qua đi mọi người lập tức đàm luận tới chuyện chân linh thánh quả. Dù sao thứ hấp dẫn lớn nhất hiện tại chính là chân linh thánh quả. Tâm Đồng, sao lại không ghét mấy người kia? Một lát sau, bốn người lần nữa tìm một nơi yên tĩnh để đặt chân, Tiểu Long vẫn còn đang suy nghĩ vì sao lại không giải quyết mấy người kia. Có lẽ thực lực của thiên hạp đảo cũng không kém, dù sao nơi này cũng là Đông Hải, phiền phức của chúng ta đã quá nhiều, tốt hơn nên nhẫn nhịn một chút. Sau khi thu được chân linh thánh quả rồi lập tức đi tìm ca ca quan trọng hơn. Lục Tâm Đồng nói, được rồi, coi như bọn chúng mạng lớn.
Tiểu Long Chu miệng cũng không nói gì thêm nữa. Một đêm rốt cuộc cũng trôi qua, sắc trời vừa sáng. Sương mù trên hải vực càng ngày càng đậm, sợ rằng còn đậm đặc hơn một chút. Thiên đảo phía trước lúc này đã không nhìn thấy được nữa. Cỗ sương mù đậm đặc này còn vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Còn 3 ngày nữa thiên đảo sẽ mở a. 3 ngày cuối cùng, ta đã cảm nhận được dược hương của chân linh thánh quả rồi. Bốn phía có không ít tiếng trầm thấp vang lên, 4 người lục tâm đồng nhìn phía trước, còn 3 ngày nữa mới có thể tiến vào thiên đảo. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Lâm Thiên đang nhắm mắt tu luyện bí pháp cửu chuyển thiên linh, hai mắt đột nhiên mở ra. Trong mắt hiện lên sự mừng rỡ, bởi vì trong đan điền hắn lúc này đột nhiên có một cỗ ba động thật lớn, thậm chí chu vi chung quanh mơ hồ còn có năng lượng thiên địa đang hội tụ ở bên ngoài đan điền hắn. Giống như cảnh tượng khi hắn đột phá vậy. Mà loại ba động này khiến cho Lục Lâm Thiên vui mừng không thôi, bởi vì điều này đại biểu cho một việc khiến cho Lục Lâm Thiên hưng phấn nhất. Huyết lục lần nữa tấn chức. Lục Lâm Thiên hưng phấn, tâm niệm khẽ động, một đạo huyết sắc quang mang xuất hiện trong tay. Huyết quang thu liếm, một cỗ khí tức cường hãn khuếch tán. Ngao. Khi huyết quang thu liếm, một tiếng đao minh giống như long ngâm vang vọng trong không trung. Trong bầu trời đột nhiên có một cỗ năng lượng trong thiên địa hội tụ trong không trung tại thành một dòng xoáy lớn. Siêu siêu. Năng lượng trong thiên địa tụ tập tới kia dường như bị tiếng đao minh giống như long ngâm của Tiểu Long dẫn dắt lập tức ầm ầm tiến vào trong huyết lục. Năng lượng thiên địa bàng bạc ngưng tụ tạo thành một đạo quang trụ bắn vào trên huyết lục. Được năng lượng bàng bạc rót vào, huyết lục run lên, một tiếng đao minh giống như long ngâm lần nữa vang lên. Ngao! Tiếng đao minh giống như long ngâm quanh quẩn trong không trung. Năng lượng thiên địa bàng bạc trong quang trụ khiến cho toàn thân Lục Lâm Thiên run lên. Huyết lục nằm trong tay Lục Lâm Thiên khiến cho năng lượng bàng bạc trong thiên địa rót vào huyết lục cũng lập tức tiến vào trong cơ thể hắn. Năng lượng thiên địa bàng bạc mà kinh khủng lập tức hung hăng chạy vào trong cơ thể hắn, trực tiếp đấu đá lung tung. Không xong. Trong lòng Lục Lâm Thiên lập tức cả kinh, không ngờ huyết lục tấn chức lại có thể đưa tới năng lượng thiên địa khổng lồ như vậy. Hắn cũng không ngờ năng lượng trong thiên địa lại chui vào trong cơ thể hắn. Nếu như hiện tại hắn không có bất diệt huyền thể mà nói. Sợ rằng trong nháy mắt vừa rồi đã bạo thể mà chết rồi. Năng lượng thiên địa bàng bạc không ngừng rót vào, Lục Lâm Thiên lập tức nghĩ tới việc buông huyết lục ra. Thế nhưng hắn thật không ngờ huyết lục lại như dính vào trên tay hắn, căn bản không thể bỏ ra. Trong bầu trời, cỗ năng lượng bàng bạc trong thiên địa kia trong nháy mắt từ trên huyết lục tiến vào trong cơ thể hắn. Lục Lâm Thiên cảm thấy toàn bộ thân thể mình đang bành trướng. Âm dương linh vũ quyết, luyện hóa. Loại tình huống này Lục Lâm Thiên chưa từng trải qua, cho nên vừa rồi mới sửng sốt. Thế nhưng lúc này hắn lập tức có phản ứng. Đây chính là năng lượng trong thiên địa, mỗi một lần hắn đột phá đều khiến cho năng lượng trong thiên địa kéo tới. Mà năng lượng thiên địa chỉ nói tới chung chung mà thôi. Chính xác mà nói, năng lượng thiên địa được chia thành nhiều loại. Theo Lâm Thiên lĩnh ngộ, mỗi một lần hắn đột phá đều dẫn dắt tới năng lượng trong thiên địa. Mà đó chính là năng lượng thuộc tính trong thiên địa. Hắn đột phá, trên cơ bản đều dẫn tới năng lượng thuộc tính thổ trong thiên địa. Bởi vì chủ thuộc tính của hắn là thổ hệ, vũ giả các hệ khi đột phá tấn chức, năng lượng trong thiên địa mà họ câu động tới đều là các năng lượng thuộc tính trong thiên địa. Đây chỉ là một loại trong năng lượng thiên địa mà thôi. Mà khi linh lực đột phá tấn chức, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được, cỗ năng lượng trong thiên địa kéo tới này lại không giống như của vũ giả. Đây cũng không phải là năng lượng thuộc tính trong thiên địa. Cỗ năng lượng này so với năng lượng khi linh thú đột phá dẫn tới cực kỳ tương đồng. Thế nhưng cụ thể ra sao Lục Lâm Thiên cũng không thể nói rõ. Còn có một loại khác đó chính là loại năng lượng trong thiên địa đang tiến vào trong cơ thể hắn. Đây là một loại năng lượng trong thiên địa bàng bạc nhất. Hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Thế nhưng nếu tỉ mỉ tìm kiếm lại không thể tìm ra, có vẻ vô cùng huyền ảo. Mà trong lòng Lục Lâm Thiên, đem loại năng lượng thứ ba này gọi là năng lượng nguyên thủy trong thiên địa. Bởi vì Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được loại năng lượng trong thiên địa này bao hàm nhiều loại năng lượng thuộc tính chủ yếu trong thiên địa. Đồng thời còn bao hàm năng lượng trong thiên địa khi linh lực đột phá dẫn dắt tới. Nếu là năng lượng trong thiên địa thì hắn có thể luyện hóa. Thì lúc này Lục Lâm Thiên hoàn toàn không chút khách khí, toàn lực vận chuyển âm dương linh vũ quyết trực tiếp thôn phệ và luyện hóa. Đương nhiên hắn cũng không có cách nào khác,
Nếu năng lượng trong thiên địa cứ tiếp tục rót vào trong cơ thể hắn như thế này thì hắn sẽ bạo thể mà chết. Cho nên hắn cũng chỉ có thể thi triển âm dương linh vũ quyết luyện hóa nó mà thôi. Thôn vệ năng lượng thuộc tính để đột phá Lục Lâm Thiên đã sớm thử qua. Chỉ là thôn vệ loại năng lượng nguyên thủy này đột phá thì đây là lần đầu tiên Lục Lâm Thiên thử qua. Vũ giả, linh giả khi tu luyện đều đem loại năng lượng này luyện hóa chuyển thành chân khí và linh lực của bản thân mình. Nếu như chân khí, linh lực tiêu tán thì cũng sẽ hóa thành các loại năng lượng thuộc tính biến mất ở trong thiên địa. Mượn vũ giả mà nói, vũ giả các hệ chỉ có thể hấp thu năng lượng gần giống thuộc tính mà tu luyện, càng hấp thu được nhiều năng lượng trong thiên địa thì càng chứng tỏ thiên phú của người đó tốt. Loại vũ giả này thường thường đạt được độ cộng minh cực cao với năng lượng trong thiên địa cho nên mới hấp thu được nhiều năng lượng thuộc tính. Tốc độ tu luyện lại càng nhanh hơn, mà vũ giả thiên phú bình thường, thuộc tính bình thường thì lực cộng hưởng với năng lượng trong thiên địa sẽ yếu hơn, tốc độ tu luyện chậm hơn. Mà cũng chính thứ này tạo ra sự khác biệt của tu luyện giả. Nếu như thiên phú thuộc tính của bản thân cực yếu, thậm chí còn không thể cộng hưởng với năng lượng trong thiên địa vậy thì có nghĩa là bản thân không thể trở thành vũ giả, cũng chính là một người thường. Lục Lâm Thiên không khỏi vui mừng khi cảm nhận cỗ năng lượng trong thiên địa này. Loại năng lượng thiên địa so với năng lượng thuộc tính đơn độc bình thường còn tinh thuần hơn một chút. Hắn chỉ cần vận chuyển âm dương linh vũ quyết một vòng là có thể đem nó chuyển thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền. Trong bầu trời, năng lượng thiên địa cuồn cuộn không ngừng xuyên qua huyết lục tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên, sau khi bị âm dương linh vũ quyết trực tiếp luyện hóa lập tức trở thành chân khí và linh lực tinh thuần. Trong cỗ năng lượng thiên địa tinh thuần này, hầu như không có một chút tạp chất nào. Chỉ cần luyện hóa một chút là có thể chuyển hóa thành chân khí và linh lực tinh thuần. So với năng lượng do Lục Lâm Thiên thôn phệ linh lực, chân khí người khác còn nhanh hơn nhiều. Bởi vì cỗ năng lượng này không cần bỏ đi tạp chất, năng lượng nguyên thủy trong thiên địa trên cơ bản không có tạp chất. Siêu! Lúc này năng lượng bàng bạc trong thiên địa xuyên qua huyết lục tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Theo Lục Lâm Thiên thôn phệ, trên huyết lục lập tức có một cỗ quang mang quỷ dị lóe lên. Thân đao trong tay Lục Thiếu Du bắt đầu run rẩy. Đây là năng lượng nguyên thủy trong thiên địa sao? Sốt cuộc có chuyện gì? Trong nháy mắt khi Lục Lâm Thiên luyện hóa, chân khí tinh thuần sau khi tiến vào trong đan điền thì đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng Lục Lâm Thiên vang lên. A! À, tiếng kêu thảm thiết này vang lên, đồng thời Lục Lâm Thiên cũng ngây ra. Năng lượng trong thiên địa sau khi bị luyện hóa ngoại trừ có thể chuyển thành chân khí ra thì có thể chuyển thành linh lực tiến vào trong đầu hắn. Thế nhưng chỉ có vậy thì cũng chỉ khiến cho Lục Lâm Thiên hưng phấn và kinh ngạc mà thôi. Bởi vì chuyện này vốn đã nằm trong dự đoán của Lục Thiếu Du từ trước. Trong cỗ năng lượng nguyên thủy kia vốn có năng lượng thuộc tính cùng với linh lực, cho nên mới có thể đồng thời chuyển hóa thành linh lực và chân khí. Mà khiến cho Lục Lâm Thiên kêu lên thảm thiết chính là sau khi luyện hóa năng lượng trong thiên địa, chân khí và linh lực tiến vào đan điền và trong đầu thì lại có thêm một cỗ lực lượng quỷ dị. Trực tiếp xé mở không gian trong đầu và đan điền. Cỗ lực lượng quỷ dị này không quá cuồng bạo, thế nhưng giống như chuyên môn nhằm vào đan điền và không gian trong đầu, khiến cho Lục Lâm Thiên căn bản không thể ngăn cản. Chỉ trong nháy mắt cỗ lực lượng này trực tiếp đem đan điền và không gian trong đầu Lục Lâm Thiên phong tỏa lại. Loại đau đớn, bành trướng này giống như là sắp bạo thể, Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì, không biết là đang xảy ra chuyện gì. Dưới thân Lục Lâm Thiên, Thiên Sĩ Tuyết Sư đã sớm ở phía xa nhìn chủ nhân. Cỗ năng lượng trong thiên địa bàng bạc kia khiến cho tim nó đập nhanh, không dám tới gần. Trong bầu trời xanh thẳm có một đạo lưu quang trực tiếp lăng không phi hành mà đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía trước, dường như đang vội đi tới nơi nào đó. Bỗng nhiên một tiếng gầm gừ xuyên thấu không gian truyền tới, thanh âm rất nhỏ thế nhưng vẫn rơi vào trong tai người này. Thân ảnh người này lập tức dừng lại giữa không trung. Đây là một lão giả tuổi chừng lục tuần, thân hình gầy gò, vóc dáng không cao, toàn thân giống như là da bọc dương, trên người có một búi tóc dài. Bao phủ thân thể là một bộ trường sam rộng thùng thình, hai ống tay áo so với bình thường còn rộng hơn, có vẻ cực kỳ khác lạ. Thế nhưng ánh mắt lão giả này cực kỳ sắc bén, chỉ cần liếc nhìn một cái cũng sẽ khiến cho tim người ta đập nhanh hơn vài phần. Hình như có bảo vật. Ánh mắt lão giả này không ngừng biến ảo. Sau khi tìm kiếm phương hướng lập tức thả người rời đi. Trong không trung yên ả có một đầu yêu thú phi hành nhanh chóng bay về phía trước. Trên lưng đầu yêu thú phi hành này có gần 300 người đang đứng.
mà trên lưng đầu yêu thú phi hành lục giai có một đạo thân ảnh cao ngất đứng đó, người này ước chừng 50 tuổi, ngũ quan đoan chính, một cỗ khí tức bức nhân tràn ra, trên người mặc một bộ trường bào. Trường bào theo gió rung động, khí chất giống như một đầu ác điều, trong đôi mắt sáng ngời kia bắn ra tinh quang, giống như lợi kiếm. Mà phía sau người này còn có không ít người có khí tức bất phàm. Còn có không ít thanh niên, khí tức cả đám cũng không kém chút nào. Dừng. Đột nhiên người mặc trường bào kia vung tay lên, ánh mắt nhìn về phía bên trái rồi nói. Các chủ, ba động thật mạnh mẽ, dường như là bảo vật xuất thế. Mấy cường giả phía sau người này cũng lập tức nhìn về phía bên trái. Thực lực mấy người này không ngờ đều đạt tới Vũ Vương, Linh Vương. Ở gần đây dường như không có bảo vật gì mà. Một lão giả áo lam khẽ nói, đây chính là một trong mấy cường giả Vũ Vương, Linh Vương. Hình như cách đây không xa, đi xem là biết. Một đại hán mặc y phục màu xanh nói. Nghe nói có bảo vật xuất thế, không ít người trên lưng mấy đầu yêu thú lớn phía sau lập tức sao động. Không nghĩ tới lần này xuất hành, còn chưa tới thiên đảo đã gặp phải bảo vật xuất thế. Đi, chúng ta đi xem một chút. Người mặc trường bào nói xong, vô số yêu thú phi hành khổng lồ nhanh chóng đi về phía bên trái. Siêu siêu. Trong bầu trời nơi Lục Lâm Thiên đứng, cỗ năng lượng bàng bạc trong thiên địa kia không ngừng rót vào trên huyết lục. Tiếng đao minh giống như long ngâm vang lên không dứt bên tai. Đồng thời, khí tức Lục Lâm Thiên trực tiếp kéo lên. Siêu. Tất cả không kéo dài quá lâu, năng lượng thiên địa trong bầu trời đột nhiên ngưng tụ thành một khối quang cầu nhỏ bằng nắm tay trẻ con, dưới cỗ năng lượng vô hình kinh, không gian chung quanh vặn vẹo, không ngừng ba động. Ầm ầm. Quang cầu bằng năng lượng này trực tiếp phá không rơi vào trên huyết lục. Quang cầu năng lượng khổng lồ này va vào huyết lục, sau đó vô cùng quỷ dị dung nhập vào bên trong huyết lục. Siêu siêu. Trên huyết lục có một đạo lưu quang quỷ dị không ngừng rung động. Trong cơ thể Lục Lâm Thiên lần thứ hai có một cỗ năng lượng khổng lồ hóa thành chân khí và linh lực, giống như là nước xối vào đầu. Chân khí và linh lực tuôn ra trực tiếp ầm ầm chạy vào trong đan điền và không gian trong đầu của Lục Lâm Thiên. Trong nháy mắt này Lục Lâm Thiên lại kêu lên một tiếng thảm thiết. Đan điền và không gian trong đầu hắn trực tiếp bị xé rách rồi bắt đầu mở rộng. Mà lúc này năng lượng trong thiên địa bàng bạc trên bầu trời trực tiếp tiêu tán, tất cả khôi phục lại sự yên bình như trước. Huyết lục bị Lục Lâm Thiên nắm trong tay, giống như là hợp thành một thể, quang mang quỷ dị trên huyết lục cũng trực tiếp tiêu tán. Mà huyết lục trong tay Lục Lâm Thiên lúc này toàn thân tràn ngập quang mang huyết sắc. Bên ngoài quang mang trong lúc vô hình xảy ra một chút biến hóa. Thân đao càng thêm ngưng thực, cỗ huyết sắc quang mang kia dường như cũng nổi liếm không ít, huyết quang quỷ dị như ẩn như hiện. Một cỗ sát khí từ bên trong tràn ngập ra chung quanh. Giữa không trung, Lục Lâm Thiên lẳng lặng huyền phù trên không trung, quanh thân thậm chí còn không có bao nhiêu khí tức. Phía xa, Thiên Sĩ Tuyết Sư nhìn về phía chủ nhân, trong mắt có chút nghi hoặc. Thế nhưng nó cũng không dám đi quấy rầy, bởi vì nó có thể mơ hồ cảm giác được, lúc này trên người chủ nhân dường như có một cỗ khí tức không ngừng bành trướng. Trong cơ thể Lục Lâm Thiên, khi một tia năng lượng bàng bạc trong thiên địa cuối cùng rót vào khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng đau đớn. Đồng thời cỗ năng lượng này cũng lần nữa hóa thành một cỗ chân khí và linh lực bàng bạc. Mà vốn tu vi linh giả của Lục Lâm Thiên gần tới linh vương tứ trọng hậu kỳ, khi cỗ năng lượng bàng bạc kia hóa thành linh lực không ngờ lại khiến cho tu vi Lục Lâm Thiên tới sát biên giới đột phá. Áp xúc cho ta. Cố nén đau đớn, linh lực bạo phát, Lục Lâm Thiên thầm quát lên một tiếng, đồng thời linh lực toàn thân đè nén, trực tiếp đánh về phía không gian vừa mới mở rộng trong đầu. Phanh. Trong sát na, từ không gian trong đầu Lục Lâm Thiên truyền đến một tiếng trầm muộn. Khí tức quanh thân Lục Lâm Thiên trong nháy mắt kéo lên. Năng lượng bàng bạc trong thiên địa vừa mới biến mất lập tức hội tụ. Năng lượng bàng bạc giống như thủy triều trực tiếp chạy ào ào vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Mà cỗ năng lượng trong thiên địa lúc này so với cỗ năng lượng trong thiên địa khi trước lại có chút không giống. Lần thứ hai đột phá, thân thể Lục Lâm Thiên cần một đoạn thời gian củng cố. Mà cỗ năng lượng thiên địa kéo tới kia ầm ầm thông qua lỗ chân lông của Lục Lâm Thiên tiến vào trong cơ thể. Khí tức quanh thân Lục Lâm Thiên lần nữa kéo lên giống như là nước sông dâng trào. Một đường thế như trẻ tre, khí tức cuồng bạo phóng lên cao, nhanh chóng đột phá Vũ Vương ngũ trọng. Phù! Cảnh tượng kia cũng không kéo dài bao lâu, năng lượng trong thiên địa chỉ duy trì được trong thời gian ngắn ngủi rồi lại biến mất.
Khi một tia năng lượng trong thiên địa cuối cùng bị Lục Lâm Thiên thu vào trong cơ thể, không trung lại lần nữa yên tĩnh, chỉ có từng đợt ba động mang theo tiếng xé gió không ngừng vang lên trên không trung. Lục Lâm Thiên không có một chút động tác nào, hai mắt nhắm nghiền. Trong đầu lúc này vô cùng nghi hoặc, bởi vì hiện tại có nhiều chuyện khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ kinh ngạc. Chuyện đầu tiên khiến cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc chính là tu vi chân khí của hắn không ngờ lại không có đột phá. Thế nhưng đan điền lại được mở rộng phân nửa, không chỉ có vậy, ngay cả kinh mạch toàn thân cũng được mở rộng phân nửa. Đan điền lần nửa được mở rộng phân nửa, nói cách khác, vốn đan điền Lục Lâm Thiên so với người có tu vi đồng cấp đã mạnh hơn rất nhiều, đan điền của Vũ Vương ngũ trọng có thể so sánh với Vũ Vương thất trọng, thế nhưng hiện tại, đan điền của Lục Lâm Thiên lại mở rộng phân nửa khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng kinh ngạc. Bởi vì mỗi một lần đột phá, đan điền lại mở rộng, thực lực lại tăng lên một mảng lớn. Cũng có thể nói là một quy trình. Hiện tại rõ ràng tu vi vũ giả không đột phá, thế nhưng đan điền lại được mở rộng phân nửa. Đương nhiên sẽ khiến cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc, huống chi, đồng thời kinh mạch của hắn cũng được mở rộng phân nửa. Đan điền được mở rộng, đây là chuyện tốt, chứng minh hắn có thể dung nạp một số lượng chân khí vô cùng kinh khủng. Đồng thời kinh mạch lần nữa được mở rộng phân nửa, có thể nói đây là điều mà bất kỳ một vũ giả nào cũng tha thiết mơ ước. Đan điền mở rộng, số chân khí chứa đựng bên trong sẽ càng nhiều, chứng minh thực lực sẽ càng mạnh. Mà kinh mạch được mở rộng, số chân khí vận chuyển trong kinh mạch lại càng nhiều. Khi thi triển công kích và vũ kỹ sẽ càng mạnh, cùng một loại vũ kỹ, vũ giả có kinh mạch rộng hơn thì uy lực tự nhiên sẽ mạnh hơn. Mà loại người biến thái như Lục Lâm Thiên, vốn kinh mạch đã cực kỳ kinh khủng, uy lực lớn hơn rất nhiều. Lúc này kinh mạch lần nữa được mở rộng quả thực chính là như hổ thêm cánh. Lúc này Lục Lâm Thiên có chút mừng thầm, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Đan điền lần nữa được mở rộng, vốn hắn mới đột phá Vũ Vương ngũ trọng, thế nhưng sau khi đem số năng lượng trong thiên địa chuyển hóa thành chân khí tinh thuần thì vẫn chỉ giống như mới đột phá Vũ Vương ngũ trọng khi trước. Nguyên nhân rất đơn giản, đan điền của hắn lần nữa mở rộng, số năng lượng cần để đột phá ngày càng nhiều, cũng đại biểu cho một việc, sau này hắn muốn đột phá sẽ càng thêm khó khăn. Chỉ là Lục Lâm Thiên cũng biết. Tuy rằng độ khó khi đột phá lớn hơn rất nhiều, thế nhưng thực lực cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Ví dụ như khi trước thực lực của hắn chỉ là Vũ Vương ngũ trọng thế nhưng muốn chống lại Vũ Vương thất trọng tuyệt đối không thành vấn đề. Mà hiện tại đan điền và kinh mạch lần nữa được mở rộng, sợ rằng, chỉ bằng vào thực lực đơn thuần của hắn muốn chống lại Vũ Vương thất trọng đỉnh phong cũng không có vấn đề. Trong đan điền của hắn hiện tại, chân khí bàng bạc mênh mông như biển. Còn có không gian trong đầu. Lục Lâm Thiên rõ ràng có thể cảm giác được không gian trong đầu hắn cũng lớn hơn không ít. Cỗ năng lượng trong thiên địa quỷ dị trong linh lực kia mang theo một cỗ lực lượng quỷ dị mà hỗn loạn, trực tiếp xé rách không gian trong đầu hắn. Thế nhưng so với cỗ năng lượng quỷ dị hỗn loạn trong đan điền thì cỗ năng lượng này dường như yếu hơn một ít. Cho nên không gian trong đầu tuy rằng mở rộng phân nửa thế nhưng vẫn kém hơn đan điền. Bởi vì khi trước không gian trong đầu hắn đã yếu hơn không ít so với đan điền. Về phần thôn phệ năng lượng nguyên thủy trong thiên địa trực tiếp đột phá từ Linh Vương tứ trọng trung kỳ lên Linh Vương ngũ trọng, Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái. Cỗ linh lực kia cực kỳ khổng lồ và tinh thuần, nếu nói kỳ quái thì cũng chỉ có thể nói hắn làm sao có thể thôn phệ cỗ năng lượng thiên địa nguyên thủy kia mà thôi. Thứ Lục Lâm Thiên kinh ngạc nhất chính là huyết lục, hắn có thể hấp thu năng lượng nguyên thủy trong thiên địa dường như có liên quan tới huyết lục. Huyết lục. Lục Lâm Thiên nhìn huyết lục trong tay. Thân đao cực kỳ linh động, cả vật thể tràn ngập quang mang huyết sắc. Mà lúc này quang mang trên huyết lục trong lúc vô hình dường như có không ít biến hóa. Thân đao càng thêm ngưng thực, cỗ quang mang huyết sắc kia nội liếm không ít, huyết sắc quang mang quỷ dị như ẩn như hiện. Trong cỗ khí tức kinh người kia có sát khí nhàn nhạt lan tràn ra trung quang, chỉ sợ vũ xuất và linh xuất bình thường nhìn vào nó trong lòng cũng cảm thấy lạnh lẽo. Tại sao có thể như vậy? Lục Lâm Thiên vô cùng nghi hoặc. Huyết lục của hắn rõ ràng đã tấn chức tới vũ linh khí địa cấp. Từ khí tức có thể nhận ra, tuy rằng vừa mới tấn chức lên địa cấp, thế nhưng khí tức của nó còn mạnh hơn vũ linh khí địa cấp bình thường. Mà vũ linh khí và hồn khí sau khu tấn chức lên địa cấp sẽ mở ra không gian của mình, giống như là tử lôi huyền đỉnh vậy, tới cấp bậc thần khí, không gian bên trong cực kỳ khổng lồ. Siêu. Phía xa, một đạo thân ảnh phá không lao tới, một lão giả vóc người gầy gò tuổi chừng lục tuần. Chỉ liếc mắt là có thể nhìn ra tuổi của người này không chỉ có như vậy. Toàn thân gầy gò,
cả người da bọc xương, trên đỉnh đầu có búi tóc dài, trường sam trên người rộng thùng thình, hai ống tay áo vô cùng lớn, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Thế nhưng ánh mắt lão giả này cực kỳ sắc bén, sợ rằng chỉ cần nhìn vào cũng khiến cho tim đập nhanh hơn. Vũ linh khí địa cấp, hóa ra là có vũ linh khí huyền cấp đột phá, lần này phát tài rồi. Ánh mắt sắc bén của lão giả nhìn vào huyết lục trong tay Lục Lâm Thiên, nhìn quang mang tràn ngập trên huyết lục, trong mắt lão giả lập tức hiện lên sự tham lam, nóng bỏng. Vũ linh khí địa cấp, coi như là cường giả vũ tôn mà nói, tuyệt đối là bảo vật. Chẳng lẽ là... Trong lòng Lục Lâm Thiên có chút kích động, huyết lục đối với người khác mà nói có lẽ chỉ là một kiện vũ linh khí mà thôi. Nhiều nhất cũng chỉ là một kiện vũ linh khí bất phàm, thế nhưng đối với hắn mà nói, đây chính là vũ linh khí bản mạng của hắn, cũng có thể nói, hắn và huyết lục tương liên với nhau giống như là cùng một thể vậy. Huyết lục đột phá kéo theo năng lượng thiên địa xuyên qua huyết lục tiến vào trong cơ thể hắn, để cho hắn vận chuyển âm dương linh vũ quyết thôn vệ năng lượng thiên địa. Mà bên trong năng lượng thiên địa kia đan điền và không gian trong đầu Lục Lâm Thiên đều được một cỗ lực lượng kỳ dị mở rộng. Lục Lâm Thiên càng nghĩ càng kinh ngạc, dường như cỗ năng lượng có thể mở rộng không gian trong huyết lục trong lúc vô ý đã bị âm dương linh vũ quyết thôn phệ. Mà cỗ lực lượng này đã mở rộng đan điền và không gian trong đầu hắn. Cho nên mới khiến cho huyết lục tấn chức nhưng không mở ra không gian vốn có của nó. Tất cả biến hóa này quả thực khó có thể tưởng tượng được. Mà chuyện này Lục Lâm Thiên lập tức quy cho âm dương linh vũ quyết. Hắn và huyết lục tương liên với nhau, hơn nữa âm dương linh vũ quyết lại đang thôn phệ cho nên mới có loại biến hóa như hiện tại. Hình như có chút lai lịch. Ánh mắt lão giả không ngừng biến ảo nhìn về phía Lục Lâm Thiên, sau đó lại nhìn về phía Thiên Sí Tuyết Sư cách đó khá xa. Trong lòng hắn hiểu rõ, người có được tòa kỵ như Thiên Sí Tuyết Sư, sợ rằng không phải là nhân vật bình thường. Đồng thời khí tức trên người thanh niên này không ngờ lại là Vũ Vương ngũ trọng, tuổi tác cũng không lớn. Không thể không nói trong lòng lão giả này đã sinh ra tà niệm, muốn cướp đoạt, thế nhưng còn chưa bị bản quyền vọng che mắt. Tâm tư cực kỳ kín đáo, chu vi chung quanh đều lọt vào trong mắt hắn. Vừa nhìn đã biết đây không phải là lần đầu tiên hắn làm chuyện như thế này. Muốn hạ thủ thì trước tiên phải quan sát chu vi cẩn thận rồi mới ra tay. Hình như không phải là người tứ các tứ đảo. Hạ thủ. Ánh mắt biến ảo, lão giả này lập tức quyết định. Đệ tử tứ các tứ đảo hắn đã gặp qua, người này dường như không phải là người của tứ các tứ đảo vậy thì không cần phải cố kỵ gì nữa. Thân ảnh người này lóe lên rồi lập tức lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Quanh thân có một cỗ khí tức nóng bỏng lan tràn ra. Thân thể giống như thiểm điện, không gian quanh người vặn vẹo. Thiên Sí Tuyết Sư ở phía xa ngẩng đầu, không có một chút động tác nào. Bởi vì trong đầu nó đã được chủ nhân truyền âm, bảo nó thối lui một chút. Lục Lâm Thiên vẫn đang cúi đầu không ngừng suy nghĩ vì sao huyết lục đột phá địa giai lại không mở ra không gian của mình. Nắm huyết lục trong tay, Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được sau khi đột phá huyết lục càng thêm tương liên với hắn. Có một cỗ khí tức quanh quẩn trên người hắn, tác động tới chân khí trong người. Nắm huyết lục, hắn có cảm giác lúc này huyết lục giống như là cánh tay của mình, có cảm giác huyết mạch tương liên. Giống như đã dung nhập vào trong từng tế bào của hắn, giống như từ nhỏ đã ở cùng hắn một chỗ vậy. Trong lúc suy tư, một cỗ linh hồn lực cường hãn trên người Lục Lâm Thiên không ngừng lan tràn ra, không gian chung quanh đều nằm trong sự giám sát của hắn. Bất luận một động tĩnh nhỏ nhoi nào cũng không thể thoát khỏi tâm thần của hắn. Sau khi đột phá tới linh vương ngũ trọng, vốn linh hồn lực khi trước đã cường hãn sẵn cho nên linh hồn lực của Lục Lâm Thiên lúc này lại mạnh mẽ thêm không ít. Lão già kia vừa mới xuất hiện Lục Thiếu Du lập tức phát hiện ra. Tiểu tử, giao ra vũ linh khí, bản vương sẽ tha cho ngươi một mạng. Lão già gầy gò hét lớn một tiếng, đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Thân hình gầy gò lúc này mang theo lực lượng vô cùng kinh khủng, dường như hoàn toàn không có chút liên quan tới thân hình gầy gò kia. Một đạo chảo ấn nhanh chóng đánh về phía Lục Lâm Thiên. Dưới chảo ấn, toàn bộ không gian nhanh chóng vặn vẹo. Nóng bỏng mang theo một cỗ năng lượng thuộc tính hỏa và lực lượng không gian. Vậy phải nhìn xem ngươi có bổn sự này hay không đã. Nghe lão giả nói vậy, Lục Lâm Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe miệng hiện lên nụ cười tà dị. Huyết lục vừa mới đột phá, hắn cũng cần tìm một đối thủ để thí nghiệm uy lực của nó một chút. Ngao! Trong sát na, Lục Lâm Thiên đem chân khí rót vào trong huyết lục, trên chuôi đao, đầu rồng kia giống như đột nhiên sống lại.
một tiếng đao minh giống như long ngâm từ trong đầu rồng vang lên, một cỗ sát khí trực tiếp bao phủ không gian. Siêu! Chân khí rót vào trong huyết lục, lúc này Lục Lâm Thiên không thi triển bất kỳ đao pháp, vũ kỹ nào, huyết lục trong tay lập tức chém ra. Một đạo đao mang huyết sắc xé rách không gian mang theo tiếng xé gió giống như rồng ngâm, hổ gầm. Từ trước người Lục Lâm Thiên, gợn sóng trong không gian giống như đột nhiên co rút lại rồi tách ra hai bên. Sau đó đao mang lập tức bổ thẳng về phía lão giả gầy gò trên bầu trời. Bổ ra một đao, Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được bên trong thân đao có một cỗ lực lượng kinh khủng đang lưu chuyển. Huyết lục đột phá, uy lực mạnh mẽ hơn khi trước gấp mấy lần. Vũ Vương ngũ trọng mà thôi, sao lại mạnh mẽ như vậy? Một đao này của Lục Lâm Thiên khiến cho sắc mặt lão giả gầy gò đại biến. Khuôn mặt không ngừng biến hóa, chân khí bạo phát, chân khí thuộc tính hỏa nóng bỏng lượn lờ quanh thân, không gian trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ. Một đạo chảo ấn vẽ ra một đường cung huyền ảo xuất hiện. Chảo ấn mang theo nhiệt độ nóng bỏng xoay tròn, hầu như là tạo thành một bàn tay bằng hỏa diễm nhanh chóng bao phủ đạo đao mang của Lục Lâm Thiên đang bắn tới. Cạch cạch, bàn tay bằng hỏa diễm vô hình nhanh chóng va chạm với đao mang, một cỗ quang mang chói mắt bắn ra. Toàn bộ không gian nơi hai cỗ lực lượng va chạm trực tiếp nứt nẻ, từng cái khe xuất hiện nhanh chóng lan tràn giống như mạng nhện. Một cỗ khí tức cuồng bạo kinh khủng bắt đầu tràn ngập. Cỗ khí tức này khiến cho tim người khác không khỏi đập nhanh hơn vài phần. Thực lực thật mạnh mẽ. Trong kình khí kinh khủng kia, thân ảnh gầy gò của lão giả chỉ hơi run lên, thế nhưng sắc mặt hắn lại vô cùng kinh ngạc. Đây còn là Vũ Vương ngũ trọng sao? Sợ rằng tiểu tử này đã có thực lực chống lại Vũ Vương bát trọng đỉnh phong bình thường. Con mẹ nó, quả thực quá kỳ quái. Điều này sao có thể? Lẽ nào vũ linh khí địa cấp có uy lực như vậy sao? Thế nhưng chuyện này cũng không có khả năng. Vũ linh khí vừa mới đột phá lên địa cấp, không có khả năng để thăng ba trọng thực lực, từ Vũ Vương ngũ trọng lên bát trọng đỉnh phong. Càng lên cao muốn để thăng tu vi sẽ càng khó. Lão giả gầy gò lúc này cũng không biết được, Lục Lâm Thiên trước mặt hắn tuy rằng chỉ có tu vi Vũ Vương ngũ trọng thế nhưng thực lực đủ để chống lại Vũ Vương thất trọng đỉnh phong. Mà huyết lục vừa mới tấn chức, tuy rằng không thi triển vũ kỹ, thế nhưng uy lực của một đao này lại tương đương với Vũ Vương bát trọng gần đỉnh phong. Đao tốt! Trong kình khí khủng, thân thể Lục Lâm Thiên trực tiếp lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Huyết lục lần nữa đột phá, uy lực không ngờ lại đề thăng mấy lần như vậy, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của Lục Lâm Thiên. Thực lực của hắn đột phá từ Vũ Vương tam trọng tới Vũ Vương ngũ trọng, đan điền lần nữa được mở rộng, hơn nữa lại thêm huyết lục đột phá. Cho nên lúc này tuy rằng hắn chỉ đánh ra một đao đơn thuần thế nhưng Lục Thiếu Du có tự tin tuyệt đối, Vũ Vương bát trọng bình thường tiếp được một đao này của hắn cũng không có nhiều lắm. Vũ Vương cửu trọng. Trong nháy mắt này Lục Lâm Thiên cũng nhận ra tu vi của lão giả muốn cướp huyết lục trong tay hắn. Người này cũng không phải là Vũ Tôn, thế nhưng có thể đơn giản tiếp được một đao của hắn thì cũng chỉ có thể là Vũ Vương cửu trọng mới có thể làm được. Xem ra sự mê hoặc của Vũ Linh khí địa cấp quá lớn. Vũ Vương cửu trọng cũng sẽ hạ thủ với hắn. May mà gần đây hắn liên tiếp đột phá, bằng không gặp phải người này sẽ phiền phức lớn. Dù sao hắn không thể mỗi lần giao thủ đều phải thi triển tử lôi huyền đỉnh. Vũ Vương cửu trọng, hắc hắc. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc, khóe miệng mang theo nụ cười quỷ dị. Nếu như trước khi đột phá, gặp phải Vũ Vương cửu trọng xuất thủ cướp giật thì hắn quả thực sẽ cực kỳ đau đầu. Thậm chí còn có thể thi triển huyễn ảnh thanh vũ mà chạy. Thế nhưng hiện tại đã không giống với khi trước. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của lão giả gầy gò, Lục Lâm Thiên lần nữa có động tác. Trên huyết lục vang lên một tiếng long ngâm, dưới tiếng long ngâm này trong hải vực mơ hồ có tiếng thú rít gào vang lên. Ánh mắt lão giả này đại biến, thanh huyết đao kinh khủng này quả thực bất phàm, tuyệt đối là bảo vật. Đồng thời trong lòng hắn lại càng thêm kiên định, quyết tâm cướp đoạt huyết lục. Trong sát na, tinh quang trong mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe. Một cỗ khí tức sắc bén trực tiếp đánh văng gợn sóng trong không gian, chân khí mênh mông như biển trong cơ thể từ trong kinh mạch bạo phát sau đó rót vào trong huyết lục. Huyết lục huy động, trong bầu trời đột nhiên có một cỗ khí tức bàng bạc bao phủ thiên địa. Cỗ khí tức này vô cùng hùng hậu không gì sánh được, khiến cho người ta có cảm giác trầm trọng không thể lay động, một cỗ năng lượng thổ hệ cường hãn tức thì lan tràn ra chung quanh. Huyết lục giống như là một cái động không đáy. Trong nháy mắt thôn vệ năng lượng thổ hệ bàng bạc trong bầu trời. Không xong, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Trong lòng lão giả gầy gò lập tức hoảng hốt, vừa rồi hắn chỉ kinh ngạc mà thôi.
Thế nhưng lúc này trực tiếp chuyển thành kinh hãi, cỗ uy thế kinh người kia không phải là thứ mà một vũ vương ngũ trọng có thể có. Loại thực lực này tuyệt đối không yếu hơn vũ vương cửu trọng. Khuôn mặt lão giả gầy gò ngưng trọng, từng đạo khí tức nóng bỏng tỏng không gian lượn lờ quanh thân thể, cuối cùng tạo thành một chiếc kén, đem toàn thân hắn bao phủ. Chân khí nóng bỏng bạo phát, hai tay lão giả gầy gò liên tục biến hóa, 10 ngón tay tạo thành hai đạo chảo ấn bắn ra, câu thông năng lượng thuộc tính hỏa hội tụ tới. Chảo ấn mang theo năng lượng thuộc tính hỏa nón bỏng tạo thành hai vòng cung trong không trung. Đầu ngón tay sắc bén giống như có thể xuyên thấu không gian tạo thành một vòng cung kinh người trong không trung. Có thể đoán ra được bên trong hai đạo chảo ấn này ẩn chứa kình khí kinh khủng ra sao. Liệt không cửu kích. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, trên huyết lục, đao mang bỗng nhiên bạo phát. Đao mang sắc bén không gì sánh được mang theo thanh âm chói tai nhanh như thiểm điện cắt ngang qua không gian. Đao mang vừa xuất hiện, toàn bộ không gian trực tiếp run rẩy, bằng mắt thường có thể thấy được. Đao mang huyết sắc lập tức bổ ra 9 đao. 9 đạo đao mang hơn 1000 thước trong nháy mắt phá không mà ra mang theo xu thế phá không, sau đó 9 đạo đao mang dung nhập vào một chỗ, bắn ra đao mang huyết sắc khiến tim đập nhanh hơn vài phần. Nơi đao mang đi qua, gợn sóng trong không gian trực tiếp nát bấy. Lúc này Lục Lâm Thiên thi triển liệt không cửu kích, uy lực so với khi trước đã hoàn toàn khác. Huyết lục lần 2 đột phá, địa cấp và huyền cấp hoàn toàn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Loại uy thế này so với khi trước còn cường hãn hơn gấp mấy lần, uy thế kinh người kia khiến cho người ta nhìn vào tim lập tức đập nhanh hơn. Trong năng lượng thuộc tính hỏa ngập trời kia đột nhiên có vô số chảo ấn tràn ngập hỏa diễm bắn ra. Lão giả gầy gõ khẽ dậm chân một cái, chân khí đỏ rực từ trong lòng bàn chân dũng mãnh phun ra. Thiên thủ minh hỏa chảo. Tiếng quát của lão giả vừa dứt, từng đạo chảo ấn nóng bỏng trong bầu trời lập tức run rẩy rồi hội tụ sau đó chộp về phía đao mang của Lục Lâm Thiên phía trước. Vô số chảo ấn giống như xé rách không gian, năng lượng thuộc tính hỏa tạo thành một đường vong cung, cuối cùng chảo ấn trọng điệp mang theo hỏa diễm ngập trời giống như lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Công kích kinh khủng như vậy khiến cho cả không gian run rẩy giống như sắp sụp đổ, vỡ nát. Siêu! Huyết sắc đao mang dùng xu thế như trẻ tre lập tức va chạm với chảo ấn của lão giả gầy gò kia. Toàn bộ không gian bỗng nhiên run rẩy. Siêu! Đao mang bổ vào chảo ấn, hai cỗ lực lượng lập tức bắn ra quang mang chói mắt rồi giằng co với nhau. Chảo ấn chụp lên đao mang bổ vào chảo ấn, hai cỗ công kích giằng co, quang mang lóe lên không ngừng, thế nhưng cả hai đều không thể tiến thêm nửa bước. Cạch cạch! Hai cỗ năng lượng bàng bạc va chạm khiến cho gợn sóng trong không gian trực tiếp vang lên thanh âm bạo liệt rồi vỡ nát. Toàn bộ không gian vặn vẹo. Dưới hai cỗ năng lượng kinh người, trong không gian bắt đầu xuất hiện một cái khe đen kịt. Siêu! Lúc này từ bên trong cái khe đen kịt kia bỗng nhiên có một cỗ hấp lực xuất hiện, hai cỗ năng lượng trực tiếp bị hút vào bên trong sau đó cả cái khe đen kịt kia đột nhiên nổ vang. Phanh phanh! Một cỗ kình khí vô hình từ trong cái khe đen kịt kia phô thiên cái địa bạo phát ra. Khí tức ngập trời trong nháy mắt tràn ngập không trung. Khí tức cuồng bạo quét ngang tất cả, không gian rung chuyển. Khục khục. Trên không, thân thể Lục Lâm Thiên trực tiếp bị đẩy lùi hơn 10 bước, khí huyết trong người hỗn loạn, quanh thân có quang mang màu tím như ẩn như hiện, cơ thể lập tức bình ổn trở lại. Lúc này Lục Lâm Thiên chỉ bị một chút thương thế nhỏ mà thôi, nếu như hắn thi triển thanh linh khải giáp thì có lẽ hoàn toàn không có một chút thương thế nào. Khục khục. Thân thể lão giả gầy gò trực tiếp bị đẩy lùi hơn 10 bước, không ngờ lại không chiếm được một chút tiện nghi nào. Trong yết hầu lão giả gầy gò này vang lên một tiếng trầm muộn, một ngụm máu tươi sắp được phun ra bị lão giả này mạnh mẽ áp chế. Hai tay không ngừng run rẩy, một đao vừa rồi trực tiếp khiến cho bàn tay hắn đau nhức. Lão giả gầy gò nhìn về phía Lục Lâm Thiên, trong mắt lúc này không dám khinh thường nữa. Thậm chí trong mắt còn hiện lên sự kinh hãi. Hắn không ngờ tới, một vũ vương ngũ trọng không ngờ có thể đánh ra công kích kinh khủng như vậy. Lẽ nào người này ẩn tàng tu vi và dung mạo? Bản thân người này cũng là lão quỷ thành danh hay sao? Ha ha, quả thực vô cùng đặc sắc. Đã lâu không nhìn qua quyết đấu đặc sắc như vậy, quả thực khiến cho ta vô cùng kích động a. Phía xa, lúc này có mấy đạo thân ảnh giống như lưu quang xuất hiện trên không trung. Tổng cộng có 5 người, người đứng đầu thân hình cao ngất, ước chừng 50 tuổi, ngũ quan đoan chính, khí tức bức nhân, trên người mặc một bộ trường bào, khí chất giống như một đầu ác điểu. Trong đôi mắt hiện lên tinh quang giống như lợi kiếm.
mà bốn người phía sau người này đều là hạng người có khí tức bất phàm, tu vi đều đạt tới Vũ Vương và Linh Vương. Nhìn thấy năm người này xuất hiện, sắc mặt Lục Lâm Thiên lập tức có chút biến hóa. Người này Lục Lâm Thiên chưa từng qua lại, thế nhưng hắn cũng không xa lạ một chút nào. Bởi vì lúc còn ở trong thành Cự Giang hắn đã gặp mặt người này. Người này không phải là ai khác mà chính là các chủ Lạc Kiến Hồng của Nhật Sát Các, một trong tứ các tứ đảo, người đời gọi hắn là Phiên Hải Vương. Hóa ra là Phiên Hải Vương Lạc Các chủ. Lão giả gầy gò nhìn về phía Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng rồi nói, ánh mắt biến ảo bất định. Thiên Thủ Quỷ Vương, xem ra vận khí của ngươi quả thực quá kém, chọc người nào không chọc, hết lần này tới lần khác lại chọc vào Lục trưởng môn, lần này ngươi không chiếm được chút tiện nghi nào rồi. Lạc Kiến Hồng cười sang sảng, ánh mắt nhìn về phía lão giả gầy gò nói. Các ngươi quả thực chính là lũ lụt tới Miếu Long Vương A, người một nhà lại đụng phải người một nhà. Phiên Hải Vương, ý ngươi là gì? Lão giả gầy gò nghi hoặc nhìn Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng. Có thể khiến cho Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng nói như vậy quả thực trong Đông Hải này cũng không có bao người. Đủ để thấy được người thanh niên trước mặt hắn quả thực không phải là người thường. Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng mỉm cười, ánh mắt quay về phía Lục Lâm Thiên mỉm cười lại nói với Thiên Thủ Quỷ Vương. Thiên Thủ Quỷ Vương, ngươi còn chưa biết Lục trưởng môn là ai sao? Hắn chính là người đứng đầu trong thập đại cường giả trẻ tuổi, là trưởng môn của Phi Linh Môn, sư đệ của Băng Mộc Tôn giả Sát Phá Quân, con rể của Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông. Ngươi thử nói xem có phải là người một nhà hay không? Chọc phải Lục trưởng môn, cũng may các ngươi là người một nhà. Bằng không thì lần này ngươi gặp phiền phức lớn rồi. Tiểu tử, hóa ra ngươi chính là Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn sao? Nghe Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng nói, lão giả gầy gò lập tức kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi thở dài nói. Coi như bản vương nhìn lầm, coi như tha cho ngươi. Bản vương đi trước một bước, Phiên Hải Vương, ta cáo từ. Lão giả gầy gò nói quả thực vô cùng oai phong, rõ ràng là hắn muốn cướp vũ linh khí của người khác. Không người cuối cùng lại giống như đại nhân đại lượng không chấp kẻ dưới vậy. Nói xong, Thiên Thủ Quỷ Vương này lập tức bắn về phía xa. Trong lòng hắn hiểu rõ, cho dù là Phiên Hải Vương không tới thì hắn cũng sẽ đi. Thanh niên trước mắt này hắn không có cách nào đối phó được. Cho nên sau khi biết thân phận người này hắn càng không muốn ở lại. Không ngờ lại là Lạc Các Chủ, ra mắt Lạc Các Chủ. Nhìn thấy lão giả gầy gò Thiên Thủ Quỷ Vương rời đi. Lục Lâm Thiên vô cùng nghi hoặc, nghe khẩu khí của Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng này dường như hắn và Thiên Thủ Quỷ Vương kia lại có chút quan hệ. Thế nhưng hắn cũng không nhận ra người này thì làm gì có thể có quan hệ được cơ chứ. Siêu siêu. Lúc này phía sau lưng Lạc Kiến Hồng có vô số đầu yêu thú khổng lồ bay tới. Từng đạo ánh mắt lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Là Lục Lâm Thiên. Người nào là Lục Lâm Thiên? Lẽ nào? Còn có mấy người là Lục Lâm Thiên nữa? Chính là người lấy một địch chín, trưởng môn Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn, cường giả đứng đầu trong thập đại cường giả. Kia là Lục Lâm Thiên sao? Trên lưng yêu thú phi hành có mấy đệ tử Nhật Sát Các khi trước cũng từng đi tới thành Cự Giang. Nhìn thấy thân ảnh màu xanh kia lập tức kinh ngạc. Mấy ngày trước ta nghe nói Lục trưởng môn đã tới Đông Hải, lại còn làm ra không ít động tĩnh trong địa bàn Thiên Vân Đảo, không ngờ Lục trưởng môn nhanh như vậy đã đi tới địa bàn Nhật Sát Các chúng ta. Lạc Kiến Hồng mỉm cười nhìn Lục Lâm Thiên nói, khuôn mặt tuy rằng mỉm cười, thế nhưng trong lòng Lạc Kiến Hồng lúc này cực kỳ khiếp sợ. Vừa rồi Lục Lâm Thiên và Thiên Thủ Quỷ Vương giao thủ hắn đều nhìn thấy. Thực lực của Lục Thiếu Du lúc này không ngờ có thể chống lại Thiên Thủ Quỷ Vương kia. Coi như là hắn đụng phải Thiên Thủ Quỷ Vương đã thành danh 300 năm kia, nếu như không dùng toàn thực thì tuyệt đối không thể làm gì được đối phương. Lục Thiếu Du này không ngờ có thể trực tiếp chống lại Thiên Thủ Quỷ Vương. Thực lực như vậy so với khi trước ở trong thành Cự Giang còn mạnh hơn không ít. Nghe Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng nói vậy ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, trong lòng ba động. Ý tứ của Lạc Kiến Hồng này lẽ nào nhanh như vậy hắn đã biết trong tay mình có Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lẽ nào cũng muốn cướp giật, thế nhưng chuyện hắn có Tử Lôi Huyền Đỉnh hiện nay chỉ còn có Mộ Dung Lan Lan, Kiếm Linh Vương, Cao Trường Cung, Hỏa Đao Vương còn có người của Linh Vũ giới biết mà thôi. Loại tin tức như thế này sợ rằng những người này cũng không truyền ra bên ngoài, để tránh những người khác tranh đoạt Tử Lôi Huyền Đỉnh với bọn họ. Vừa vặn đi ngang qua mà thôi, không biết nơi này là địa bàn của Nhật Sát Các. Nếu sớm biết thì ta đã tới bái phỏng Lạc Các Chủ rồi. Lục Lâm Thiên khách khí nói,
Mặc kệ Lạc Kiến Hồng này có ý tứ gì thì Lục Lâm Thiên cũng phải chờ hắn biểu hiện ý tứ của mình thì mới biết được. Vậy thì tốt quá, nơi này cách Nhật Sát Các cũng không xa. Nếu như Lục trưởng môn tới Nhật Sát Các thì ta sẽ tận tình địa chủ. Dù sao ta và Băng Mộc Tôn giả sát phá quân cũng có chút giao tình. Lục trưởng môn ở trong Nhật Sát Các mà không được khoản đãi thì lần sau gặp Băng Mộc Tôn giả ta sẽ không biết ăn nói thế nào, cũng khiến cho Nhật Sát Các thất lễ. Lạc Kiến Hồng mỉm cười nói, ánh mắt khẽ biến đổi. Nghe Lạc Kiến Hồng nói vậy, mấy vũ vương, linh vương phía sau cùng chúng đệ tử Nhật Sát Các cực kỳ nghi hoặc. Ý tứ của các chủ không ngờ lại muốn mời Lục Lâm Thiên đi này Nhật Sát Các. Lạc các chủ khách khí rồi, ta. Lục Lâm Thiên cũng thật không ngờ phiên hải vương này lại mời hắn đi Nhật Sát Các thật. Nhật Sát Các này hắn cũng không muốn đi, thế nhưng Lục Lâm Thiên còn chưa nói xong, Lạc Kiến Hồng đã ngắt lời Lục Thiếu Du, nói. Lục trưởng môn khinh thường Nhật Sát Các ta hay là khinh thường Lạc Kiến Hồng ta? Dù muốn hay không thì Lục trưởng môn cũng nên tới Nhật Sát Các một chút để ta tận tình địa chủ. Thuận tiện ta cũng nghe nói Lục trưởng môn tinh thông thuật luyện đan, vừa lúc ta cũng có một số việc muốn mời Lục trưởng môn hỗ trợ. Cho nên mong Lục trưởng môn không nên chối từ. Chuyện này, Lục Lâm Thiên sửng sốt, phiên hải vương đã nói ra những lời này quả thực Lục Lâm Thiên không biết trả lời ra sao. Mơ hồ hắn có cảm giác việc Lạc Kiến Hồng mời hắn tới Nhật Sát Các không chỉ đơn giản có vậy. Vạn nhất tới Nhật Sát Các gặp phải nguy hiểm thì hắn sẽ gặp phiền phức lớn. Dù sao đây cũng là xào huyệt của người ta, cường giả trong môn không ít. Nhìn thấy sắc mặt Lục Lâm Thiên, Lạc Kiến Hồng nhíu mày nói. Lục trưởng môn, yên tâm đi, Lạc Kiến Hồng ta tuy rằng không tính là người tốt, thế nhưng chuyện âm thầm đả thương người khác ta không bao giờ làm. Tuy rằng trên người Lục trưởng môn có linh khí địa cấp, cũng chính là thanh huyết đao này. Thế nhưng Lạc Kiến Hồng ta còn chưa từng làm ra chuyện như thế này bao giờ. Nếu như Lục trưởng môn sợ tới Nhật Sát Các của ta thì quên đi, coi như Lạc Kiến Hồng ta nhìn nhầm người. Nói xong, phiên hải vương nhìn về phía Lục Lâm Thiên, thân thể lơ lửng trên không trung chắp tay mà đứng. Khí thế giống như một đầu ác điểu kia mang theo vài phần anh khí, thoạt nhìn cũng có cảm giác không giận mà uy. Thịnh tình của Lạc các chủ ta từ chối thì quả thực là bất kính, vậy thì ta sẽ quấy rầy Nhật Sát Các một phen vậy. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đảo, huyết lục trong tay được thu vào cơ thể rồi lập tức gọi Thiên Sĩ Tuyết Sư. Đứng trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du nhìn thẳng về phía Lạc Kiến Hồng, trên người có một cỗ ngạo khí lan tràn ra. Cho dù đi Nhật Sát Các thì có làm sao, Nhật Sát Các này có lẽ cũng không dám quang minh chính đại xuất thủ với hắn. Người này mỗi một lời nói đều vô cùng lợi hại, nếu như hắn không đi mà nói, thứ nhất sẽ đắc tội với Nhật Sát Các, thứ hai là người khác lại nói hắn nhát gan. Mà Lục Lâm Thiên biết rõ lão gia hỏa này sợ rằng có mục đích riêng cho nên Lục Lâm Thiên cũng muốn xem ý tứ của Lạc Kiến Hồng một chút. Ha ha, quả nhiên ta không nhìn nhầm người. Lạc Kiến Hồng cười ha hả nói. Đi Nhật Sát Các chúng ta, bằng vào Thiên Sĩ Tuyết Sư của Lục trưởng môn có lẽ chỉ mất một ngày một đêm là đủ. Ta cũng tiện thử cảm giác ngồi trên tòa kỵ của Lục trưởng môn một chút. Mời Lạc các chủ. Lục Lâm Thiên hơi thi lễ. Lan trưởng lão, cục trưởng lão, lần này ta không đi cùng các ngươi. Các ngươi đi sau đi. Lạc Kiến Hồng nhíu mày nói với bốn vị trưởng lão phía sau. Nói xong thân ảnh lóe lên, dưới chân có một đạo lam quang xuất hiện, thân thể lập tức nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Giống. Thiên Sĩ Tuyết Sư thấp giọng rít lên một tiếng rồi vỗ cánh bay đi. Tiếng rít gào trầm thấp khiến cho vô số yêu thú phi hành của Nhật Sát Các toàn thân run rẩy, vô hình chung đã bị áp chế. Không nghĩ tới các chủ lại coi trọng Lục Lâm Thiên này như vậy. Tuổi của Lục Lâm Thiên này có lẽ cũng không lớn, thế nhưng trên người lại có chút cảm giác thành thục. Nhìn Lục Lâm Thiên với các chủ rời đi, trên lưng yêu thú phi hành của Nhật Sát Các có không ít nữ đệ tử dùng ánh mắt si mê nhìn vào bóng lưng Lục Lâm Thiên khiến cho vô số nam đệ tử ganh tị ước ao không ngớt. Thế nhưng bọn họ cũng chỉ có thể ước ao mà thôi. Cường giả đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi đã chứng minh tất cả, bọn họ muốn đuổi cũng không đuổi được. Cục trưởng lão, vì sao các chủ lại đột nhiên trở về? Linh trì trên thiên đảo sắp mở ra, mỗi một lần mở ra thì các chủ Nhật Sát Các chúng ta đều có mặt a. Nhìn thấy các chủ và Lục Lâm Thiên rời đi, một lão giả mặc hoàng bào lập tức hỏi lão giả đứng đầu. Tần trưởng lão, các chủ cũng không còn cách nào khác a. Chỉ có thể nói là các chủ dụng tâm lương khổ mà thôi. Lão giả mặc áo lam phía trước cười khổ nói, sau đó lập tức phất tay.
vô số yêu thú phi hành khổng lồ đi về hướng ngược lại với Thiên Sĩ Tuyết Sư, nhanh chóng bay về phía trước. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên âm thầm nhíu mày, từ thân pháp của Lạc Kiến Hồng vừa rồi Lục Thiếu Du lập tức nhớ tới một người. Khi trước ngoài thành Cự Giang, người đeo mặt nạ cầm một chiếc chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh dường như cũng có thân pháp như vậy. Mà thân ảnh người nọ và Lạc Kiến Hồng này không có chút khác biệt nào. Lục Lâm Thiên phỏng đoán, sợ rằng khi trước người đeo mặt nạ kia chính là Lạc Kiến Hồng này. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, sợ rằng hai vị nhạc phụ của hắn cũng biết người nọ là ai. Thế nhưng có một số chuyện không tiện nói, để tờ giấy thì còn tốt, một khi chọc rách thì chỉ có xấu hổ. Chuyện này đối với tất cả mọi người đều không có lợi, thế sự thường thường đều bất đắc dĩ và kỳ diệu như vậy. Lục trưởng môn, ta mạo muội hỏi một câu, Nhật Sát Các ta nhận được tin tức, lệnh muội Lục Tâm Đồng và Dương Quá đều đã tới Đông Hải, không biết lúc này bọn họ đang ở đâu. Lạc Kiến Hồng dường như đối với Lục Tâm Đồng và Dương Quá cực kỳ hứng thú. Bọn họ có chút chuyện cho nên hiện tại không có ở đây. Lục Lâm Thiên mở miệng nói. Thật không? Ánh mắt Lạc Kiến Hồng khẽ đổi, thậm chí trong mắt còn hiện lên sự lo lắng mà không ai có thể phát hiện ra, hắn nói. Lần này mời Lục trưởng môn tới là bởi vì ta có chuyện muốn mời Lục trưởng môn hỗ trợ. Lạc các chủ cứ nói đùa, chuyện mà ngay cả Nhật Sát Các cũng không làm được thì tiểu tử ta cũng không dám nghĩ tới. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ rốt cuộc Lạc Kiến Hồng này muốn làm gì. Muốn hắn hỗ trợ, chuyện mà ngay cả Nhật Sát Các cũng không làm được thì hắn càng không có biện pháp nào. Không dám giấu Lục trưởng môn. Mấy năm nay vì chữa trị thể chất tiên thiên của tiểu nữ cho nên ta đã tìm vô số linh giả có thực lực cao ở Đông Hải, ngay cả linh giả trong tứ các tứ đảo cũng mời qua. Thế nhưng không có một biện pháp nào hữu hiệu, ngay cả cường giả linh giả trong Nhật Sát Các của chúng ta cũng thúc thủ vô sách. Chỉ có thể bảo trụ tính mạng của tiểu nữ mà thôi. Ta nghe nói trong phi linh môn của Lục trưởng môn cũng có một cường giả linh tôn thần bí, Lục trưởng môn cũng đã là linh vương, sợ rằng cũng nhận được không ít chân truyền của cường giả kia. Nói không chừng còn có thể chữa tốt cho tiểu nữ. Lạc Kiến Hồng nói. Sợ rằng khiến cho Lạc các chủ thất vọng rồi, tiểu tử ta tài học thô thiển, loại chuyện như thế này cũng không có nắm chắc. Lục Lâm Thiên lập tức nói. Chị không hết cũng không sao, cường giả linh giả mấy năm nay cũng phải thúc thủ vô sách. Ta chỉ có một nữ nhi là nó cho nên không muốn bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào. Lục trưởng môn cứ tới đó xem một chút là được, không có cách nào cũng không sao. Dù sao ta cũng chỉ muốn tận tình địa chủ với Lục trưởng môn mà thôi. Nếu như có thể chữa tốt thì ta tuyệt đối sẽ hậu tạ Lục trưởng môn. Lạc Kiến Hồng nói vậy Lục Lâm Thiên cũng không tiện nói thêm gì nữa. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, dọc đường Lạc Kiến Hồng vô cùng nhiệt tình trò chuyện khiến cho Lục Thiếu Du đối với Lạc Kiến Hồng có thêm hiểu biết. Người này cũng không phải là người âm hiểm gian trá, thế nhưng cũng tuyệt đối không phải là người hiền lành gì. Ngẫm lại. Người có thể ngồi lên vị trí các chủ Nhật Sát Các sợ rằng cũng không thể là người bình thường được. Chỉ là tính cách người này vô cùng thẳng thắn khiến cho hảo cảm của Lục Thiếu Du đối với hắn tăng lên không ít. Một đường trò chuyện, Lạc Kiến Hồng cũng phải nhìn Lục Lâm Thiên với ánh mắt khác. Hắn lòng vòng muốn hỏi tình hình của phi linh môn thế nhưng Lục Lâm Thiên lại trả lời vô cùng cẩn thận. Mà cuối cùng hai người lại phấn khởi trò chuyện về nhân sinh cho tới vũ kỹ, cuối cùng là vũ đạo. Từ đầu hai người đều cẩn thận trò chuyện, thế nhưng tới cuối cùng hai người đều vô cùng sảng khoái trò chuyện, giống như là hận gặp nhau quá muộn, thi thoảng có vài tiếng cười lớn truyền ra, hào khí ngập trời. Trong lúc bất chi bất giác, hai người không ngờ lại đi tới Nhật Sát Các. Phía xa, lúc này trước mặt hai người xuất hiện một dải núi non lớn. Thiên Sĩ Tuyết Sư hiện tại cũng đang bay qua một lục địa bằng phẳng. Phía xa là núi non nguy nga, tầng tầng lớp lớp. Hiện tại mới vào giữa hè, trong núi non là một mảnh xanh biếc, bên trong có vô số kiến trúc chằng chịt. Người phương nào xông loạn vào Nhật Sát Các chúng ta? Thiên Sĩ Tuyết Sư vừa mới tới gần lập tức có vô số yêu thú phi hành bay lên trời, trên lưng có không ít đệ tử Nhật Sát Các, lập tức chắn trước mặt Thiên Sĩ Tuyết Sư.